chương 420, nạp mạng đi. Bởi vì ngươi là lâm dịch, ta là thạch xa. Thật đơn giản một câu nói, đạo hết hai người nhất bản chất bất đồng, đạo hết tang thương cùng bất đắc dĩ, đạo hết lòng của hai người chua xót cùng giàu gì. Dị. Dịch kiếm tông thời điểm, hai tính cách của người liền có rất nhiều khác hẳn chỗ, lâm dịch có thể dễ dàng tha thứ đồng môn mắt lạnh cười nhạo, thạch xa lại không thể. Thạch xa nói, vì trường sinh, chúng sinh đều có thể giết. Lâm dịch nói, cái này không phải của ta đạo, đồng dạng ma chỉ, bất đồng đường, tuyệt nhiên ngược lại mệnh vận quỹ tích. Nhưng mà hai tính cách của người cũng có giống nhau địa phương, đối với thân nhân bảo vệ, đối với mục tiêu chấp nhất. Theo trình độ nào đó mà nói, cái này hai đầu bất đồng đường, cũng lộ ra chỗ tương tự, đều là một loại cực đoan. Lâm dịch tu hiệp đạo, liền quyết định hắn cả đời gian nguy, gặp đối với rất nhiều thế lực trở ngại cùng chân áp, tùy thời cũng có thể có thể ngã xuống. Thạch xa cũng là như vậy, hai tính cách của người quyết định mệnh vận, quyết định cho nhau cũng sẽ không thỏa hiệp, Lâm dịch không dám nghĩ tương lai, hắn tuy rằng ngoài miệng nói xong cường ngạnh, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, lâm dịch không biết hắn đến tột cùng có thể hay không lưu thủ. Trầm mặc một hồi, lâm dịch nhẹ giọng nói, hy vọng có một ngày, hai người chúng ta có thể vứt bỏ một chút, trở lại dịch kiếm tông đi xem sư phụ cùng Uyển nhi. Có thể, sẽ có ngày nào đó, thạch xa ánh mắt có chút mê man, lẩm bẩm đạo. Lâm dịch hít sâu một hơi, cầm lấy trên đất mặt nạ mang lên mặt, không do dự nữa, xoay người rời đi. Nhìn lâm dịch đi xa bóng lưng, thạch xa vẻ mặt thống khổ, tựa hồ cảm giác được một loại vô cùng vật chân quý tại rời hắn mà đi. Huyết sắc ngọn núi đỉnh núi, công tôn cổ nguyệt mấy người đang vách núi mép song song đứng thẳng, nhìn phía dưới nồng đậm huyết vụ, sâu không thấy đáy huyết vụ giản, vẻ mặt có chút bất an. Đợi một hồi, huyết vụ giản lại trở nên lặng yên không một tiếng động, tựa hồ mới vừa tiếng huyết gió chỉ là ảo giác. Công tôn cổ nguyệt ánh mắt chấp động, trầm ngâm nói, lâu như vậy cũng không có bất cứ dị thường nào, phỏng chừng không phải là Mộc Thanh, chúng ta đi thôi. Không phải là Mộc Thanh, là ai? Mấy người đấy lòng đều có cái nghi vấn này, nhưng hiểu lòng không hết, ai cũng không hỏi đi ra, trái lại gật đầu, bắt đầu ảo ảo ly khai vách núi mép. Núi này đỉnh vốn là bọn hắn bố trí mai phục chỗ, nhưng chẳng biết tại sao, từ khi Mộc Thanh nhảy xuống huyết vụ giản, bọn họ luôn có một loại tâm thần không yên cảm giác. Đi chưa được mấy bước, tiền đảo Tam Hoàng Tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Âm dương quái khí nói ra, ta xem các ngươi là cố ý kéo dài thời gian đi, chúng ta hay là nói một chút chuyện vừa rồi nha, ta tiên đảo lần tổn thất này, người nào chịu trách. Công tôn cổ nguyệt mấy người khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Ta đến phụ trách, một thanh âm đột ngột vang lên, mọi người sửng sốt một chút, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy vách núi mép huyết vụ ào ào lui tán, một cái bạch sam tóc đen thanh niên chậm rãi mọc lên, diện mục thanh tú, đầu vai chịu đựng một thanh đại kiếm, phía sau chấn động chói mắt lóa mắt lam sắc kiếm rực, vô cùng nổi bật. T, mọi người đồng tử một hồi co rút lại, ngược hít một hơi lãnh khí. Mộc thanh, ngươi không chết, làm sao có thể, các thế lực lớn truyền nhân vào giờ khác này tâm thần đều cáo thất thủ, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Nếu là đặt ở trước đây, lúc này là lâm dịch tốt nhất xuất thủ thời cơ. Nhưng hôm nay lâm dịch từ lâu thoát thai hoán cốt, huyết vụ giản hành trình, tuy rằng hiểm tử hoàn sinh, nhưng điện định hắn tại kim đan kỳ cùng giai vô địch vững chắc địa vị. Lâm dịch chăm chú nhìn tiên đảo tam hoàng tử, khẽ mỉm cười nói, còn nhớ ta trước kia nói xong nói sao, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Tiên đảo tam hoàng tử biến sắc, vô ý thức lui ra phía sau nửa bước, tế xuất linh quang lóe lên trường đao, nắm thật chặt ở lòng bàn tay trong trong, sau lưng 10 tên tiên đảo tu sĩ cũng ảo ảo trào tiến lên đây. Lăng Thu Yến đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn, hắn là kim đan đại thành, Ba ngày, liền nhảy qua mấy cấp, quả nhiên, mọi người ngưng thần vừa nhìn, không khỏi tâm thần dung chuyển, cảm giác được một hồi lạnh lẻo thấu xương, chỉ cảm thấy phía sau lưng gió mát trận trận, chưa phát giác ra đang lúc rốt cuộc suốt mồ hôi lạnh cả người. Mọi người lập tức nín thở ngưng thần, chậm rãi chinh phục tâm tình. Đây là lấy tư cách các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân phải có trạng thái, cho dù Mộc Thanh là kim đan đại thành, nhưng là bọn họ đều là kim đan viên mãn hay hoặc là nửa bước nguyên anh tu sĩ. Hơn nữa có 8 người nhiều, coi là tiên đảo 10 tên tu sĩ, lại là một đại trợ lực. Trận chiến đấu này, bọn họ không có lý do gì sợ hãi. Huống chi, Mộc Thanh rất nhiều thủ đoạn con bài chưa lật, bọn họ nhược chỉ trưởng, nếu là tăng gia đề phòng, lần này tranh đấu, Mộc Thanh vẫn không có chút nào cơ hội. Công tôn cổ nguyệt mấy người trong lòng nhanh chóng chuyển qua vài cái ý niệm trong đầu. Mặc dù là như thế, bọn họ vẫn có một tia khó diễn tả được bất an. Bởi vì bọn họ chuyện lo lắng nhất hay là xảy ra. Từ lúc Lâm Dịch vẫn là nửa bước Kim Đan lúc, mọi người liền quyết định phải đem hắn diệt trừ, bằng không một khi người này bước vào Đan Đạo, sẽ càng khó có thể trấn áp. Mà ba ngày không gặp, người này không chỉ thành công bước vào Đan Đạo, càng là một lần hành động đột phá đến Kim Đan đại thành. Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Đối mặt hôm nay Mộc Thanh, công tôn Cổ Nguyệt tám người không có một cái dám cùng hắn đơn đả độc đấu, nhưng may mà, bọn họ người đông thế mạnh, mỗi người đều đại biểu cho các thế lực lớn Kim Đan kỳ mạnh nhất chiến lược. Trận chiến đấu này, bọn họ không có lý do gì thua. Bất quá là trong nháy mắt, mọi người liền đem tâm thần ổn định lại, khí thế điều chỉnh xong, từ từ bay lên. Lâm dịch đối với đây hết thảy thở ơ, nhìn tiên đảo tam hoàng tử, phảng phất đang nhìn một cái người chết. Lâm dịch nhìn chung quanh mọi người, thản nhiên nói tiên đảo tu sĩ, như thế ức hiếp ta hồng hoang, không cần nhiều lời, có bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Về phần các ngươi, nói đến đây, lâm dịch đột nhiên dừng lại, sau lại chậm rãi nói công tôn hoàng tộc mấy ngàn năm trước bội bạc được đê tiện đánh lén việc dẫn đến tử vi tông toàn quân bị diệt một tháng trước tại tinh minh xuất thế lúc càng phái tu sĩ quy mô đến phạm ta tinh minh tổn thất thảm trọng công tôn cổ nguyệt khương xí hai người ngươi tại đây trăm tộc đại chiến trong nhiều lần muốn đưa ta vào chỗ chết cuối cùng càng liên hợp mấy thế lực lớn khác truyền nhân tại đây đỉnh núi bố trí mai phục đem ta ép dưới huyết vụ giản cái này thuộc về giữa chúng ta thủ riêng Lấy người công tôn ra, Khương gia cầm đầu mấy thế lực lớn, cùng tiên đảo đạt thành xấu xí bẩn thỉu giao dịch, dẫn đến mấy ngàn năm qua này, rất nhiều hồng hoang người vô tội phàm dân chết oan chết uổng, thậm chí đến nay vẫn chẳng hay biết gì, còn đây là công cửu. Về công về tư, chúng ta cuộc chiến hôm nay đều không thể tránh né, các người hôm nay, một cái đều không đi được. Ta phải dùng các người tiên huyết, tế điện những cái kia chết bởi hung thú trong bụng người vô tội phàm dân. Tiếng nói vừa dứt, Lâm dịch ẩm ầm phóng xuất ra kim đan đại thành khí tức, ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, sát khí nghiêm nghị. Công tôn cổ nguyệt hai mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng, các vị đạo hiếu, lúc này chớ có do dự, toàn lực chu diệt người này. Oanh, 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 đám tu sĩ không trần chờ chút nào, ào ào tạo ra kim đan dị tượng, chỉ một thoáng đỉnh núi ở trong huyết vụ bị quậy đến khốn loạn không chịu nổi, bụi bám phi dương. Chỉ một thoáng, trên bầu trời dị tượng lực bắt đầu khởi động chạy trồm, phong vân biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn. Đối mặt mọi người uy lực tuyệt luân kim đan dị tượng, Lâm Dịch khí thế tăng mạnh, không lùi mà tiến tới, sát ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tiên Đảo Tam hoàng tử, lớn tiếng nói Tiên Đảo cầu tặc, nạp mạng đi. Chương 421, chính diện cứng rắn va chạm. Lâm Dịch đằng đằng sát khí, dáng vẻ bệ vệ cái thế, quát như sấm mùa xuân, kiếm phá vạn tượng. Tại trước mắt bao người, Lâm Dịch theo tại chỗ biến mất, chỉ còn lại một thanh bộc lộ tài năng trường kiếm, về phía trước nhẹ nhàng rạch một cái kiếm quang thiểm qua, kinh diễm tuyệt luân, giống như phù dung sớm nở tối tàn, lại đẹp không sao tả xiết. Không ai có thể hình dung ra một kiếm này uy lực, nhưng là công tôn cổ nguyệt tám người kim đan dị tượng toàn bộ cáo phá. Tiên đảo 10 tên tu sĩ càng không chịu nổi, trước hết bị một kiếm này đánh tan phòng ngự, thổ huyết rút lui. Mặc cho người có tất cả dị tượng, ta cùng một kiếm phá chi. Lâm dịch thời khắc này trong lòng vô cùng bình tĩnh, trong tai nhiều lần hồi tưởng cái kia vô danh kiếm tu huy kiếm phong thái, một kiếm này khí phách. Sau một khắc, lâm dịch trong ngực hào khí xảy ra, dị tượng lực bắn ra, tiếng kinh hô liên tiếp. Một kiếm dưới, tám người toàn bộ bị thua, nhưng tám người này kim đan dị tượng cũng truyền thừa vạn cổ, đều là thái cổ năm tháng thiên giới chúng thần sáng chế, uy lực vô song. Tám người kim đan dị tượng tán loạn lúc, lâm dịch dị tượng lực cũng bị hắn tiêu hao hết. Công Tôn Cổ Nguyệt đám người sắc mặt trắng bệch, khí huyết cuồn cuộn, bị trình độ không đồng nhất bị thương. Thân thể bị thương thế không tính là nghiêm trọng trong lòng bọn họ đánh bại mới chính thức chí mạng. Đây là cái gì, lại một loại kim đan dị tưởng, tại sao có thể như vậy, một cái kim đan tu sĩ đồng thời tu luyện ra hai loại kim đan dị tưởng. Cái này sau một loại kim đan dị tưởng uy lực tại sao có thể như vậy mạnh, cư nhiên phá hỏng chúng ta hợp lực một kích. Mỗi người sắc mặt của âm tình bất định, cảm thấy đánh bại, bọn họ tám người đồng thời tạo ra kim đan dị tưởng, chính là thông thường nguyên anh đại tu sĩ đến đây, cũng tuyệt không may mắn tránh khỏi có thể. Nhưng mà, lại bị trước mắt cái này kim đan tu sĩ một kiếm phá đi hai loại kim đan dị tượng cộng thân cùng giai tu sĩ ai là đối thủ của hắn đừng nói cùng giai tu sĩ liền là bọn hắn tám người liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng được người này lâm dịch đối với kết quả này sớm có dự liệu nhưng mọi người lại không rõ ràng lắm chính là kiếm phá dị tượng uy lực chân chính còn không dừng lại ở nơi này nếu là lâm dịch không cố kỵ thân phận phóng xuất ra toàn bộ khí huyết lực kiếm phá vạn tượng uy lực còn muốn bay lên một cái đại bậc thang Kim Đan Dị Tượng tán loạn, Lâm Dịch nhưng không có thu tay lại ý, xúc địa thành thốn, xoay mở cự khuyết kiếm, hùng hổ trực tiếp xông vào trong đám người. Đối mặt tám người hợp lực vây công, Lâm Dịch biểu hiện vô cùng cường thế, chợt vừa ra tay, liền trực tiếp cướp chiếm thượng phong. Công Tôn Cổ Nguyệt hét lớn một tiếng, các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, mọi người dị tượng lực vừa phóng thích, trong khoảng thời gian ngắn vô phương lần thứ hai phóng thích Kim Đan Dị Tượng, chúng ta thi triển tuyệt học đem đánh giết. Phải nên như thế, tất cốc phiến cũng trầm giọng nói tiên đảo tam hoàng tử kịch liệt thở hồn hền, quát to tiên đảo tộc nhân, cùng tiến lên trước chém giết nơi này kẻ trộm, báo thù rửa hận. Cơ hồ là đồng thời, công tôn cổ nguyệt tám người tuyệt học xuất thủ, tiên đảo mười tên tu sĩ cũng cưỡng chế thương thế bên trong cơ thể, vũ động trường đao, hướng lâm dịch chém tới. Đao quang phá không, ngay lập tức liền tới, tuyệt học nổ vang âm thanh cũng ở đây đỉnh núi tiếng vọng không ngừng. Mắt thấy lâm dịch sắp bị bao phủ đang lúc mọi người công kích dưới, lâm dịch lại thần sắc bình tĩnh, vui mừng không hãi sợ, hét lớn tuyệt học, kiếm nhận phong bạo Kim đan đại thành tu vi toàn lực phóng thích, gần vạn đạo lam sắc kiếm khí tại lâm dịch bao quanh thành hình. Cùng lúc đó, bất diệt kiếm thể huy động cự khuyết kiếm, tại tại chỗ nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt, hình thành một đoàn muốn tiếp nối thiên địa lam sắc hình rồng phong bạo kiếm khí răng khắp nơi, vô địch. Đây là sau khi đột phá lâm dịch, sau khi đột phá bất diệt kiếm thể, lần thứ hai thu được kiếm chi mảnh nhỏ kiếm khí. Kiếm nhận phong bạo uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Chỉ một thoáng, đỉnh núi huyết vụ ào ào tán loạn, bụi bặm phi dương, cát bay đá chạy. Lấy một địch chúng, hoàn toàn là chính diện cứng rắn va chạm, Lâm Dịch cho thấy kinh thế hãi tục chiến lực. Hình rồng kiếm nhận phong bạo bằng vào bất diệt kiếm thể kinh thế thần lực kéo, không thể phá vỡ cự khuyết kiếm lưới hỗn loạn trong đó, bộc phát ra kinh khủng lực sát thương. Kiếm nhận phong bạo vốn là gồm có một cổ khó có thể tưởng tượng hút kéo lực, cộng chi mọi người tuyệt học đồng thời hướng Lâm Dịch đánh giết mà tới trước, có qua có lại, mọi người ào ào không khống chế được thân hình, hướng trung gian phong bạo trong di động. Ung um ung, um, thương thương thương, tuyệt học trong lúc đó va chạm càng thảm liệt, càng hung hiểm. Tiên đảo tu sĩ trường đao bị kiếm nhận phong bạo cuốn vào trong đó, bẻ gãy nghiền nát vậy bị đánh cho mảnh nhỏ. Công tôn cổ nguyệt bọn người cái chán toát ra tầng một mồ hôi lạnh, không ngừng ra chỉ đan khí linh lực, hầu như sắp lực kiệt. Các vị đạo hữu chưa có lại lưu thủ, lúc này không đem hết toàn lực, chúng ta đều phải bỏ mạng. Công Tôn Cổ Nguyệt miệng rộng một cái, phun ra một đạo kim quang lóe lên máu tươi, ra chỉ tại tuyệt học trên mặt, hét lớn, "Đế Long Quyền, Thần Uy Lâm Thế." Phun ra cái này thuần nhất máu tươi, Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt trắng bệch, hiện lên một tia uể oải chi sắc. Nhưng chớp mắt lại mạnh cầm tinh thần, khí huyết bốc lên, bắn ra ra vạn trượng kim quang, giống như một đoàn liệt nhật, khí tức tăng mạnh. Công Tôn Cổ Nguyệt nắm đấm ở trong nổ bắn ra ra một đầu hoàng kim cự long, nguyên bản sắp bị Lâm Dịch kiếm nhận phong bạo cắn nuốt cả người tiên huyết nhễ nhại, đạt được cái này thuần nhất máu tươi gia trì, thương thế phục hồi, lần thứ hai trở nên đằng đằng sát khí, dung đùi đắc ý hướng trung gian phong bạo đánh tới. Tất cốc phiến bọn người nhìn thấy một màn này, trong mắt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên, cũng ảo ảo phun ra chân quý máu tươi, gia trì tại tuyệt học trên mặt, muốn một lần hành động đem lâm dịch chém giết nơi này. Ta nói rồi, các ngươi kém xa, lâm dịch thanh âm lạnh như băng tải phong bạo trong truyền ra. Phá cho ta, Lâm dịch ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, hào hùng cái thế. Tiên đảo tam hoàng tử nghe được lâm dịch sát ý nghiêm nghị thanh âm, theo bản năng đem thân hình dừng lại, vẫn chưa theo mọi người tổng cộng công đi tới. Đang bị lâm dịch chém giết một lần sau, tiên đảo tam hoàng tử ở sâu trong nội tâm liền đối với lâm dịch mang theo một loại thật sâu sợ hãi. Giờ này khắc này, tiên đảo tam hoàng tử bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc, người này thủ đoạn nghịch thiên, tốc độ tu luyện càng là khó có thể lý giải, biết rõ chúng ta tại đỉnh núi chờ, lại vẫn muốn cường thế xuất thủ hắn không phải người ngu liền nhất định có nắm chắc đem ta chém giết ngẫm lại trước kia lâm dịch hay là nửa bước kim đan lúc liền tại trước mắt bao người tám người hợp lực vây công trong đem bản thân giam cầm trấn áp sau đó phóng thích một lần lần thứ hai chém giết lần này đi qua không có thân thân thể sẽ đến ai đều không thể lý giải tiên đảo tam hoàng tử đối với lâm dịch cái loại này thật sâu kiêng kỵ người này tâm tư kín đáo nếu là muốn giết ta liền nhất định có thể giết chết Chẳng biết tại sao, tiên đảo tam hoàng tử trong đầu dâng lên như vậy một cái nhìn như hoang đường ý niệm trong đầu. Không được, ta không thể lại hành động thiếu suy nghĩ, thiếu ta lực một người, nói vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nghĩ lại đến tận đây, tiên đảo tam hoàng tử miễn cưỡng thoát khỏi kiếm nhận phong bạo phạm vi, đem thân hình ẩn vào trong hư không, thờ ơ lạnh nhạt. Tại kiếm nhận phong bạo hoàn mỹ giấu giếm dưới, bên ngoài căn bản không cách nào thấy rõ lâm dịch thân hình, thần thức càng là không cách nào tra xét vào phong bạo bên trong, còn chưa tới gần, cũng đã bị cắn nát. Ý vị này, tại kiếm nhận phong bạo trong, lâm dịch có thể không hề cố kỵ phóng thích khí huyết lực. Kiếm nhận phong bạo không chỉ là tuyệt học, càng là một loại có thể cho lâm dịch thỏa thích phóng thích khí huyết lực thủ đoạn, lần thứ hai tiến dai sau bất diệt kiếm thể khí huyết lực mạnh bao nhiêu đại, lâm dịch mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng sau một khắc bộc phát ra công kích, chính là chiêu này tuyệt học có khả năng đạt tới cực hạn, kiếm nhận phong bạo phối hợp khí huyết lực hoàn mỹ nhất thể hiện. chương 422, Tan Tác Lâm dịch ẩm ẩm phóng xuất ra khí huyết, giống như sóng to gió lớn vậy, hải tiếng khóc trận trận, sen lẫn kiếm minh, đông đảo kỳ dị âm thanh dung hợp cùng một chỗ, tại phong bạo thấp thoáng dưới, càng lộ vẻ bất phàm, đinh tai nhức óc. Cử trọng nhược khinh đạo pháp, cộng thêm bất diệt kiếm thể trấn thế thần lực, cự khuyết kiếm tại lâm dịch tay trong uy lực tăng gấp bội. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm dưới, đông đảo tuyệt học oanh kích dưới, kiếm nhận phong bạo cũng không có bị áp chế, phong bạo phạm vi trái lại trong nháy mắt làm lớn ra trọn gấp đôi khí thế càng hung mãnh, không người có thể địch, đem công tôn cổ nguyệt mọi người toàn bộ cuốn vào. Mọi người tuyệt học ầm ầm tan vỡ. A, 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 bảy thế lực lớn truyền nhân cường hãn khí huyết vào giờ khắc này ầm ầm thả ra đến, nhưng không có thể kích động khởi mảy may rung động, hoàn toàn bị Lâm Dịch bất diệt kiếm thể sở áp chế. Màu sắc khác nhau máu bay đầy trời tiên, toàn bộ đều là do năm thiên giới chúng thần cao quý huyết mạch. Mọi người đan khí bị cuốn vào kiếm khí phong bạo trong, cũng bắn ra ra nhẹ nhẹ ra nẻ có tiếng, Tại phong bạo thấp thoáng dưới, hầu như có thể không đáng kể. Lâm Dịch một chiêu này kiếm nhận phong bạo, tại cường thịnh khí huyết ra trì dưới, đã mơ hồ kéo thiên địa lực, tiếp thiên liền địa, vô cùng đồ sộ, đem đỉnh núi huyết vụ đánh tan không nói, trên bầu trời cũng bắt đầu ô vân răng đầy, tiếng sấm cuồn cuộn. Tiếng sấm, cuồng phong, mưa rào, bọn họ tựa hồ mang theo nào đó khó diễn tả được lại huyền diệu vô cùng quy luật tự nhiên cùng quỹ tích. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch cảm giác tựa hồ mơ hồ chộp được cái gì nhưng giao chiến phát sinh ở trong nháy mắt, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Dịch đột nhiên phát hiện, tiên đảo tam hoàng tử thân ảnh của cư nhiên biến mất. Cút ngay, Lâm Dịch hét lớn một tiếng, phong bạo lực ầm ầm bạo phát. Công tôn cổ nguyệt trong miệng phun ra một đạo tiên huyết, kim sắc đạo bào cơ hồ bị cắt kim loại thành vải vụn đầu, lộ ra bên trong kim ánh sáng mở ảo hộ giáp, trên mặt cũng mang theo nhẹ nhẹ vết nứt. Nếu không có cái này tổ truyền hộ giáp, hắn sớm bị kiếm nhận phong bạo xoắn thành mảnh vỡ, thần hồn câu diệt tất cốc phiến cũng không có khí định thần nhàn phong phạm cao thủ, tóc tai bù xù, trường kiếm trong tay chẳng biết đi đâu, sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Lăng Thu Yến hoa dung thất sắc, minh diễm mặt cười trên tràn đầy hoảng sợ, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, cũng ra sức thoát khỏi phong bạo phạm vi, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Bảy người mỗi cái ỉ vào hộ thân bảo giáp, thậm chí khương xí hộ giáp đã vỡ vụn, mới miễn cưỡng tìm được đường sống. Công tôn cổ nguyệt nhất kém, hầu như sợ đến can đảm câu liệt, hồn phi phách tán, phải biết rằng, ngoại trừ tiên đảo Tam Hoàng Tử, sẽ thuộc tính hắn cùng Lâm Dịch trong lúc đó cửu hận lớn nhất. Lâm Dịch rõ ràng cho thấy muốn đại khai sát giới, cái thứ nhất cầm đến khai đao chắc chắn là hắn. Công tôn cổ nguyệt bộc phát ra lực lượng cuối cùng, ra sức hướng xa xa bỏ chạy, không dám còn nữa chốc lát lưu lại. Hoàn bài, theo kim đan dị tượng đối kháng, đến tuyệt học trong lúc đó cứng rắn va chạm, công tôn cổ nguyệt mọi người không có chiếm mảy may thượng phong, hoàn toàn bị lâm dịch sở áp chế, nếu không có mỗi cái thế lực truyền thừa rất xưa, bảo vật phong phú, mới vừa trong nháy mắt, bảy người đã ngã xuống hơn phân nửa. Liền đã là như thế, công tôn cổ nguyệt bảy người cũng bị lớn nhỏ không đồng nhất bị thương. Cho dù còn có chiến lực, nhưng lại cũng không dám nữa cùng lâm dịch đối địch. Lúc này tất cốc phiến tâm trong chỉ có một ý niệm trong đầu, chạy. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa, tốt nhất chạy tới chu ma bảng khu vực, người này liền cầm hắn không có biện pháp không giác hòa thượng cũng mất đắc đạo cao tăng chấn định hình tượng, trơn bóng gương mặt của trên từng đạo vết máu, có vẻ dữ tợn vô cùng, nguyên bản ở trong tay một chuỗi Phật châu từ lâu chặt đứt tuyến, từ tán khắp nơi trên đất, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Công tôn cổ nguyệt, khương xí, hạ hận thủy, lăng thu yến, tất cốc phiến, không giác hòa thượng sáu người đại bại, quay đầu bỏ chạy, chật vật không chịu nổi. Tiên đảo tam hoàng tử thấy tình thế không ổn, từ lâu trốn xa, tại chỗ chỉ còn lại có tiên đảo 10 tên tu sĩ cùng phong vong trần phong vong trần tựa hồ mất đi hồn phách hai mắt vô thần tùy ý máu trên mặt dịch bong nhưng không có lau chùi ý kinh ngạc nhìn chằm chằm lòng bàn tay vỡ vụn sáo ngọc tiên đảo mười tên tu sĩ từ lâu trọng thương ngã gục nhưng trong mắt lại vẫn không có chút nào khiếp ý phấn khởi sau cùng dư lực muốn lâm dịch chém tới những thứ này đều là bảo hộ tiên đảo tam hoàng tử tử sĩ tha rằng bản thân bỏ mình cũng không có thể làm cho hoàng tử bị thương tổn giết mười người nổi giận gầm lên một tiếng bạt đao thuật phát huy đến mức tận cùng hướng coi như tại phong bạo trong lâm dịch chém giết tới. Lâm dịch hừ lạnh một tiếng, phong bạo chi thế lại thổi, đem tiên đảo 10 người toàn bộ tịch cuốn vào. 10 người một tiếng đều không cổ họng, bị cắt thành mảnh nhỏ, huyết nhục vẩy ra, nguyên thần tại trong nháy mắt bị xoắn thành hư vô. Phong bạo tản đi, lộ ra lâm dịch cao ngất thon dài thân hình, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bạch sam hạt bụi nhỏ bất nhiễm, hai mắt trong suốt thâm thúy, màu để kiếm quang du động, có dũng khí quân lâm thiên hạ, không ai bị nổi phong thái. Nhìn hốt hoảng chạy thuộc mạng đám tu sĩ, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, muốn hợp lại tốc độ, ai có thể hơn được hắn. Vạn đạo lam sắc kiếm dược đột nhiên xuất hiện, tinh thần lực vận chuyển, Lâm Dịch vừa muốn lắc mình, nhưng không ngờ một cái hình đánh tới. Lâm Dịch ánh mắt chấp động, nhận ra người này đúng là phong tộc phong vong trần, người này thất hồn lạc phách, trạng thái có chút quỷ dị. Phong vong trần hướng Lâm Dịch nhào tới, trong miệng hét lớn, người trả cho ta sáu ngọc, người cư nhiên đánh nát nàng lưu cho ta sau cùng đồ đạc không có có bất kỳ chiêu thức pháp thuật, lâm dịch nhẹ nhíu, phát tay một quyền nện ở phong vong trần nơi ngực. một quyền này, lâm dịch không đem hết toàn lực, cũng không có hạ sát thủ. lâm dịch trước kia mặc dù nói phải đem các thế lực lớn truyền nhân toàn bộ chết rơi, nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng, nơi này giờ cũng không sáng suốt. năm đó tiên đảo hiệp nghị, có mấy thế lực lớn đều bảo trì trung lập thái độ, mà những thứ này truyền nhân còn chưa sinh ra, vẫn chưa tham dự trong đó. nếu là bởi vì việc này giận chó đánh mèo bọn họ, có chút bất công. Tuy nói mấy người trước kia bố trí mai phục vây giết lâm dịch, nhưng hắn nếu thật đem cái này mấy đại truyền nhân toàn bộ chém giết, tinh minh tình cảnh cũng có rất khó chịu, rất có thể sẽ gặp các thế lực lớn chất vấn công kích. Trước kia tinh minh cùng công tôn hoàng tộc đánh một trận, mấy thế lực lớn đều bảo trì trung lập thái độ, nếu là lâm dịch tại đây chu ma chiến trường chém mọi người, vô hình kia trong liền đem mấy thế lực lớn đẩy hướng về phía tinh minh mặt đối lập. Lâm dịch hôm nay cùng dai vô địch, nhưng lại không thể đối kháng các thế lực lớn nội tình, tinh minh cũng không được. Tử vi tinh quân từng nói qua, như là thân phận của ngươi bại lộ, đem trên đời đều là địch, khi đó, tinh minh rất có thể không bảo trụ ngươi, chính là cái đạo lý này. Lâm dịch cũng không phải là không cố kỵ gì, tại giao thủ trước kia, hắn liền đem trong này lợi hại quan hệ gỡ thuận vô cùng rõ ràng. Cho nên, mấy thế lực lớn truyền nhân có thể chạy trốn ra kiếm nhận phong bạo phạm vi công kích, trong này cũng có lâm dịch lưu thủ chi ngại. Nhưng như công tôn cổ nguyệt cùng tiên đảo tam hoàng tử hai người, vẫn là không biết hối cải, tội ác tài trời đệ tử, Lâm Hạ quyết tâm muốn chém giết hai người. Phong vong trần bị Lâm Dịch một quyền chạm vào ngực, cốt cách vỡ vụn, đâm vào trái tim, khí huyết trong nháy mắt suy bại, nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ đau đớn, trái lại càng điên cuồng hướng Lâm Dịch đánh tới, hung tính đại phát. Phá hư nàng đưa ta sáu ngọc, ta liền giết ngươi. chương 423, truy sát, chư tử Bách Thánh trước kia nói không sai, phong vong trần vô cùng si tình, chuyên vu đạo, vì một cái chữ tình, mạng cũng không muốn, khí huyết suy bại không chịu nổi, còn muốn tiến lên cùng lâm dịch chém giết. Đây là một cái người đáng thương, lâm dịch trong lòng căm tức, cũng không ý nguyện bị thương hắn, rung động kiếm rực, dưới chân thần bí đạo văn thiểm hiện, hướng công tôn cổ nguyệt bọn người lao đi, trong chớp mắt biến mất tại tại chỗ. Phong vong trần diện mục dữ tợt, hai mắt xích hồng, thân hình khẽ động, cuồn cuộn nổi lên một cổ thanh phong suýt nữa đuổi theo lâm dịch, lại bởi vì khí huyết kém, lại mới ngã xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hền. Nhưng mà đi qua phong vong trần cái này một lưu lại, công tôn cổ nguyệt mấy người đã trốn xuống núi đỉnh. Đỉnh núi huyết vụ tràn ngập, tầm mắt bị che nghiêm trọng, thần thức có thể tra xét phạm vi cũng vô cùng có hạn. Khi lâm dịch đuổi tới chân núi lúc, công tôn cổ nguyệt mấy người thân ảnh đã biến mất ở trước mắt quang nơi tận cùng. Lâm dịch hơi trầm ngâm, liền ở trong không khí ngửi được một hồi dày đặc khí huyết vị đạo. Lâm dịch cười lạnh một tiếng, nhắm vào một cái phương hướng nhanh như điện chấp đi. Lúc này đây, lâm dịch phóng xuất ra toàn bộ linh lực, phía sau kiếm dược điên cuồng rung động, Tinh thần lực tại các nơi huyệt đạo lóe ra liên tục, một bước bước ra, trực tiếp vượt ra vài chục trượng, phía sau kéo lôi ra từng đạo lam sắc tàn ảnh. Công Tôn Cổ Nguyệt mấy người mặt không còn chút máu, liều mạng hướng Chu Ma bảng khu vực bỏ chạy, trên người đạo bào vỡ vụn không chịu nổi, nhưng mọi người nhưng ngay cả đổi lại thân đạo bào tâm tư cũng không có. Rất sợ cái này đổi lại một bộ y phục lưu lại, sau lưng sát thần liền đuổi theo. Người này còn có rất nhiều con bài chưa lật vẫn chưa thi triển nếu là một khi phóng thích bọn ta tuyệt không mạng sống cơ hội không sai người này nếu là phóng thích phá quân tinh thuật tu vi mạnh mẽ để thăng tới kim đan viên mãn các loại uy lực của chiêu thức cũng sẽ lần thứ hai bay lên chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn kim đan kỳ tu sĩ sợ là không người có thể chế trụ người này lần này nếu là may mắn chạy trốn định phải nhanh một chút để thăng tu vi hoặc là phái tông môn tiền bối toàn lực ám sát người này thà rằng bốc lên cùng tinh minh xé rách ra mặt nguy hiểm cũng không có thể làm cho hắn lớn lên cái huyết sắc ngọn núi khoảng cách Chu Ma bảng khu vực vốn cũng không coi là rất xa, cộng thêm mọi người lợi kiếm treo ở đỉnh đầu, tính mệnh sớm chiều khó giữ được, thực sự là sử xuất cả người thủ đoạn, đang không ngừng tăng tăng tốc độ. Cũng không lâu lắm, kim quang mở ảo Chu Ma bảng đã in vào mi mắt. Lúc này công tôn cổ nguyệt khí huyết thôi động đến mức tận cùng, đan điền đã mơ hồ làm đau, kim đan đã có một loại kẽ nước thái độ, lần này cho dù may mắn sống sót, nói vậy không có mấy năm, đều khó khăn lấy chữa trị bị thương. Đột nhiên, lăng thù yến hoa dung thất sắc kinh hô một tiếng hắn đuổi theo tới mọi người nghe được câu này sắc mặt đại biến trái tim trực tiếp nhảy tới tiếng nói tiêm nha không quay đầu lại liền có thể rõ ràng cảm thụ được phía sau cách đó không xa băng lãnh tới cực điểm sát khí như đứng ngồi không yên lâm dịch sát ý nghiêm nghị khí thế ngập trời sải bước mỗi lần thân hình hiện lên cùng mọi người trong lúc đó khoảng cách bị nhanh chóng kéo gần lâm dịch ở phía sau sắc mặt trầm tính hai mắt chăm chú nhìn công tôn cổ nguyệt đồng thời thần thức tản ra, đem toàn bộ chiến trường hóa thành co lại to lớn ván cờ, tìm kiếm tiên đảo Tam Hoàng tử tung tích. Dựa theo lâm dịch dự đoán, đang lúc mọi người chạy tới Chu Ma bảng khu vực trước kia, hắn nhất định có thể đuổi theo công tôn cổ nguyệt, đem giết tại nơi này. Lâm dịch cùng các thế lực lớn truyền nhân trong lúc đó khoảng cách tại một chút rút ngắn, vài cái truyền nhân khoảng cách Chu Ma bảng khu vực khoảng cách cũng ở đây từ từ kéo gần. Nhưng mà cuối cùng này một đoạn đường, mọi người thoát được chờ đợi lo lắng, phảng phất tùy thời cũng sẽ một cước dảo bước tiến lên quỷ môn quan. Mà lúc này, ở vào chu ma bảng khu vực đông đảo tu sĩ cũng cảm nhận được dị thường, ào ào đứng dậy, phóng tầm mắt trông về phía xa. Sau một khắc, bọn họ thấy được làm bọn hắn cả đời đều không thể quên được một màn. Đại biểu cho hồng hoang các thế lực lớn lớn nhất thiên phú truyền nhân, kim đan kỳ chiến lực mạnh nhất bảy cái tu sĩ, mỗi người chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù, hốt hoảng chạy trốn. Mấy đại truyền mọi người trên người bị thương, mặt xám như cho tàn rõ ràng sâu bị thương nặng khí tức bất ổn tình huống gì lẽ nào cái kia ma tộc đại ma vương xuất hiện vậy cũng không có khả năng ma vương chiến lược cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đưa bọn họ ép đến cái này tình cảnh trên ngay sau đó trong tầm mắt của mọi người lần thứ hai xông vào một cái nhìn không rõ lắm thân ảnh của nhưng mà cái kia lam sắc kiếm rực quá mức nổi bật hầu như mỗi cái tu sĩ đều nhận ra thân phận của người này nhìn thấy lâm dịch bình yên vô sự một tiểu yêu trên mặt của rốt cục toát ra một cái kinh diễm dáng tươi cười, phảng phất một đóa không cốc u lan, làm người ta say mê. Đến tột cùng là nhân, dĩ nhiên đem mấy đại cao thủ đồng thời đánh bại, Mộc Thanh cũng là chạy chối chết. Một cái tu sĩ cao mày hỏi, loại cục diện này, bọn họ không dám đơn giản ra đi nginh đón, nếu là khó giữ được tánh mạng, liền được không bù mất. Huống chi công tôn cổ nguyệt phía sau, không có ma vương thân ảnh của, xem ra mấy người đã thoát ly hiểm cảnh. Có cái tu sĩ mắt lộ ra nghi hoặc, nhẹ giọng nói có chút không đúng a à, lấy mộc thanh tốc độ không phải rơi ở phía sau đi đoán chừng là phản ứng chậm trễ nhất đào tẩu không đúng một người tu sĩ khác đột nhiên kinh hô mộc thanh đã đột phá đến kim đan đại thành hơn nữa trên người hắn không có có bất kỳ vết thương nào những lời này ẩn chứa tin tức nhiều lắm đông đảo tu sĩ trong lúc nhất thời sướng sở ngay tại chỗ kim đan đại thành trước kia mộc thanh không phải là nửa bước kim đan sao lúc này mới ba ngày không gặp làm sao sẽ liền nhảy qua mấy cấp? Mộc Thanh trên người không có thương tổn, có ý gì? Mỗi cái tu sĩ tâm trong đều hiện lên một cái hoang đường ý niệm trong đầu, không khỏi theo bản năng nuốt nước miếng. Đột nhiên một cái tu sĩ đánh vỡ bình tĩnh, rung giọng nói, không phải là Mộc Thanh đang đuổi giết Công Tôn Cổ Nguyệt mấy người đi. Những lời này nói xong, mọi người giật nảy mình, không đợi mọi người phản ứng kịp, bên tai liền truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc giống giận. Công Tôn Cổ Nguyệt, trốn chỗ nào, chết cho ta đến. Cái này một tiếng nói không khỏi đem công tôn cổ nguyệt sống được thân hình run lên, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, liền chu ma bảng khu vực mọi người cũng toàn bộ sướng sở ngay tại chỗ, trợn mắt hốc mồm. Kim đan kỳ mạnh nhất bảy cái tu sĩ, mỗi cái đại biểu cho một thế lực lớn truyền nhân, cư nhiên bị Mộc Thanh một người truy sát được thảm như vậy. Đây là tinh minh Mộc Thanh, tại Bách Chiến Cốc, lấy lực một người, trấn áp hai đại hoàng tộc hai nghìn tên kim đan tu sĩ Mộc Thanh. Nhưng mà trận chiến ấy, Mộc Thanh là dựa chu thiên tinh đấu đại trận. Mà lần này, Mộc Thanh lại là bằng vào cái gì? Lâm dịch truy tinh cản Nguyệt vậy đi tới công tôn cổ Nguyệt phía sau, thân hình đột nhiên một phân thành hai, đi ra cái kia Lâm dịch. Hóa ngoại phân thân thuật, tấn trước đến kim đan đại thành Lâm dịch, hóa ngoại chi thân tu vi cũng đạt tới kinh khủng kim đan trung kỳ. Hai đạo thân ảnh giao nhau trong nháy mắt, cự khuyết kiếm theo bản thể chuyển rời đến phân thân tay trong. Công tôn cổ Nguyệt ra sức theo trong túi đựng đồ tế suốt một thanh đan khí bốn phía hoàng kim đại kiếm, đột nhiên xoay người lại, hướng lâm dịch chém tới. Lúc này, hắn không có cách nào không ứng chiến. Không ứng chiến, chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, công tôn cổ nguyệt hét lớn, các vị đạo hữu trợ ta, tương lai nhất định lấy mạng tương báo. Lúc này, đặt ở tất cốc viễn mấy người trước mặt có hai lựa chọn. Không đi cứu, công tôn cổ nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chính bọn hắn lại có thể bảo đảm tính mệnh không ngại. Xoay người lại đi cứu, chưa hẳn có thể cứu dưới công tôn cổ nguyệt, hơn nữa dễ đem tánh mạng của bọn họ đáp đi vào. chương 424, sống xé cánh tay. Sự lựa chọn này không chỉ liên quan đến công tôn cổ nguyệt tính mệnh, cũng liên quan đến tánh mạng của bọn họ. Nhưng vào lúc này, lâm dịch một phân thành hai, bản thể đằng đằng sát khí vượt hướng bên cạnh một chỗ trống rỗng khu vực, hét lớn tiên đảo cầu tặc, lăn ra đây cho ta. Lâm dịch hai tròng mắt lành lạnh, đại thủ đưa tay về phía trước, mi tâm sáng choang, Từ mang lóe ra, một cái khí thế bàng bạc tử sắc tinh thần bính phát ra ngoài, trực tiếp đánh vào chỗ này không có một bóng người không gian. Oanh, tử vi tinh vỡ vụn, một cổ khổng lồ thần thức uy áp tứ tán ra, nguyên bản không có một bóng người không gian lại đột nhiên tạo nên giống như sóng gợn vậy rung động, lộ ra một cái vẻ mặt oán độc tiểu tử. Đúng là tiên đảo tam hoàng tử, tại lâm dịch dịch kiếm thuật khí thức cảm ứng được, tiên đảo tam hoàng tử độn thuật cũng bị trực tiếp phá giải. Vào giờ khắc này, lâm dịch cường thế xuất thủ, hào hùng vạn trượng, chia binh hai đường, mục đích vô cùng rõ ràng, muốn muốn tiên đảo tam hoàng tử cùng công tôn cổ nguyệt toàn bộ giết tại nơi này. Tiên đảo tam hoàng tử mắt thấy chu ma bảng khu vực gần ngay trước mắt, lại bị lâm dịch khám phá thân hình, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại ứng chiến. Ban nãy hắn gặp lâm dịch trực tiếp chạy công tôn cổ nguyệt lướt đi, từ lâu tâm tồn may mắn, không ngờ bị lâm dịch đánh trở tay không kịp, thần thức công kích vô song tử vi tinh thuật làm cho nguyên thần của hắn bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Mạng treo một đường, cần phải ra sức đánh một trận. Tiên Đảo Tam Hoàng tử hét lên một tiếng, xoay người lại rút đao, kinh diễm vô cùng đao quang hiện lên, thẳng đến Lâm Dịch đầu chém tới. Cùng lúc đó, thân hình về phía sau nhanh chóng lui lại, vọng muốn lợi dụng một đao này đụng nhau cơ hội thở dốc, giành được chiếm được một tia sinh cơ. Nếu không có chu ma bảng khu vực gần ngay trước mắt, Lâm Dịch đối mặt một đao này có vô số cái thủ đoạn ứng đối, nhưng nếu là bị Tiên Đảo Tam Hoàng tử trốn vào chu ma bảng khu vực, hắn liền hối hận không kịp. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, không né không tránh. Xuất ra đại thủ, huyền diệu khó giải thích bắt lại tiên đảo tam hoàng tử trường đao. Trường đao rơi vào lòng bàn tay, nhưng bàn tay lại bình yên vô sự. Thân thể đi đối kháng sắc bén đan khí, sợ rằng Hồng Hoang đại lục cũng chỉ có bất tử kim thân dám làm như thế, nhưng mà hôm nay lại nhiều hơn một cái Mộc Thanh. Tại Chu Ma bảng khu vực tu sĩ thoáng nhìn một màn này, không khỏi tâm thần kích động, hai mắt lộ ra vẻ khó tin. Thật là mạnh mẽ thể chất, cái này Mộc Thanh cũng không phải thân thể phàm thai. Người này thật sâu tính toán, tiên đảo tam hoàng tử vốn là thụ thương trong người, thực lực chân chính không phát huy ra một nửa, cộng chi được tử vi tinh thuật thần thức công kích, một đao này tuy rằng kinh diễm, nhưng lực sát thương lại kém xa. Đúng là như vậy, nếu là đổi thành thời kỳ toàn thịnh kim đan tu sĩ, một thanh cái bàn tay này từ lâu phế đi. Mà chiến cuộc ở trong, lâm dịch bắt lại tiên đảo tam hoàng tử trường đao, người sau rõ ràng xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Nhưng lâm dịch vẫn là một lần là xong, đối với đây hết thảy từ lâu nhược chỉ trường, động tác như nước chảy mây trôi, cận thân, xoay quyền. Hô, lớn chừng cái đấu quyền ảnh trên không trung quét, phát ra một hồi khí bạo có tiếng, tại tiên đảo tam hoàng tử trong tai giống như bùa đòi mạc. Trong chấp nhóm này, tiên đảo tam hoàng tử cũng là phản ứng cực nhanh, trực tiếp bỏ qua trường đao, cánh tay trên không trung quỷ dị vặn vẹo, xòe bàn tay ra, tại lâm dịch quả đấm của nện ở hắn trước đầu, lấp đi vào. Cùng thời khắc đó, thân hình tiếp tục hướng chu ma bảng khu vực lao đi một chiêu này rõ ràng ngoài lâm dịch dự liệu tiền đảo thủ đoạn cùng hồng hoang rất nhiều thủ đoạn của tu sĩ đại sự khác biệt loại này thân thể vượt quá lẽ thường dãy ruộng lâm dịch trước kia chưa từng thấy qua nhưng ở cái này trong điện quang hỏa thạch lâm dịch vẫn có thể rõ ràng nắm chặt chiến cuộc biến hóa vi diệu một truy một đuổi lâm dịch một quyền này nếu là đập thật cũng chỉ có thể phế bỏ tiên đảo tam hoàng tử một bàn tay nhưng không cách nào lấy hắn tính mệnh lâm dịch đến lúc biến chiêu hóa quyền vì trường tại va chạm vào tiên đảo tam hoàng tử bàn tay trước kia, trực tiếp níu lại người sau tay cổ tay, đột nhiên về phía sau kéo đi. Cùng thời khắc đó, bên trái quyền ầm ầm mà tới trước. Đâm rồi, một hồi quỷ dị thanh âm chợt vang lên, đông đảo tu sĩ trông thấy một màn này, đồng từ một hồi kịch liệt co rút lại, không khỏi ngược hít một hơi lãnh khí. Tiên huyết vang đầy hư không, lâm dịch trong tay mang theo một cánh tay, đặng 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 ngược lùi lại mấy bước, sắc mặt âm trầm. Tiên đảo tam hoàng tử tại cuối cùng này trước mắt, dĩ nhiên không để ý cánh tay bị quản chế, tả trưởng hóa đao, một chút bổ vào cánh tay phải các đốt ngón tay ở trong, thân thể ra sức vọt tới trước. Hai loại lực lượng khổng lồ lẫn nhau xé rách, lâm dịch một tay lấy tiên đảo tam hoàng tử cánh tay phải sống sờ sờ xé xuống tới, chỉ một thoáng, huyết khí tận trời, thảm liệt vô cùng. Ở xa bảo suất, tiên đảo tam hoàng tử làm ra hắn cho rằng trong cuộc đời lựa chọn sáng suốt nhất, bỏ cánh tay phải, lại đổi lấy một cái mạng. Tiên đảo tam hoàng tử đau nhức đến cơ hồ bất tỉnh đi, mau cướp vài bước một đầu điệt tại chu ma bảng khu vực sắc mặt ảm đạm từng ngụm từng ngụm thở hổn hển cánh tay phải miệng vết thương máu chảy như chú hắn rốt cục tránh được một kiếp sinh tử đại kiếp nạn cùng thời khắc đó bên kia chiến cuộc cũng đã đều xong xuôi tại lâm dịch bản thể hướng tiên đảo tam hoàng tử xuất thủ trước mắt công tôn cổ nguyệt lần thứ hai lớn tiếng nói đây là hắn phân thân các vị đạo hữu tốc đến trở ta phân thân phân thân tuyệt không có bản thể cường đại như vậy Vài cái ý niệm trong đầu nhanh chóng quét trong óc, Khương Xí cùng Công Tôn Cổ Nguyệt giao hảo, trước hết quay đầu lại, mấy thế lực lớn truyền nhân cũng không có làm bao nhiêu do dự, chạy tới tương trợ. Mà chiến cuộc ở trong, Hóa Ngoại phân thân cầm trong tay cự khuyết kiếm, đã cùng Công Tôn Cổ Nguyệt Hoàng Kim đại kiếm ầm ầm va chạm. Phốc, Công Tôn Cổ Nguyệt phun ra một đạo tiên huyết, trên mặt dâng lên uể oải chi sắc, bị thương càng thêm bị thương. Không có có bất kỳ huyền niệm gì, Công Tôn Cổ Nguyệt đại bại, bị hóa ngoại phân thân thi triển cử trọng nhược khinh đạo pháp cộng chi hoang lực bắn ra một kiếm chém rụng dựa theo lẽ thường mà nói công tôn cổ nguyệt không có như thế trang tể nhưng thụ thương tại tiền trong lòng sợ hãi tại hậu khi thế yếu đi không chỉ một bậc nơi này tiêu tan tạo thành hôm nay thê thảm kết quả đường đường công tôn hoàng tộc đứng đầu nhất truyền nhân nhưng ngay cả lâm dịch một phân thân đều đánh không lại mà lâm dịch đối với lần này tự nhiên sớm có dự liệu bằng không cũng sẽ không lợi dụng phân thân đi chém giết công tôn cổ nguyệt mà bản thể đi ứng đối tiên đảo tam hoàng tử. nhưng mặc dù như thế chiến cuộc hay thay đổi lấy lâm dịch tiên chi người sớm giác ngộ vẫn sinh ra khó có thể dự đoán sai lầm. tiên đảo tam hoàng tử vẫn chưa ngã xuống nhưng mất đi một cánh tay không có tấn chức hợp thể kỳ loại trạng thái này sẽ thẳng tuốt nương theo hắn. mà một cái khác xuất chiến trận công tôn cổ nguyệt bị hóa ngoại phân thân một kiếm chém dụng ngã trên mặt đất đánh bụi bặm phi dương chật vật không chịu nổi. Hóa ngoại phân thân đang muốn tiến lên một kiếm đem công tôn cổ nguyệt chấm dứt, nhưng không ngờ, mặt khác mấy thế lực lớn truyền nhân ảo ảo quay đầu giết trở về. Khi, 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 hóa ngoại phân thân khí thế không kém chút nào bản thể, xoay mở cự khuyết kiếm bên trái chém bên phải khảm, kiếm thế đại khai đại hợp, hoang lực bắn ra, sơn hà chi thế hiện lên, rầm rộ. Mà lúc này tại Chu Ma bảng khu vực các thế lực lớn truyền nhân ảo ảo xuất thủ, tuyệt học, đan khí, dị tượng lực bắt đầu khởi động hướng lâm dịch hóa ngoại phân thân đánh giết tới. Đối mặt nhiều như vậy công kích, hóa ngoại phân thân căn bản vô phương chống đỡ, nổ lớn vỡ vụn, cự khuyết kiếm rơi xuống. Mà lúc này, đúng là lâm dịch kéo tiên đảo tam hoàng tử cánh tay một khắc. chương 425, loại này Thái Bình, không muốn cũng được. Lâm dịch xé rách tiên đảo tam hoàng tử cánh tay thời khắc, hóa ngoại phân thân vỡ vụn, công tôn cổ nguyệt bị mọi người hò hét ẩm ỉ lôi vào chu ma bảng khu vực. Lúc này sẽ xuất thủ đã không kịp, lâm dịch thân hình thoát một cái, đem không trung rơi xuống cự khuyết kiếm cầm tại lòng bàn tay, hai mắt tựa như điện, đằng đằng sát khí, nhìn bằng nửa con mắt mọi người. Mục tiểu yêu nhìn thấy lâm dịch, cười tủm tìm ra đón, rất sợ lâm dịch thế đơn lực bạc bị khi dễ, đứng ở bên cạnh hắn. Lâm dịch thần tình nghiêm túc, cao mày nhìn mục tiểu yêu, thấp giọng nói tiểu yêu tinh, người trở lại. Vì sao, ta không, một tiểu yêu mặt cười dương lên, quyệt phấn đồ đô cái miệng nhỏ nhắn, mang theo một chút tùy thích sau đó mục tiểu yêu nhận thấy được lâm dịch trong mắt một cái ngưng trọng dần dần ý thức được tình huống tựa hồ có chút nghiêm trọng không khỏi truyền âm nói ngốc tử làm sao vậy có chuyện gì người đều không cần lo lắng ta nhất định sẽ bồi tại bên cạnh ngươi lâm dịch gật đầu cũng không nói chuyện chỉ là ý bảo mục tiểu yêu về trước đến chu ma bảng khu vực an toàn phạm vi mục tiểu yêu biết lâm dịch bản lĩnh hơi do dự liền hay là thuận theo đi trở lại chuyên trư nhìn thấy lâm dịch tu vi trở đề thăng vẻ mặt không có chút nào ba động, nhưng thấy đến lâm dịch một người truy sát các thế lực lớn truyền nhân lúc, cũng không cấm trở nên động dung. Quân lâm hướng về phía lâm dịch mỉm cười, lên tiếng chào. Đa bảo mập mạp khẽ hô đạo, thiên hắn cái tiên nhân gõ nhịp gõ nhịp, tiểu tử này tu vi để thăng tại sao theo ăn uống nước giống nhau giản đơn, ba ngày nay không gặp, một mạch thăng tam cấp không uổng dáng vẻ a. À. Còn có, còn có, tiểu tử này quá sống mạnh điểm, các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân ăn rồi loại này thua thiệt đừng nói lấy một địch tám có thể đơn đả độc đấu cùng những thứ này truyền nhân chiến thành bình thủ cũng đủ để kiêu ngạo đa bảo mập mạp nhất kinh nhất xạ nói hàn lỗi thần sắc ngưng trọng thấp giọng nói mập mạp người nhà nói ít vài câu không thấy được tình huống không lớn đúng không vậy có gì còn có thể đánh nhau a cùng lắm thì tiểu tử này một bước xông vào chu ma bảng khu vực ai có thể làm gì được hắn đa bảo mập mạp bĩu môi một bộ thấy nhưng không thể trách giáng dấp hàn lỗi lắc đầu vẫn chưa đáp lại nhưng khóe mắt lại len lén liếc liếc mắt trên đỉnh đầu Chu Ma Bảng. Chu Ma Bảng vị trí đầu não tên, lần thứ hai trở nên không rõ không rõ, mơ hồ, tựa hồ xảy ra một loại quỷ dị biến hóa. Nhưng lúc này chú ý của mọi người lực đều bị lâm dịch bên này hấp dẫn, cũng không nhận thấy được dị thường, hàn lỗi âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một hồi bất an. Lâm dịch đứng ở Chu Ma Bảng khu vực danh giới, sát ý không giảm, lớn tiếng nói tiên đảo cầu tặc, công tôn cổ nguyệt, mấy người các ngươi có can đảm lăn ra đây cho ta. Đông đảo tu sĩ ổ lên biến sắc, khó có thể tin nhìn lâm dịch. Mộc thanh, người lá gan cũng quá lớn, lại dám tại chu ma chiến trường đối với ta công tôn hoàng tộc công nhiên khiêu khích, không sợ chúng ta đem người chấn giết. Mộc thanh, người có phần quá kiêu ngạo, chúng ta ra ngoài đem người này giết tại nơi này, thuận tiện đem bảo vật của hắn đoạt lại. hữu dụng sao, người này một bước là có thể dảo bước tiến lên chu ma bảng khu vực, chúng ta không phải là dương mắt nhìn. Tất cốc phiến bọn người nghe được lâm dịch những lời này, sắc mặt âm trầm, nhưng không đáp lại, coi như không gặp, nhắm mắt chậm rãi điều tức, chữa trị thương thế. Tiên đảo Tam Hoàng tử sắc mặt ảm đạm, oán độc nhìn chằm chằm lâm dịch. Công tôn cổ nguyệt đi qua đông đảo tộc nhân tương trợ, dần dần hoãn quá khí lai, nghe vậy dử tợn cười nói, Mộc Thanh, ta tự ở bên trong này ngây ngô, người có bản lĩnh tự tới giết ta. Công tôn cổ nguyệt tự nhận là những lời này nói xong chuyện đương nhiên, hắn từ lâu đã biết lâm dịch chiến lực, nào còn dám ra ngoài ứng chiến. Nhưng đông đảo công tôn hoàng tộc truyền nhân lại cảm giác một hồi xấu hổ, có chút không cam lòng. Trùng tộc khác truyền nhân nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi ào ào khuyên nhủ, mọi người tới đây chu ma chiến trường là vì chu diệt ma tộc, để thăng tu vi, không cần thiết tự giết lẫn nhau. Đúng, một đạo hiếu, có lời gì ngay mặt nói rõ, cần gì phải người gây sự. Làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, mọi người cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Nghe được mọi người khuyên can, Lâm Dịch không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười lộ ra một loại người ngoài khó hiểu bi thương cùng phẫn nộ. Không cần thiết tự giết lẫn nhau. Lâm Dịch gật đầu, lớn tiếng nói: Công tôn cổ Nguyệt, Khương Xí, Hạ Hận Thủy, Phong Vong Trần, Lăng Thu Yến, Tất Cốc Viễn, Không Giác Hòa Thượng, còn có cái này Tiên Đảo Cầu, bọn họ tám người tại huyết sắc ngọn núi đỉnh núi bố trí mai phục, phải đem ta đuổi tận giết tuyệt lúc. Các ngươi lại đang đâu? Chính ngươi độc chiếm nhiều như vậy bảo bối, người ngoài đỏ mắt cũng bình thường. Một cái trong đó tu sĩ nói lầm bầm, tốt, 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 đây là tiêu oán, ta tạm thời đặt ở một bên. Lâm dịch cười lạnh một tiếng, dừng một chút, lâm dịch mày kiếm nhăn một cái, hỏi ngược lại, ở đây các vị có ít nhiều biết đông độ tiên đảo chân tướng, có ít nhiều biết năm đó hồng hoang mấy thế lực lớn cùng tiên đảo ký kết hiệp nghị, có ít nhiều biết tiên đảo tu sĩ đích xác chính xác mặt. Ngoại trừ các thế lực lớn tu sĩ, trùng tộc khác đại đa số trong mắt đều hiện lên hồ nghi chi sắc, mù mịt cho nên, công tôn cổ nguyệt bọn người vào giờ khác này rốt cuộc ngồi không yên liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra đối phương bất an trong lòng việc này nếu là bị lâm dịch nói ra công tại vô chúng hầu như có thể dự kiến cái này mấy thế lực lớn tại hồng hoang lực ảnh hưởng sẽ xuống tới điểm thấp nhất tuy rằng bằng vào thực lực cường đại cùng nội tình cũng không người dám phạm nhưng mà cái này mấy thế lực lớn nhất định mất đi đông đảo phàm dân tín ngưỡng cùng tôn sùng công tôn cổ nguyệt nói giọng khàn khàn đừng vội nghe người này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng người này cùng ta hoàng tộc kết làm đại thù, muốn vu hãm bọn ta. Ha 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 ha, Lâm Dịch cười to nói, công tôn cổ nguyệt, người thật thật quá ngu xuẩn, ta còn chưa từng nói ra chân tướng, người liền trước lộ ra chân tướng, người ở đây trột giả cái gì. Người công tôn hoàng tộc làm như thế không bằng heo chó việc, cũng không dám thú nhận sao. Người, công tôn cổ nguyệt sắc mặt tái xanh, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra phản bác Lâm Dịch ngôn ngữ, Đông đảo chẳng hay biết gì tu sĩ cũng nhận thấy được một tia dị thường, âm thầm cau mày, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tắt cốc phiến trầm giọng nói, Mộc Thanh, người đủ rồi. Rất nhiều chuyện, người như nói ra, đối với hồng hoang không có lợi. Hồng hoang đại lục sẽ trở nên dung chuyển bất an. Lúc này không ít tu sĩ cũng nhìn thấu trò, cái này đông độ tiên đảo tựa hồ cũng không phải là mọi người biết rõ tình huống. Bên trong trái lại lộ ra một cổ không tầm thường, có thể cất giấu kinh thế hãi tục đều mới lạ. Dung chuyển bất an, Lâm dịch lắc đầu cười lạnh nói, hồng hoang đại lục vì sao dung chuyển bất an. Còn không phải là các người đám này nhu nhược hạng người sợ đầu sợ đuôi. Lâm dịch lớn tiếng chất vấn, trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, người nghĩ giấu giếm. Người giấu giếm được sao? Người cái gọi là Thái Bình, chỉ dùng để bao nhiêu người vô tội phàm dân sinh mệnh đổi lấy, người có hay không tính qua. Loại này Thái Bình, không muốn cũng được, tất cốc phiến híp hai mắt, hít sâu một hơi, giọng nói bất thiện nói ra, Mộc Thanh, Ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả, nếu là hồng hoang chân chính bạo phát đại chiến, ngươi có thể đủ trách sao? Ha ha, ta không muốn qua phụ trách, ta chỉ muốn trả lại cho hồng hoang vạn dân một cái chân tướng. Dừng một chút, lâm dịch chậm rãi nói ra, bởi vì, bọn họ có quyền lợi biết. chương 426, kích khởi nhiều người tức giận. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là thẳng đến sau cùng một khắc người mới biết mình sẽ chết, vì sao mà chết? Sinh hoạt cũng không đáng sợ, đáng sợ là có một ngày ngươi bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai ngươi một mực sống ở người khác lừa dối trong tín ngưỡng cũng không đáng sợ đáng sợ là hiền lành ngươi vĩnh viễn cũng không biết tín ngưỡng của ngươi thần linh trên thực tế là một cái giết người không chớp mắt ma quỷ âm mưu lừa dối giết chóc nhu nhược đại biểu hồng hoang mấy thế lực lớn đang cùng tiên đảo hiệp nghị trên khắp nơi lộ ra xấu xí bẩn thỉu sắc mặt lâm dịch vì mấy ngàn năm qua này người vô tội chết oan phàm dân không đáng giá vì tử vi tông không đáng giá vì vũ khúc tông thiên phủ tông không đáng giá, vì hồng hoang đại lục không đáng giá. Năm đó thiên giới chúng thần che ra măng mọc, ngã xuống rất nhiều, mới sáng tạo ra hôm nay phát triển mạnh thái bình hồng hoang đại lục, nhưng ở cái này mấy đời, lại bị cái gọi là hoàng tộc hậu nhân đạp hư được loạn trong giặc ngoài. Tuy rằng lâm dịch còn vẫn chưa nói rõ, nhưng không ít chủng tộc tu sĩ cảm giác trong này đại có huyền cơ, mắt lộ ra hoài nghi quét mắt mấy thế lực lớn truyền nhân. Chịu không nổi đông đảo tu sĩ nóng hừng hực ánh mắt, hạ hận thủy ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói năm đó việc ta hạ tộc bảo trì trung lập thái độ vẫn chưa ủng hộ không giác hòa thượng cũng than nhẹ phật hiệu bình tĩnh nói không sai ta phương thốn sơn đối với này giờ cũng là lòng có bất mãn lâm dịch cười lạnh một tiếng lớn tiếng nói loại chuyện này cũng phải giữ vững trung lập các ngươi còn có cốt khí sao yêu tộc ngũ đại tinh môn làm sao kiệt lực phản đối các ngươi liền phản đối dũng khí cũng không có công tôn cổ nguyệt nhịn không được cười nhạo đạo miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, dùng ít phàm nhân đổi lấy hồng hoang đại lục mấy ngàn năm Thái Bình, có gì không thích hợp? Tốt lắm a, à, ngươi làm sao không phái ngươi công tôn gia tộc nhân đi đưa cho bát kỳ đại xà nuốt? Lâm dịch người gây sự, a, à, một chút tu sĩ mơ hồ phản ứng kịp, vẻ mặt chấn động chi sắc, khí tức trở nên có chút bất ổn. Đánh giám, ta công tôn chính là hoàng tộc huyết mạch, truyền thừa chúng thần chi vương hiên viên đại đế, sao là những cái kia ti tiện con kiến hôi phàm dân có khả năng so sánh? công tôn cổ nguyệt chửi ầm lên tốt 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 quả nhiên là đạo bất đồng lâm dịch sát ý nghiêm nghị trong ngực một cổ bi oán khí khó để phát tiết một chữ một cái nói công tôn cổ nguyệt tiên đảo cầu tặc các ngươi trốn không thoát chỉ cần ta sống một ngày hai người các ngươi thế lực lớn liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh lâm dịch hít sâu một hơi trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt chậm rãi nói đông độ tiên đảo cực nhạc vùng đất ha ha như vậy đánh lừa phàm nhân cố sự ta cũng sẽ biên các ngươi nói tiên đảo là cực nhạc vùng đất, nhưng mà nghìn vạn đừng nói cho thế nhân, tiên đảo khắp nơi giết chóc, tiên đảo tu sĩ hung bạo tàn nhẫn. Các người nói, đông độ tiên đảo là 50 năm khó có được mới gặp tiên duyên, nhưng mà nghìn vạn đừng nói cho thế nhân, những thứ này vô tội phàm dân là bị đưa qua lấy tư cách hiến tế vật, bị bát kỳ đại xà nuốt sống vào bụng. Năm đó danh kiếm tranh, các người các thế lực lớn truyền nhân hiểu lòng không hết vẫn chưa xuất hiện, nhưng mà nghìn vạn đừng nói cho thế nhân, các ngươi là âm thầm làm ra thỏa hiệp, là vì làm cho tiên đảo tu sĩ có thể thuận lợi đi cướp đi cự khuyết kiếm. Các ngươi như thế dùng túng tiên đảo, nhưng mà nghìn vạn đừng nói cho thế nhân, đông độ tiên đảo chỉ dùng để mấy nghìn năm qua rất nhiều người vô tội phàm dân sinh mệnh, để đổi lấy hồng hoang cái gọi là Thái Bình. Đây hết thảy các loại, các ngươi nghìn vạn đừng nói cho thế nhân, là bởi vì năm đó các ngươi mấy thế lực lớn cùng tiên đảo ký kết một cái chó má hiệp nghị. Lâm dịch những lời này nói xong rung động đến tâm can, nói năng có khí phách không ít chủng tộc tu sĩ nghe được lần kinh thế hãi tục đều mới lạ, ồ lên biến sắc, quay đầu nhìn về phía công tôn cổ nguyệt bọn người, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Các đại chủng tộc truyền nhân nhìn công tôn cổ nguyệt bọn người, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nguyên lai like mấy ngàn năm trong thời gian, đại đa số người bọn hắn đều bị hồng hoang mấy thế lực lớn lừa gạt. Không ai có thể hình dung cái loại cảm giác này, có chút chua xót khổ sở, có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là một hồi lạnh lẽo thấu xương lấy công tôn hoàng tộc cầm đầu mấy thế lực lớn, đối mặt hồng hoang vạn dân, gắn một cái nói dối như cuội, có hay không ý nghĩa, bọn họ còn có những chuyện khác lén gạt đi. Lục đại ma vực tồn tại vạn cổ năm tháng, mấy thế lực lớn chậm chạp không chịu đi chinh phục, trong này có đúng hay không còn có âm mưu gì. Hôm nay đưa cho tiên đảo chính là vô tội phàm dân, đổi thành ngày mai, có thể loại này mệnh vận sẽ gặp rơi tại trên đầu bọn họ. Quân lâm cắn răng lạnh giọng nói, các ngươi đáng chết. Tiên đảo cầu tặc, người tránh được tạm thời, không tránh được một đời chuyên chư lúc này cũng tản ra một cổ nhàn nhạt sát khí mắt không chấp nhìn chằm chằm tiên đảo tam hoàng tử giờ khắc này mấy thế lực lớn cùng tiên đảo cấu kết với nhau làm việc xấu rốt cục khơi dậy nhiều người tức giận mục tiểu yêu than nhẹ một tiếng suy nghĩ đạo chuyện này rốt cục vẫn phải làm cho ngốc tử biết rồi lấy tính tình của hắn không biết lại muốn gây ra nhiều động tĩnh lớn may mà đông đảo tu sĩ thái độ đối với chuyện này cùng ngốc tử giống nhau lâm dịch dẫm trận tại chỗ tiến lên thanh âm càng cao vút Minh mông cuồn cuộn, hảo nhiên chính khí đẩy dẫy thiên địa, quát to các người sợ hãi cùng tiên đảo khai chiến, giấu giếm chân tướng, mê hoặc vạn dân, bài bố trăm họ mệnh vận. Nếu không chu sát người chờ, thiên đạo ở đâu, đi ra cho ta, lâm dịch hét lớn một tiếng, xoay mở cự khuyết kiếm cư nhiên không để ý chu ma bảng quy tắc, hướng tiên đảo tam hoàng tử chém tới. Tiên đảo tam hoàng tử hai mắt trừng trừng, sợ đến hồn phi phách tán, ra sức hướng về phía sau nhúc nhích, thét to, không. Ông, một tiếng vang vọng thật lâu quỷ dị thanh âm vô căn cứ vang lên, tại chu ma bảng bao phủ khu vực đột nhiên hiện ra một đạo vạn trượng kim quang, giống như hạo nhiên chính khí đồ kim sắc hàng rào, trực tiếp đem lâm dịch cự khuyết kiếm vang ra. Oanh, một kiếm này khảm ở phía trên, bộc phát ra một hồi đất sung núi chuyển kinh thế động tính. Lâm dịch được một cổ to lớn lực phản chấn, thân hình bắn bay, không tự chủ được điệt suốt thật xa. Ngay mới vừa trong nháy mắt, tiên đảo tam hoàng tử cái chán trong nháy mắt hiện ra tầng một mồ hôi lạnh thực sự ngửi được khí thức tử vong. Cho dù lâm dịch bị chu ma bảng đánh bay, tiên đảo tam hoàng tử còn đang lo lắng, cái này chu ma bảng đến tột cùng có thể hay không ngăn trở lâm dịch công kích. Lâm dịch thân thể được một cổ lực lượng quỷ dị tham gia, tựa hồ sông vào trong đan điền, nhưng thoáng qua đang lúc trừ khử vu vô hình. Cái này cổ lực phản chấn làm cho lâm dịch thân thể được một chút bị thương, may mà bất diệt kiếm thể chữa trị năng lực kinh người, trong vòng mấy cái hít thở, lâm dịch cũng đã khỏi hẳn. Hắc hắc, lâm dịch cười lạnh một tiếng, không cố kỵ gì lần thứ hai xông tới. Oanh, 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 lâm dịch luân khởi cự khuyết kiếm, hùng hổ, một kiếm lại một kiếm chém vào chu ma bảng sinh ra phòng ngựa quang cháo trên mặt. Kim sắc quang cháo rung động liên tục, lung lay sắp đổ, ai cũng không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu. Mấy thế lực lớn truyền nhân sắc mặt tái xanh, công tôn cổ nguyệt cùng tiên đảo tam hoàng tử càng là sợ đến tâm như hến, không dám lên tiếng nữa chọc giận lâm dịch. Một màn này làm cho các thế lực lớn truyền nhân vĩnh viễn đều không thể quên. Một cái kim đan tu sĩ, đem các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân làm cho chỉ có thể trốn ở chu ma bảng khu vực, không dám thỏ đầu ra, thậm chí ngay cả thốt ra cũng không dám. Theo thái cổ thời đại đến nay, cũng chưa từng nghe nói có bất kỳ một cái nào tu sĩ có thể làm được điểm này. chương 427, thân phận bại lộ, phanh, lâm dịch lại một lần nữa bị đẩy lùi, bước tiến lảo đảo, trên mặt cũng hiện lên một tia không giống tầm thường đỏ ửng nhưng vào lúc này, Hàn Lỗi ánh mắt chấp động, ma xui quỷ khiến vậy liếc mắt một cái chu ma bảng, sắc mặt đại biến, liền vội vàng cúi đầu đến, sống sở làm cho người ngoài chú ý của. Lúc này mọi người toàn bộ bị lâm dịch hấp dẫn, tạm thời còn không có nhân chú ý tới chu ma bảng biến hóa. Chu ma bảng vị trí đầu não tên đã không phải là Mộc Thanh, trên đó viết hai cái màu đỏ thắm, vô cùng chói mắt đích thực đại tự, lâm dịch. Hàn Lỗi không khỏi vì lâm dịch bóp một cái hán, cưỡng chế trong lòng hoảng loạn, hướng lâm dịch truyền âm nói, lâm huynh đệ mau rời đi nơi này chu ma bảng trên mặt đem thân phận của ngươi bại lộ nhìn vạn đừng đi ngẩng đầu nhìn bảng thừa dịp mọi người còn không có phát hiện nhanh lên một chút ly khai lâm dịch nghe được truyền âm sửng sốt một chút sai thần trước mắt chu ma bảng không hề dự triệu hạ xuống một đạo lớn bằng cánh tay màu đỏ thắm sấm sét giang giác một tiếng vang thật lớn lôi kiếp hàng lâm hàn lỗi trong lòng lộp bục một chút thầm nghĩ phá hủy lôi kiếp trượt một hàng lâm toàn bộ chu ma chiến trường đều cảm nhận được một cổ hủy thiên diệt địa uy áp sát ý nghiêm nghị phong vân biến sắc màu đỏ thắm sấm xét thẳng đến lâm dịch đi ngay lập tức liền tới lâm dịch dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đập cái kết kết thật thật lâm dịch nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn liên tục ngược lùi lại mấy bước được cái này cổ lôi kiếp kích thích bất diệt kiếm thể cả người lam sắc khí huyết bốc lên hầu như muốn phá thể xuất ra nhưng lại mạnh mẽ bị lâm dịch áp chế xuống đến lúc này một hồi Lâm Dịch đã bị thương nặng. Lâm Dịch hai chân mềm nhún, suýt nữa không đỡ được, liền vội vàng đem cự khuyết kiếm trụ trên đất, chống đỡ thân hình, sắc mặt xấu xí. Đạo này lôi kiếp uy lực quá mạnh mẽ, nếu là đột phá trước bất diệt kiếm thể, rất có thể bị trực tiếp nổ tung. Lâm Dịch cả người run rẩy, cúi thấp đầu, đầy đầu tóc đen rũ xuống trước mắt, có vẻ có chút chật vật, nguyên bản hạt bụi nhỏ bất nhiễm mạch sam, cũng bị đạo này lôi kiếp chém được hiện ra một tia khô vàng chi sắc, rất nhiều địa phương bị cháy ra phá động trên trán tóc đen, che ở lâm dịch dung nhan, cũng chặn khóe miệng một màn kia trói mắt lam sắc vết máu. Lâm dịch vươn tay, lung tung sát thử một chút, nghe được từng tiếng kinh hô. Chu ma lôi kiếp, màu đỏ thắm chu ma lôi kiếp không phải là chỉ biết ra tay với ma tộc sao, làm sao đột nhiên hàng lâm đến một thanh trên đầu. Lẽ nào, không ít tu sĩ biến sắc, nghĩ đến một loại khả năng tính. Một thanh hắn là ai? Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, không ít tu sĩ ánh mắt của ngạc nhiên nghi ngờ lần này biến hóa quá đột nhiên không ít tu sĩ còn ở vào ngây người trạng thái không có thể phản ứng kịp trông thấy một màn này một tiểu yêu trợn to con ngươi vẻ mặt lo lắng cũng có chút rối loạn trong lòng trong lòng nhiều lần suy tính kế tiếp có thể phát sinh tất cả hàn lỗi nhiều lần thúc giục lâm huynh đệ người đi mau a à, đừng ở chỗ này đính lâm dịch nghe được một câu nói này lại thờ ơ lúc này lại rời đi đã chậm càng lộ ra hắn có tật giật mình tỏa thật hắn thân phận của ma tộc khi lâm dịch mai danh ẩn tích thay đổi bộ mặt thời điểm, hắn liền muốn sau đó có mấy ngày này. Nhưng mà, Lâm Dịch đi không muốn qua mấy ngày này tới đột nhiên như thế, như thế làm cho hắn không kịp đề phòng bị. Trước kia, Lâm Dịch từng hỏi thăm qua Tử Vi tinh quân, hắn đến tột cùng khi nào khả năng khôi phục thân phận chân thật. Tử Vi tinh quân nói qua, khi có một ngày ngươi đứng ở Tiên Đồ đỉnh phong lúc, cho dù trên đời đều là địch, đều lại không địch thủ, cũng không ai dám nghi vấn ngươi lúc, ngươi chính là Lâm Dịch. Lúc đó nghe được câu nói kia, Lâm dịch kích động trong lòng, hào khí mọc thành bụi, đối với ngày nào đó vô cùng chờ mong. Nhưng mà, tương lai vĩnh viễn tràn đầy không thể dự đoán biến hóa, mấy ngày này nói trước phủ xuống. Hắn không có đi đến tiền đồ đỉnh phong, không có thực lực cường đại, nhưng mà đã trên đời đều là địch. Tử vi tiền bối, ta không có chờ đến ngày đó, nhưng mà tại hôm nay, ta cũng muốn đi gặp hồng hoang đại lục tuyên bố, ta chính là lâm dịch. Lâm dịch cúi thấp đầu, trong mắt bắt đầu khởi động điên cuồng. Lúc này, lâm dịch tuyệt không thể đi, một khi đi, hắn tự thực sự hết đường chối cãi. Ha 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 ha, lâm dịch đột nhiên phát ra một hồi âm trầm tiếng cười, ngẩng đầu nhìn chung quanh mọi người, vừa muốn nói, há miệng, cũng rốt cuộc áp không chế trụ được khí huyết, trực tiếp phun ra một chùm xanh ra trời huyết vụ. Thật mạnh chu ma lôi kiếp, lâm dịch trong lòng thầm than, nhìn thấy lâm dịch màu sắc của huyết dịch, công tôn cổ nguyệt hai mắt trừng trừng, đồng tử một hồi co rút lại. Từ lúc tỳ sơn chân núi, công tôn cổ nguyệt lần đầu cùng một thanh gặp mặt, liên đối với nơi này tính cách của người dân lên một hồi cảm giác quen thuộc, chẳng qua là lúc đó vẫn chưa suy nghĩ nhiều. thẳng đến tinh minh chi chiến sau, mộc thanh tại tiên sơn đỉnh núi đột phá, công tôn cổ nguyệt phát hiện một tia dị thường, thỉnh cầu tông môn hợp thể đại năng đi tra xét mộc thanh dung mạo có hay không giả mạo, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. nhưng mà theo cùng mộc thanh tiếp xúc càng lâu, công tôn cổ nguyệt cảm giác mộc thanh lại càng phát thần bí, tựa hồ là tại kiệt lực cất giấu cái gì. bao gồm trước kia, mộc thanh cùng ma vương trong lúc đó giao phong đều khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hôm nay thấy Chu Ma Lôi Kiếp, thấy cái loại này độc nhất vô nhị lam sắc khí huyết, Công Tôn Cổ Nguyệt trong lòng lại không hoài nghi. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng hai tròng mắt bộc phát ra một đoàn tinh quang, lạnh giọng nói, "Là ngươi?" Thần Ma Chi Địa A ngây ngô, dịch kiếm tông lâm dịch. Oanh, nghe được câu này, toàn bộ Chu Ma chiến trường tựa hồ cũng trở nên vô cùng vắng vẻ, nhưng thoáng qua đang lúc trong đám người bộc phát ra từng tầng một tiếng gầm, liên tiếp. A ngây ngô, Lâm dịch, hai cái danh tự này, mọi người tựa hồ có rất lâu không có nghe được. Có thể nói, ba năm trước đây, lâm dịch tên này, tại hồng hoang đại lục tu chân giới trong, cơ hồ là như sấm bên tai. Thần ma chi địa thanh danh lên cao, bất diệt kiếm thể loại này thể chất, lần đầu xuất hiện tại tu chân giới, khiến cho một phen không nhỏ oanh động. Tại cùng giai, có thể cận chiến tranh phong địch qua bất tử kim thân thể chất, hầu như không có, mà cái này lâm dịch nhưng ở thần ma chi địa vung tay, chém liên tục hai cái hoàng tộc bất tử kim thân, sông dưới sát thần uy danh. Thể chất cường đại là một mặt, một cái nho nhỏ ngưng khí tu sĩ lại dám công nhiên khiêu khích công tôn hoàng tộc quyền uy, tại ngay lúc đó tu chân giới, không khác như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng, đưa tới rung động lớn hơn nữa. Chuyện về sau vẫn chưa xong, tiềm long sơn đánh một trận, thiên hạ đều biết, ngưng khí kỳ lâm dịch hóa ma xé rách kim đan kỳ bất tử kim thân, đánh một trận thành danh. Chu ma lệnh hiện, bị nguyên anh đại tu sĩ truy sát tới tịch tính cốc, tung tích không rõ, sinh tử không biết. Sau đó lấy công tôn hoàng tộc cầm đầu các thế lực lớn phát ra lệnh truy sát, xuất động rất nhiều tu sĩ tìm tòi lâm dịch tung tích, duy trì liên tục gần một năm. Lần này phong ba mới coi là dần dần dẹp loạn. Sau lại, tu chân giới bình tĩnh ngắn ngủi một năm, một cái tên là mộc thanh tu sĩ trẻ tuổi cường thế quật khởi. Cái này mộc thanh kéo dài năm đó lâm dịch quy tích mấy lần khiêu chiến công tôn hoàng tộc, hơn nữa đều lấy đại thắng kết thúc. Đông đảo tu sĩ cũng dần dần quên mất cái kia hầu như đã biến mất ở trong góc tên. Cho đến giờ phút này, đông đảo tu sĩ bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc. Mộc Thanh đúng Lâm Dịch, Lâm Dịch đúng Mộc Thanh, nguyên lai năm đó cái kia chỉ có ngưng khí tu vi, lại có can đảm tại thần ma chi địa chính diện trách cứ công tôn hoàng tộc tiểu tu sĩ, chẳng bao giờ tại trước mắt mọi người biến mất. Hắn vẫn luôn tại, một mực dọc theo con đường của mình, cố định đi xuống. Chương 428: Ai mới là ma? Vào giờ khắc này, sở hữu tu sĩ toàn bộ động dung, ánh mắt phức tạp, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có phẫn nộ, không hề giảng giải, có khiếp sợ. Nhưng đều không ngoại lệ, càng nhiều hơn chính là sát khí. Đó là đối với ma tộc cùng bẩm sinh tới một loại cừu hận, một loại phản ứng tự nhiên. Hơn nữa cái này ma tộc, tựa hồ cũng không cường đại. Mặc dù hắn có thể lực một người trấn áp các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân, nhưng mà hắn lại khẳng định không đỡ được cái này mấy trăm tên kim đan tu sĩ, các tộc đỉnh tiêm tu sĩ. Lâm dịch không có đi, thậm chí vẻ mặt không có chút nào ba động, hai tròng mắt như trước trong suốt, sáng sủa, thâm thúy, tĩnh táo dọa người. Hàn lỗi âm thầm thở dài một tiếng, thiểm động, không biết nghĩ cái gì. Trong lòng hắn minh bạch, lâm dịch cũng không phải ma tộc, hoặc là nói cho dù hắn là ma tộc, hắn cũng cùng những thứ khác ma tộc bất đồng. Đa bảo mập mạp dương miệng, nửa ngày chậm bất quá thần đến, một lát sau nhìn một chút hàn lỗi, thấp giọng nói, lão thực nhân, ngươi cho điểm phản ứng A, cái này mộc thanh, không, Lâm dịch lại là ma tộc. Hàn Lỗi lắc đầu nói, dù sao ta đây là không tin. Vì sao? Trước kia Tiềm Long Sơn hóa ma việc là giả, Đa Bảo mập mạp hỏi tới. Hàn Lỗi buồn bực nói, ta đây bằng hữu không nhiều lắm, Lâm huynh để coi là một cái, hắn khẳng định không phải là ma tộc. Dựa vào, bằng hữu người thì không phải là ma tộc. Cái gì logic? Đa Bảo mập mạp cười lạnh một tiếng, nếu là đổi thành bình thường, Đa Bảo mập mạp hùng hùng hổ hổ, Hàn Lỗi cười ngây ngô vài tiếng cũng liền đi qua nhưng lúc này đây, hàn lỗi lại sừng sộ lên, trầm giọng nói, mập mạp, người cùng lâm huynh đệ nhận thức không lâu, người vuốt lương tâm nói một chút, hắn là ma tộc. Tiềm long sơn hóa ma, lâm huynh đệ gọi là mấy nghìn tên người vô tội phạm dân ra tay, lúc này đây trấn áp công tôn của nguyệt bọn người cũng là như vậy, càng đem đông độ tiên đảo chân tướng lấy lộ ra. Người cùng ta đây nói một chút, ma tộc sẽ vì hồng hoang vạn dân, đưa sinh tử vu không để ý, cùng các thế lực lớn khai chiến đa bảo mập mạp gặp hàn lỗi đại thái độ khác thường, tựa hồ ẩn có sắc mặt giận dữ, liền tùy ý khoát tay nói, ta cũng chính là thuận miệng nói, vấn đề là, hai ta tin tưởng hắn không có dùng, người xem một chút những người khác, đối với hắn là thái độ gì. Hàn lỗi nhìn khắp bốn phía, phát hiện ngoại trừ một tiểu yêu, hầu như mỗi một cái tu sĩ, đều đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm lâm dịch, trước kia một chút bảo trì trung lập thái độ, thậm chí cùng lâm dịch nguyên vốn có chút giao tình tu sĩ, cũng thay đổi thái độ. Quân Lâm chậm rãi từ trên lưng kéo trường cung, mặt không thay đổi nhìn Lâm Dịch, trong mắt ở chỗ sâu trong ẩn có sắc mặt giận dữ. Chuyên Trư vẫn luôn là thần tình lạnh lùng, nhưng nghe đến tin tức này, lại hai mắt trực câu câu nhìn Lâm Dịch, tựa hồ muốn đem cái này Bạch Sam Tu sĩ nặng nhận thức mới rõ ràng. Nhìn thấy lần này biến hóa, Công Tôn Cổ Nguyệt tinh thần đại chấn, mơ hồ bắt được chấn cơ hội giết Lâm Dịch, tránh ra khỏi mọi người đến đỡ, lớn tiếng nói: "Ha ha, Lâm Dịch, quả nhiên là ngươi." Ba năm này người cư nhiên mai danh ẩn tích thay hình đổi dạng cho đến hôm nay mới lộ ra sơ hở nhưng mà lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt hôm nay đúng ngươi ma đầu kia đền tội lúc tiếng nói vừa dứt sát khí nổi lên bốn phía toàn bộ chu ma bảng khu vực đều bao phủ một cổ không rõ áp lực làm người ta không thở nổi không ít tu sĩ đã đem mỗi cái binh khí thanh toán đi ra chỉ chờ xuất thủ một khắc lâm dịch đột nhiên không rõ cười cười có chút bi thương có chút thoải mái có chút giải thoát không người có thể hiểu lâm dịch tâm tình của giờ khắc này, đó là một loại bị đè nén ba. Nhiều năm dễ dàng cùng vui sướng, lâm dịch chậm rãi nói, ta là lâm dịch, những lời này nói xong, sát khí càng dày đặc, trận trận gió lạnh thổi qua, sắc trời tựa hồ đột nhiên ảm đạm rồi xuống tới. Nhưng, ta không phải là ma tộc, dừng một chút, lâm dịch cười lạnh nói, còn có, công tôn cổ nguyệt, hôm nay ta tới là cùng ngươi thanh toán tiên đảo bút chướng này, tiên đảo tam hoàng tử ta phải giết không thể nghi ngờ, ngươi cũng trốn không thoát. Đông độ tiên đảo, ha 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 ha, lâm dịch lời còn chưa dứt, liền bị công tôn cổ nguyệt tiếng cười cắt ngang. Công tôn cổ nguyệt cười như điên nói, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, người cái mà đầu tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, âm hiểm xảo trá, ai sẽ tin tưởng ngươi. Lâm dịch nhìn chung quanh mọi người, phát hiện hầu như tất cả tu sĩ đều sắc mặt bất thiện theo dõi hắn, trước kia đông độ tiên đảo chân tướng, vào giờ khắc này, trái lại không có người để ý. Lâm dịch trong lòng thầm than, cái này công tôn cổ nguyệt một mực chắc chắn ta là ma tộc, đem trọng tâm câu chuyện rời đi mở, ở đây tu sĩ, hầu như đều bị hắn mang vào đi vào. Công tôn cổ nguyệt gặp đại cục đã định, hư lạnh nói ta sớm liền phát hiện thân phận của ngươi có chút dị thường. Ngươi nói ngươi không phải là ma tộc, năm đó tiềm long sơn hóa ma, đông đảo tu sĩ tận mắt nhìn thấy, ngươi giải thích thế nào. Bị thương nặng trốn vào lục đại ma vực một trong tịch tính cốc, cư nhiên bình yên vô sự sống đi ra, ngươi lại giải thích như thế nào không nói ba năm trước đây, liền nói tiến nhập chu ma chiến trường sau, người thái độ khác thường, đuổi bắt ma vương, sau lại lại lông tóc không hao tổn trở về, người giải thích thế nào? Không đều lâm dịch trả lời, công tôn cổ nguyệt quát lên, ta tới giúp người giải thích, lúc đó người rõ ràng là đang cùng ma vương lá mặt lá trái, hai người các ngươi ma đầu cấu kết với nhau làm việc xấu, thật coi ta hồng hoang đông đảo tu sĩ mắt đánh sao. Không ít tu sĩ âm thầm gật đầu, một màn kia mọi người đều nhìn tại trong mắt, Lúc đó vẫn chưa phát hiện nhiều lắm dị thường, hôm nay nghĩ đến, lại khắp nơi không thích hợp. Lâm dịch thần sắc bình tĩnh, hỏi ngược lại, ta nếu là ma tộc, sẽ chu diệt đông đảo ma tộc, xếp hạng chu ma bảng vị trí đầu não. Ta nếu là ma tộc, trừ tử Bách Thánh sẽ không nhìn ra. Trừ tử Bách Thánh hạo nhiên chính khí đổ sẽ truyền thừa cho ta. Người nói ta cùng với ma vương cấu kết với nhau làm việc xấu, tốt, ta như cùng hắn là một đường, lúc đó ta chỉ muốn cùng hắn nội ứng ngoại hợp các ngươi ai có thể còn sống đi đến nơi đây? Cái này ba cái vấn đề, công tôn cổ nguyệt, ngươi như có thể trả lời đến, ta lâm dịch mặc cho ngươi xử trí. Công tôn cổ nguyệt cười lạnh nói tốt, ta liền từng việc trả lời ngươi, tốt bảo ngươi chết phải hiểu. Chu ma bảng vị trí đầu não, hư hư, lúc này đây đúng chu ma bảng phát huy, hạ xuống chu ma lôi kiếp, mới tướng ngươi ma đầu kia hành vi đâm phá. Xếp hạng chu ma bảng vị trí đầu não, chỉ là dụ dỗ ngươi ma đầu kia tiến đến, làm cho bọn ta đem ngươi chu diệt. Tam đại thánh nhân bất quá là một đạo tản ý nghĩ, pháp lực xa không kịp năm đó, nhìn không ra người cái ma đầu nguyên hình cũng có tình có thể nguyên. Về phần cuối cùng ngươi vẫn chưa cùng tôn ma vương nội ứng ngoại hợp, chắc là cất lớn hơn âm mưu, loại chuyện này, ta hồng hoang tu sĩ liền không được biết rồi. Ha ha, nói chung, lâm dịch, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu ma chiến trường, sẽ là của ngươi chôn xương vùng đất. Lâm dịch lắc đầu, chậm rãi nói, người cái này giải thích nói không thông, ta lâm dịch chẳng bao giờ từng dính qua bất kỳ một cái nào người vô tội phàm dân tiên huyết. Tương phản, mấy ngàn năm qua này, không biết có bao nhiêu hồng hoang phàm dân chết ở ngươi công tôn ra cùng tiên đảo cấu kết âm mưu trong, chết không minh bạch. Chỉ nơi này một chút, công tôn cổ nguyệt, ta nếu là ma, người chính là ma trong chi ma. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tu sĩ kinh hô một tiếng. Mau nhìn, chu ma bảng vị trí đầu não chữ viết. Đám tu sĩ vội vã theo tiếng kêu nhìn lại, hàn lỗi nhân cơ hội truyền âm nói, Lâm Huynh Đệ, người đi nhanh đi, chuyện này nói không hiểu, trước có mạng sống sót rồi hãy nói, ta tin tưởng ngươi. Lâm Dịch sông Hàn lỗi cười cười, hay là kiên định lắc đầu. Chương 429, hợp lực vây giết, Lâm Dịch lúc này đây không có ý định đi, ít nhất quyết không thể cho công tôn Cổ Nguyệt bọn người hạ xuống mượn cớ. Coi như trốn, Lâm Dịch còn có thể trốn đi nơi nào? Chu ma chiến trường tất cả, Lâm Dịch đều không biết, đợi trăm ngày sau, Chu ma chiến trường một lần nữa mở ra các thế lực lớn phái nguyên anh đại tu sĩ đến đây chu diệt hắn giống nhau chạy không khỏi rơi xuống kết cục huống chi lâm dịch nếu là đào tẩu chắc chắn ma tộc thân phận tinh minh tình cảnh sẽ vô cùng xấu hổ tam đại tinh quân cũng tuyệt đối gánh không được các thế lực lớn tạo áp lực yêu tộc đối với thái độ của hắn tuyệt không sẽ hướng tinh minh như thế tín nhiệm có cực lớn có thể sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn khi đó lâm dịch có thể liền sẽ trở thành tinh minh tội nhân chuyện hôm nay nếu là ngay trước đông đảo tu sĩ mặt nói rõ ràng Lâm Dịch không có ý định ly khai, nhưng mà Lâm Dịch không nghĩ qua ba năm trước đây tìm Long Sơn Hóa Ma tại công tôn hoàng tộc trắng trợn nhuộm đấm dưới, mọi người đều biết từ lâu tạo thành một loại thâm căn cố đế quan niệm Lâm Dịch đúng ma tộc Lâm Dịch càng không muốn qua chu ma bảng của mọi người nhiều tu sĩ trong lòng địa vị chu ma bảng phán đoán tuyệt sẽ không sai chu ma bảng vị trí đầu não viết hai cái màu đỏ thắm đại tự vô cùng chói mắt đúng là tên Lâm Dịch. Công Tôn Cổ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Lâm Dịch ánh mắt của phảng phất là đang nhìn một cái người chết, lớn tiếng nói, trên mặt rõ ràng viết tên của ngươi, ma đầu, ngươi còn có cái gì có thể nói xạo. Lâm Dịch thản nhiên nói, ta lập lại lần nữa, ta là Lâm Dịch, nhưng ta không phải là ma tộc. Ha ha, Công Tôn Cổ Nguyệt cười gần nói, ngươi nói ngươi không phải là ma tộc, ngươi hỏi một chút ở đây đông đảo tu sĩ, ai sẽ tin tưởng. Vắng vẻ, toàn trường trầm tĩnh lại, không người trả lời, nhưng vào lúc này một người bướng bỉnh mạnh lại cố định thanh âm vang lên, là như thế dễ nghe, động như vậy nghe. Ta tin tưởng, một tiểu yêu sắp xếp chúng xuất ra, chậm rãi đi hướng lâm dịch, trong mắt lộ ra có thể hòa tan thế gian vạn vật nhu tình, chắc chắc nói ta tin tưởng hắn, hắn không phải là ma tộc. Nhìn thấy một màn này, mục dịch khẽ nhíu mày, thầm thở dài nói, trách không được tiểu muội đối với người này vài phần kính trọng, rất có tình ý, nguyên bản khi nàng từ lâu đã quên cái kia thần ma chi địa A ngây ngô, nghĩ không ra, bọn họ dĩ nhiên là một người. Hơn nữa nhìn tiểu muội vẻ mặt, rõ ràng đối với đây hết thảy đã sớm biết được. Một tiểu yêu đi tới lâm dịch bên cạnh, thản nhiên cười, ôn nhu nói, ngốc tử, vô luận như thế nào, ta đều tin tưởng ngươi, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Lâm dịch trong lòng động tình, lại phát hiện yết hầu từ lâu ngạnh ở, một câu nói đều nói không nên lời. Thần giao cách cảm vậy, hai cái tay khiên ở tại cùng nhau, tựa hồ vĩnh viễn đều không muốn tách ra. Lâm dịch vào giờ khắc này, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn hắn cảm giác cả đời đã mất đáng tiếc lâm dịch biết cho dù hắn trên đời đều là địch cũng có một người nguyện ý tin tưởng hắn nguyện ý cùng hắn dắt tay làm bạn cái này tất cả bất công phu hám trào phúng lừa dối giống như đầy trời mưa gió lâm dịch cả người sớm bị lâm thấu chật vật không chịu nổi nhưng có một người nguyện ý bồi hắn lần lượt bị đau chịu đựng người này chính là tiểu yêu tinh cái kia không thích che cái khăn che mặt tiểu yêu tinh cái kia chỉ ý nguyện cho hắn một người hiện ra dung nhan tuyệt thế tiểu yêu tinh cái kia vì đạt được tin tức của hắn trèo non lội suối hầu như tìm lần hồng hoang đại lục tiểu yêu tinh cái kia vô luận hắn là tiên hoặc là ma đều ý nguyện tin tưởng hắn tiểu yêu tinh lâm dịch thật hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn cũng không muốn trôi qua biến thành vĩnh hằng công tôn cổ nguyệt trong mắt lóe lên một cái đố sắc hư nhẹ nói yêu tộc tiểu công chúa người chứa có bị tên ma đầu này lừa cẩn thận khó giữ được tánh mạng một tiểu yêu đối với công tôn cổ nguyệt ngôn ngữ bừng tỉnh không nghe thấy, chỉ là lẳng lặng nhìn lâm dịch, hai cái tay bắt càng chặt hơn. Công tôn cổ nguyệt có hơi nắm đấm, trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên. Lâm dịch thấp giọng nói, tiểu yêu tinh, ngươi trở về đi, tâm ý của ngươi ta minh bạch. Tại thời khắc này, ta có thể nào ở ngươi rời đi, đó không phải là ta một tiểu yêu. Một tiểu yêu lắc đầu, chắc chắc nói. Lâm dịch mỉm cười, đột nhiên hướng một tiểu yêu trong thân thể tống suốt một đạo linh lực, đem người sau đan điền phong tỏa ở, linh lực vô phương vận chuyển. Một tiểu yêu không kịp đề phòng bị, nhưng dự cảm đến lâm dịch kế tiếp sở chuyện cần làm, liều mạng lắc đầu, nước nở nói, ngốc tử, người không nên đem ta đưa trở về, ta phải bồi ngươi. Lâm dịch ôn nhu nói, tại thời khắc này, ta lại có thể nào cho ngươi cùng ta mạo hiểm. Tiếng nói vừa dứt, lâm dịch nhẹ huy đạo bào, đem một tiểu yêu thân thể mềm mại đưa về đến mục dịch bên cạnh, có hơi ôm quyền nói, làm phiền mục huynh chiếu cố, đa tạ. Mộc dịch vẻ mặt phức tạp dừng một chút vẫn gật đầu mục dịch nghe ra lâm dịch mà nói bên ngoài ý lúc này đây lâm dịch nếu không phải đi rất có thể bỏ mạng ở nơi này mục tiểu yêu tính tình như thế cương liệt lại có thể nào thụ ở loại đà kích này lâm dịch nói chiếu cố là vì mục tiểu yêu sau này an nguy công tôn cổ nguyệt quát khẽ mà đầu yêu tộc tiểu công chúa tâm tư đơn thuần bị ngươi đầu độc nhưng mọi người tại đây ai cũng sẽ không tin ngươi hàn lỗi đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói ta đây tin tưởng hắn đa bảo mập mạp lại càng hoảng sợ dưới loại cục diện này ai đứng ở lâm dịch nhất phương tuyệt đối rơi chẳng được tốt rất có thể bị cài nút ma tộc mũ đa bảo mập mạp cùng hàn lỗi tương giao đã lâu đối với người sau vô cùng giảng giải tính cách nhát gan cẩn thận nhận thấy được gặp nguy hiểm tuyệt đối sẽ không đơn giản phạm hiểm tại đa bảo mập mạp trong ấn tượng hàn lỗi là một vô cùng tiếc mạng người nhưng vào giờ khác này đa bảo mập mạp phát hiện hắn sai rồi Hàn lỗi trên người cũng có một loại điên cuồng, một loại kiên trì, một loại đối với hữu nghị quá mức chấp nhất. Hàn lỗi đối với đa bảo mập mạp nói qua nhiều nhất một câu nói chính là, bằng hữu ta không nhiều lắm, một huynh đệ coi là một cái, người coi là một cái. Cũng đúng, nói một chút cũng sẽ không người chết, sợ cái lông. Đa bảo mập mạp nghĩ lại vừa nghĩ, ho nhẹ đạo cái kia. Bần đạo cũng là tin tưởng lâm đạo hữu. Công tôn cổ nguyệt sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hai người, cười gần nói, nói như vậy, Hai người các ngươi là được không sai cùng toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục tu sĩ đối kháng. Theo ta thấy, hai người các ngươi cũng không thoát được ma tộc can hệ. Đại chiến tiên nhân gõ nhịp gõ nhịp, Bần đạo đã sớm ngờ tới ngươi sẽ loạn chụp mũ. Ngươi nhà nói ai là ma tộc người đó chính là? Thấy xé rách ra mặt, Đa Bảo mập mạp cũng không cố kỵ gì, chửi ầm lên. Hàn Lỗi cùng Bảo mập mạp đang ở Chu Ma bảng khu vực, công tôn Cổ Nguyệt cầm hai người này không có biện pháp, hư lạnh một tiếng. Tiên đảo Tam Hoàng tử nhìn thấy tình thế cư nhiên xảy ra kinh thiên nghịch chuyển, không khỏi hỉ thượng mi sao, cố nén cánh tay đau đớn, lạnh giọng nói, trách không được ngươi ở đây kiếm mộ vùng đất tàn sát ta tiên đảo hơn ngàn tên tu sĩ, không hề nhân tính, nguyên lai like ngươi là ma tộc. Lâm dịch hai mắt híp một cái, sát khí tràn ngập, lạnh giọng nói, tiên đảo cầu tặc, cái này không có ngươi nói chuyện tình cảnh. Đừng nói ngàn người, chính là ngươi tiên đảo đến vạn nhân, ta lâm dịch chiếu giết không lầm. Công tôn cổ nguyệt không trần chờ nữa, vung tay lên, cao giọng nói, các vị đạo hữu chớ do dự nữa, hợp lực chu diệt nơi này ma. Tất cốc phiến cũng chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, nơi này ma trên người có dấu ta hồng hoang đại lục rất nhiều bảo vật, vô luận là hạo nhiên chính khí đồ, hay hoặc là bách thánh điện đan dược, đều ở đây nơi này ma trên người, những bảo vật này là thuộc về ta hồng hoang đại lục, tuyệt không có thể tùy ý nơi này ma rời đi. Đông đảo tu sĩ nguyên bản tựu nóng lòng muốn thử, nghe được bách thánh điện bảo vật mấy chữ này, không chần chờ nữa, ào ào tế xuất đan khí, khí thế hung hăng hướng lâm dịch đánh giết đi tới. chương 430, dịch kiếm trị uy. Vào giờ khắc này, lâm dịch giống như tại sóng to gió lớn trong một cái lá thuyền con, đối mặt ba đào cuộn trào mãnh liệt trùng kích, tùy thời đều có có thể lật nghiêng. Mấy trăm tên hồng hoang đại lục trên kim đan kỳ đứng đầu nhất tu sĩ, đại biểu các tộc trinh chiến trăm tộc đại chiến xuất sắc nhất truyền nhân. Có thể trở thành là một trong số đó, đã là vô thượng vinh diệu. Nhưng cái này mấy trăm tên tu sĩ, Tại Chu Ma trong chiến trường, lại đồng thời toàn lực đối với một cái tu sĩ xuất thủ, người này chính là Lâm Dịch. Tình hình như thế xưa nay chưa từng có, sau này nói vậy cũng sẽ xảy ra hiện. Lâm Dịch ánh mắt trầm tĩnh như nước, vào giờ khắc này vẫn không có hoảng loạn, trái lại lớn tiếng nói: "Tiên Đảo Cầu Tặc, Công Tôn Cổ Nguyệt, hai người ngươi có thể dám ra đây đánh một trận?" Cho dù đối mặt loại cục diện này, Lâm Dịch cũng có nắm chắc tại mấy trăm tên tu sĩ vây công dưới, phóng thích toàn bộ thủ đoạn, liều mạng hai người mấy đại truyền nhân lúc này thương thế chữa trị được toàn bộ, đều ào ào ra khỏi hàng, dẫn dắt tông môn đệ tử, hướng lâm dịch đánh tới. Nhưng công tôn cổ nguyệt, tiên đảo tam hoàng tử lại trốn ở chu ma bảng khu vực khẽ động không nhúc nhích, đối mặt lâm dịch ước chiến cười nhạt không nói. Hai người này đều cất đồng dạng tâm tư, càng đối với lâm dịch thủ đoạn thật sâu kiêng kỵ. Hai người bọn họ nếu là một khi đi ra chu ma bảng khu vực, nhất định biến thành lâm dịch hàng đầu mục tiêu, lấy người này tính tình, sợ rằng liều mạng tính mệnh đều phải đem hai người giết tại nơi này hiu 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 thần quang lưu chuyển đan khí che khuất bầu trời linh quang bắn ra bốn phía chi chít hình thành một mảnh căn bản vô phương né tránh đan khí lưới hướng lâm dịch bao phủ đi tới mấy trăm tên kim đan tu sĩ tế xuất đan khí toàn lực xuất thủ kim đan dị tượng đều có thể công phá đối mặt cái này phô thiên cái địa mà đan khí thế tiến công lâm dịch vẫn không có chút nào tránh né động tác hay hoặc là phản kháng dục vọng chỉ là tại tại chỗ yên tĩnh đứng thẳng, thần sắc bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, một tiểu yêu liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, từ lâu nói không ra lời. Chuyên trư thần tình lạnh lùng, mặt không thay đổi nhìn lâm dịch, vẫn chưa xuất thủ tương trợ, cũng không có bỏ đá xuống giếng. Quân lâm mấy lần dương cung cài tên, nhưng cuối cùng lại thở dài một tiếng, vuốt xuống tên dài ngón tay của dần dần nới lỏng, dây cung thu về, một mũi tên này vẫn là không có bắn ra. Hàn lỗi hô hấp dồn dập kéo qua ẩn thân phi phong sẽ xông ra đa bảo mập mạp lại càng hoảng sợ kéo lại hàn lỗi kinh hô lão thực nhân ngươi làm gì đi cứu người hàn lỗi cắn răng nói ngươi điên rồi sao người tạo ra ẩn thân phi phong cũng không làm nên chuyện gì còn chưa đi đến lâm dịch bên cạnh sẽ gặp bị đông đảo đan khí đập đến thịt nát xương tan đa bảo mập mạp lớn tiếng nói hàn lỗi mặt lộ vẻ lo lắng hỏi ngược lại vậy ngươi nói làm sao đa bảo mập mạp ánh mắt buồn bã bất đắc dĩ lắc đầu nhưng vào lúc này, tính ra cũng trăm tên đan khí, giống như châu chấu lướt qua, phô thiên cái địa vậy đi tới lâm dịch trước người của. Lâm dịch không tránh không tránh, tựa hồ đã bỏ qua chống lại, lúc này cho dù lâm dịch tạo ra kim đan dị tượng, chỉ sợ cũng gắn liền với thời gian đã tối. Mắt thấy lâm dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiền đảo tam hoàng tử trên mặt sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, vừa muốn dùng rằng sông ra, đi cướp đi lâm dịch cự khuyết kiếm, thuận tiện chia một chén súp. Nhưng thân hình hắn mới vừa động, lại đột nhiên dừng lại. Tiên đảo tam hoàng tử con người chuyển chuyển, có hơi ghé mắt, nhìn về phía công tôn cổ nguyệt, không kềm được trong lòng cả kinh. Chỉ thấy người sau bất phi sở động, tựa hồ cũng không thèm để ý lâm dịch sau khi chết bảo vật thuộc về. Không thích hợp, nếu là bước ra chu ma bảng khu vực, rất có thể bị lâm dịch chém giết, người này nhiều thủ đoạn, tuyệt không sẽ lộ ra như vậy sơ hở chí mạng. Nhìn công tôn bộ dáng như vậy rõ ràng cũng là có chỗ cố kỵ. Tiên đảo tam hoàng tử tâm tư nhanh quay ngược trở lại, càng nghĩ càng có đạo lý tuyệt sẽ không sai, cái này lâm dịch thật sâu tính toán. Chết đã đến nơi, còn muốn tạo thành biểu hiện giả dối dụ dỗ ta hai người đi ra chu ma bảng khu vực, người này bất tử, ta sau này ăn ngủ không yên. Nhìn thấy tiên đảo tam hoàng tử tựa hồ mới vừa muốn đi ra chu ma bảng khu vực, rồi lại lui trở lại, lâm dịch liền biết, người sau cố kỵ nhiều lắm, chỉ sợ sẽ không đơn giản rút lui. Lâm dịch trong lòng thầm than, cả người khí thức chợt bắn ra, làm sắc khí vụ bốc lên, hai chồng mắt hiện lên một cái kinh diễm kiếm quang, đối mặt đông đảo đan khí nhẹ khiển trách một tiếng, dịch kiếm thuật. Ông, toàn bộ thiên địa tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, trong hư không tạo nên một tia huyền diệu thần bí ba động, tựa hồ mơ hồ xúc động ba ngàn đại đạo. Không ai có thể hình dung cái loại cảm giác này, tựa hồ vào giờ khắc này, lâm dịch tựu là cả thiên địa trung tâm, hồng hoang chúa tể. Lâm dịch chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, liền có thể cái tay che trời, nắm trong tay tất cả sở hữu xuất thủ tu sĩ đáy lòng đều dâng lên một tia dị dạng, bọn họ tựa hồ vẫn chưa được bất cứ thương tổn gì, nhưng đan khí đã có loại thoát khỏi bọn họ điều khiển xu thế. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, làm cho tất cả tu sĩ đều trở tay không kịp, thất kinh. Ngay sau đó bọn họ gặp được một màn vô cùng rung động, vẻ mặt dại ra, sững sờ ở giữa không chung, nửa ngày chậm bất quá thần đến. Mấy trăm đạo khí thế bàng bạc đan khí, đằng đằng sát khí đập hướng lâm dịch. Nhưng mắt thấy sẽ chạm đến lâm dịch thân thể lúc, lại quỷ dị tha một chút, huyền diệu khó giải thích cùng lâm dịch gặp thoáng qua, người sau lông tóc không tổn hao gì, lù lù bất động. Tất cả đan khí, không có một cái quên, mỗi một món đan khí đều không hẹn mà cùng vòng qua đứng ở trong chiến trường tâm lâm dịch, không có đối với người sau tạo thành một chút thương tổn. Những thứ này đan khí lực sát thương không có chút nào yếu bớt, vẫn đang bay múa xoay quanh, nhưng ở rậm rạp chẳng chịt bay nhanh trong, nhưng không có nhất kiện rơi vào lâm dịch trên người. Một màn quỷ dị, rung động một màn, thất truyền ngàn năm, hầu như đã bị tu chân giới di vong dịch kiếm thuật, vào giờ khắc này, tại lâm dịch tay trong, toát ra chói mắt lóa mắt hào quang. Giờ này khắc này, đông đảo tu sĩ mơ hồ nhớ tới ngàn năm trước tu chân giới truyền lưu đông đảo một câu nói. Dịch kiếm vừa ra, vạn kiếm quy tông, dịch kiếm thuật, phá hết thiên hạ kiếm pháp, vạn vật đều có thể dịch. Năm đó dịch kiếm tổ sư thiên phú kinh người, được gọi là mấy nghìn năm qua kiếm tu đệ nhất nhân, tự nghĩ ra dịch kiếm thuật, ngang dọc tu chân giới sông dưới bất thế uy danh nhưng người này sau lại lại giống như phù dung sớm nở tối tàn tung tích không rõ dần dần rời khỏi đông đảo tu sĩ trong tầm mắt từ đó về sau dịch kiếm thuật tại đây thất truyền cho đến giờ phút này lâm dịch xuất thủ làm cho dịch kiếm thuật vô cùng kinh diễm làm nổi bật tâm tư của nhân vật tại trước mắt mọi người mỗi người đều trở nên động dung mấy trăm món đàn khí tràn ngập sát cơ tại trong chiến trường xuyên qua liên tục chính là thân pháp siêu cường tu sĩ cũng không thể toàn bộ tránh né đi tới. Nhưng mà lâm dịch chỉ là không chút sứt mẻ, mỗi một món đan khí tại sắp va chạm vào trước hắn, sẽ gặp quỷ dị chuyển động, cải biến phải có quỹ tích, né qua lâm dịch, tiếp tục phi hành. Một chút kiếm hình đan khí càng kém, bắn tới lâm dịch trước người, đột nhiên một hồi run rẩy chợt xuống phía dưới một tài, trực tiếp đại chiến lâm dịch trước người trên mặt đất, thân kiếm run rẩy tựa hồ có dũng khí cúi đầu xưng thần ý tứ hàm xúc. Tại mấy trăm món đan khí bay lượn trong, lâm dịch thân ảnh của như ẩn như hiện tóc đen loạn vũ bạch sam không có tổn hại chút nào hai tròng mắt kiếm ý bắt đầu khởi động giống như cái này phiến đại địa thần linh giống nhau không người dám phạm chương 431, trở về hết cách thân phận bại lộ sau lâm dịch lại cũng mất cố kỵ áp lực đã lâu khí huyết lực dịch kiếm thuật trực tiếp thả ra ngoài bộc phát ra chấn động thế nhân hiệu quả xuất thủ tu sĩ toàn bộ đều kinh ngạc ngay tại chỗ quên mất tiếp tục công kích không ai không bị một chiêu này sở động cho mà giờ khắc này, công tôn cổ nguyệt tám người mới cô cùng chân thật cảm thụ được một hồi lạnh lẻo thấu xương, đó là một loại nghĩ lại mà sợ tâm kinh sợ cảm giác. Tám người này trước kia tại huyết sắc ngọn núi bố trí mai phục, vốn cho là ăn chắc chi bố cục, lại vẫn bị lâm dịch nắm trong tay chủ động, bước ra đông độ tiên đảo chân tướng. Lúc đó, tám người đều bị lâm dịch thủ đoạn chấn nhiếp, cảm giác sâu sắc người này đáng sợ. Nhưng mà, công tôn cổ nguyệt tám người lúc này bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai tại đỉnh núi ở trong lâm dịch, vẫn không phải là hắn toàn bộ thực lực, hắn cố kỵ thân phận, còn bảo lưu lại cường đại con bài chưa lật. Mà những thứ này con bài chưa lật, mọi người chút nào không biết chuyện, ngẫm lại lúc đó nếu là ở đỉnh núi, lâm dịch không cố kỵ gì, đột nhiên phóng thích khí huyết lực cùng dịch kiếm thuật, sợ rằng kết cục vẫn muốn sửa. Lâm dịch chiến lực cực hạn đến tột cùng ở đâu, cái này có phải là hay không hắn toàn bộ thủ đoạn. Công tôn cổ nguyệt mấy người trong đầu không khỏi quét vài cái ý niệm trong đầu, chớp mắt trong mắt sát ý càng đậm, càng thêm tin chắc muốn chém giết lâm dịch quyết tâm. Không thua vù bất kỳ chúng thần huyết mạch thể chất, ba loại nghịch thiên bí thuật cộng thân, quỷ dị khó lường dịch kiếm thuật, thần thông, tuyệt học giống nhau không ít, thậm chí tu luyện ra hai loại kim đan dị tượng. Muốn muốn những thứ này, công tôn cổ nguyệt bọn người liền cảm giác được một cổ to lớn uy hiếp, đó là một loại làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Người này sống một ngày, sẽ gặp thằng tuốt áp tại đỉnh đầu của bọn họ trên, bọn họ vĩnh viễn không ngày nổi danh, phong mang đem thẳng tuốt bị người này đắp qua. So với chính diện chiến lực, so với thủ đoạn con bài chưa lật, mọi người không sánh bằng lâm dịch. So với thực lực bối cảnh, lâm dịch cũng có tinh minh, yêu tộc lấy tư cách chỗ dựa vững chắc. So với bảo vật, lâm dịch còn có bát hoang danh kiếm, hạo nhiên chính khí đổ rất nhiều bảo bối. Chính là so với tốc độ tu luyện, mọi người cũng là theo không kịp. Ngẫm lại trước kia người này vẫn chỉ là ngưng khí, lúc này mới ngắn ngủi 3 năm không gặp, nơi này người đã đạt đến kim đan đại thành, đồng thời lấy tấn mãnh thế, coi như đang tăng lên, không người nào có thể ngăn cản. Chẳng bao lâu sau, công tôn cổ nguyệt bọn người bị tất cả thiên tài hào quang danh tiếng bao phủ, có thể nói là thiên tri kiêu tử, danh tiếng mạnh, vào giờ khắc này, tại người này trước mặt, bọn họ thiên tài danh hiệu có vẻ như thế buồn cười cùng giá hạ. Loại này tranh lệch, làm cho mọi người như nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Công tôn cổ nguyệt gặp đông đảo tu sĩ còn đang tại chỗ ngây người, không khỏi giận dữ hết, các ngươi đang chờ cái gì, trực tiếp phóng xuất ra kim đan dị tượng, chớ có lại lưu thủ, các vị ghi nhớ, người này là là tội ác tài trời ma tộc, người người được mà giết chi. Công tôn cổ nguyệt tiếng hô, giật mình tỉnh giấc đông đảo tu sĩ. Oanh, 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 kim đan dị tượng ào ào hiện lên, mấy trăm tu sĩ đang đối mặt lâm dịch không hề lưu thủ, trực tiếp phóng xuất ra kim đan kỳ công kích mạnh nhất thủ đoạn. Có thể đi vào trăm tộc đại chiến tu sĩ, đều tu luyện ra kim đan dị tượng, hoặc mạnh hoặc yếu khác nhau mà thôi. Chợt xuất hiện như thế phồn đa kim đan dị tượng, dị tượng lực tràn đầy toàn bộ không gian, hư không chấn động, gió nổi mây phun, đối mặt loại này phô thiên cái địa thế tiến công, chính là nguyên anh đại tu sĩ đến đây, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Mấy trăm loại kim đan dị tượng giống như một cổ kinh thiên sóng biển, hướng cái kia đứng yên bạch sam tu sĩ vào tới. Chỉ một thoáng, đất sung núi chuyển, hải khiếu nổ vang. Giờ này khắc này, cái gì dịch kiếm thuật đều không dùng được, Trừ phi đào tổ hoặc là chính diện cứng rắn đáng tiếc Mà lâm dịch không có ý định đi Cũng chỉ còn lại có chính diện đối kháng một đường Hàn lỗi nhìn thấy một màn này Sắc mặt đại biến Khẽ hô một tiếng Xong Lâm dịch đột nhiên ngửa mặt lên trời huyết sáo dài Bàn tay phải tâm đột nhiên hiện ra một cái ám kim sắc tinh thần Phá quân tinh thuật Không đếm xỉa cảnh giới Mạnh mẽ để thăng nhất dài tu vi Oanh Bầu trời phá quân tinh hiện lên Lòng bàn tay tinh thần vỡ vụt một cổ cường đại năng lượng tại lâm dịch trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt chạy trồm, gào thét mà qua, khí tức tại nhanh chóng dâng lên, trong nháy mắt bước vào kim đan viên mãn. Cùng lúc đó, một cổ sắc bén tới cực điểm kiếm khí phá thể xuất ra, lâm dịch đối mặt đông đảo kim đan dị tượng, không lùi không hái sợ, lớn tiếng nói kiếm phá vạn tượng. Oanh, lâm dịch thân hình đều tại chỗ biến mất, chỉ có một thanh tản ra phong mang trường kiếm. Trường kiếm về phía trước nhẹ nhàng rạch một cái, vô cùng tùy ý linh động, lại mang theo một loại khó diễn tả được thần kỳ lực lượng. Chỉ có một kiếm, nhưng mà một kiếm này phong thái lại đắp qua tất cả kim đan dị tượng. Lâm dịch lúc này phảng phất hóa thân cái kia vô danh kiếm tu, đối mặt đông đảo kim đan dị tượng, không sợ hãi, triển lộ ra kiếm đạo vô thưởng phong mang. Ba ngàn đại đạo, kiếm đạo chủ công, công phạt cực hạn, người phương nào có thể ngăn. Một kiếm này mang theo không thể địch nổi thế tiến công, kiếm khí lướt qua, dị tượng ảo ào, ào tan tác. Hiện, trường kiếm phá không, vạn tượng đều là phá. Mấy trăm tên tu sĩ hùng hổ, tạo ra kim đan dị tượng bao phủ đến, lại bị lâm dịch một kiếm toàn bộ đẩy lùi, tất cả kim đan dị tượng vào giờ khắc này đều tan vỡ. T, mấy trăm tên tu sĩ ngụm lớn thở hồn hển khó có thể tin nhìn một màn này, hầu như cho là ảo giác. Đến tột cùng dạng gì kim đan dị tượng, có thể đạt đến loại uy lực này. Cư nhiên có thể đem mấy trăm loại dị tượng lực đều đẩy lùi. Đây là kim đan dị tượng sao? Hay hoặc là thiên địa pháp tướng? không có tu sĩ thụ thương, mấy trăm loại dị tượng lực hỗn hợp cùng một chỗ, cổ lực lượng này quá mức cường đại. Mà lâm dịch lại liên tục rút lui, sắc mặt ảm đạm, khóe miệng không ngừng tràn ra lam sắc tiên huyết. Lâm dịch vốn là bị chu ma lôi kiếp bắn chúng, bị thương nặng, lúc này lại mạnh mẽ phóng thích dị tượng lực, cùng đám tu sĩ chính diện cứng rắn va chạm, tuy rằng phá giải rơi mọi người kim đan dị tượng, nhưng mình bị thương càng thêm bị thương, kim đan mơ hồ làm đau. Lúc này, nếu là lâm dịch cường thịnh trở lại được chém giết tranh đấu, rất có thể sẽ đối với Kim Đan tạo thành khó có thể chữa trị vết thương, tu vi cả đời vô phương đột phá. Mấy trăm tên tu sĩ cảm thụ được Lâm Dịch tình hình, lần thứ hai đem vây lại, vẻ mặt phức tạp, lặng lẽ không nói. Lúc này Lâm Dịch trạng thái, sợ rằng tùy tiện ra tới một cái tu sĩ, đều có thể đơn giản đem hắn chém giết. Nhưng dù vậy, Lâm Dịch vẫn không có rút đi, hắn tại kiên trì cái gì? Như hắn là ma tộc, sẽ cố chấp như thế đứng ở chỗ này tùy ý chúng ta vây công. Lấy tốc độ của hắn chỉ sợ muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn cản. Mấy trăm tên tu sĩ tâm trong sản sinh vô số nghi vấn, nhưng hiểu lòng không hết, ai đều không có nói ra. Mỗi cái tu sĩ đều không phải người ngu, tất cả mọi người lúc này đã mơ hồ cảm giác được Lâm Dịch có thể không phải là ma tộc, nhưng trên người người này mang theo rất nhiều bảo vật, vì những bảo vật này, cũng tuyệt không có tu sĩ rời khỏi, thà giết lầm, chớ buông tha. Đây có lẽ là nhân tính xấu xí, nhưng nhân không vì mình, trời chu đất diệt. Đại thế đã thành cho dù lúc này có tu sĩ đồng ý rời khỏi, lấy mấy thế lực lớn cầm đầu đại bộ phận tu sĩ vẫn sẽ đem Lâm Dịch chu diệt, không ai đồng ý bỏ qua cơ hội tốt như vậy đi chia một chén súp. Lâm Dịch đánh giá thấp mấy thế lực lớn tại Hồng Hoang tu sĩ trong lực ảnh hưởng, cũng đánh giá thấp trên người của hắn bảo vật đối với mọi người sức dụ dỗ. Tại đây Phong Bế Chu Ma chiến trường, bạn của Lâm Dịch không nhiều lắm, mặc dù có lác đác mấy người, tại mấy trăm tên kim đan tu sĩ nhìn chằm chằm dưới, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Không ai có thể cứu được dưới lâm dịch, đối mặt loại cục diện này, lâm dịch trở về hết cách. Chương 432, đại khai sát giới. Đại cục đã, lâm dịch như chim trong lồng, có chạy đằng trời, ngã xuống đã thành kết cục đã định. Lâm dịch trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn không biết là đến lưu hay là nên đi. Hôm nay cục diện, hắn cho dù chết, cũng phải trên lưng ma tộc bêu danh. Nhưng mà, đối mặt đông đảo tu sĩ hoàn hoàn vây quanh, lúc này còn muốn đi đã không kịp hưu ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời điểm một đạo ngăm đen ám trầm ô quang xuyên thấu trong đám người thẳng đến lâm dịch phóng tới người sau sửng sốt một chút lại cũng chưa hề đụng tới quân lâm tiến thế đi cực nhanh căn bản khó có thể trốn tránh lâm dịch cũng không trốn tránh lấy lâm dịch hôm nay trạng thái quân lâm nếu là muốn giết hắn dễ như trở bàn tay hiện một mũi tên này sát ý nghiêm nghị tốc độ nhanh như vậy thế cho nên trong hư không liên tục vang lên một hồi khí bạo có tiếng Vốn đến bắn ra ra nóng rực khí, nhưng bị cái này cổ sát khí, đông lạnh tới băng điểm. Tên dài ngoài dự đoán của mọi người đi qua lâm dịch trong tóc, cắt đứt một luồng tóc dài, tiếp tục hướng lâm dịch người phía sau đoàn vào tới. Lâm dịch phía sau nguyên bản vây quanh một đám tu sĩ, đối với một mũi tên này thờ ơ lạnh nhạt, nhưng không ngờ dị biến nổi lên. Tên dài cư nhiên không có thương tổn đến lâm dịch, trái lại sát khí tràn ngập bắn về phía lâm dịch sau lưng đông đảo tu sĩ. A, à, phía sau không ít tu sĩ kinh hô một tiếng vội vàng hướng một bên tránh đi. Không người nào dám chính diện đối kháng quân Lâm Tiễn, bởi vì hắn là hiếu cùng tộc quân Lâm, đại nghệ thần vương truyền nhân. Tên dài lướt qua, xuất hiện một cái hẹp hòi trống rỗng khu vực. Cùng lúc đó, quân Lâm lần thứ hai dương cung cải tên, thần uy nghiêm nghị, quá to, mà đầu, tiếp theo tiến tự muốn mạng của ngươi. Lâm dịch nhìn về phía quân Lâm, hai người bốn mắt tương đối. Lâm dịch xem hiểu quân Lâm ý tứ, phảng phất là một loại hiểu nhau tương giao nhiều năm ăn ý. Quân lâm nếu là thật muốn chu diệt lâm dịch, cần gì phải thả ra một cái không tiễn. Quân lâm là tại trước mắt bao người, vì lâm dịch tranh thủ cuối cùng chạy chối chết cơ hội. Mà tên giải phá không, đem kín không kẽ hở người đoàn, ngạnh sinh sinh bắn ra một cái khe hở, đây là lâm dịch một tia sinh cơ. Quân lâm tin tưởng, lấy lâm dịch thiên phú chiến đấu, tuyệt đối có thể bắt ở cái này thoáng qua rồi biến mất sinh cơ. Nhưng lâm dịch không có đi, lâm dịch không biết hắn có thể đi đâu, thiên hạ tuy lớn, nhưng không có hắn chỗ dung thân. Lâm dịch không muốn rơi vào ma đạo, nhưng bị hồng hoang đại lục tu sĩ sở không cho, cho dù có thể chạy ra nơi đây, hắn còn có thể trốn đi nơi nào. Chu ma chiến trường ra không được, trăm ngày sau, các thế lực lớn nguyên anh đại tu sĩ xông tới, lâm dịch cũng tuyệt không mảng sống cơ hội. Trên đời đều là địch, vốn chỉ là ngẫm lại, nhưng hôm nay lại thành hiện thực. Lâm dịch tâm trong đột nhiên dâng lên một hồi vô tận bi thương. Hiệp đạo, hiệp đạo, cái này hiệp đạo, ta sợ là đi không nổi nữa. Công tôn cổ nguyệt trợn mắt nhìn, lớn tiếng trách cứ, hữu cùng tộc quân lâm, người muốn xuất thủ tương trợ nơi này ma. Khi chúng ta không nhìn ra sao, nếu là dám can đảm lỗ mãng, chiến dịch này sau, ta công tôn hoàng tộc nhất định xuất quân đi trinh phạt hữu cùng tộc, ai trợ nơi này ma, chính là đối địch với thiên hạ. Quân lâm cắn răng, vẫn chưa trả lời, đông đảo tu sĩ bắt đầu khởi động, đã đem ban nãy sáng tạo ra khe hở lần thứ hai bổ đi tới. Ha ha! Ha 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 ha! Lâm Dịch tiếng cười lúc đầu có chút trầm thấp, sau đó bộc phát cao vút, mãnh liệt bi tráng, hào khí ngất trời. Các người báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, ác ta, gạt ta, lần nữa chỉ có bề ngoài ép ta làm sao tu nhịn nữa? Hôm nay cùng ta có cừu, chúng ta tới cái kết thúc. Cùng ta có nghĩa, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Lâm Dịch những lời này, xem như là đem quân Lâm bọn người toàn bộ phủi ra ngoài làm cho công tôn hoàng tộc vô phương bắt hắn nhược điểm đối với hữu cùng tộc làm khó dễ. Mộc dịch nhìn thấy một màn này, lắc đầu than nhẹ, trong tay vận chuyển linh lực, đem một tiểu yêu trấn hôn mê bất tỉnh. Kế tiếp, mộc dịch không đành lòng làm cho mộc tiểu yêu tiếp tục xem tiếp. Trên đời đều là địch có gì không thể, các người muốn giết ta lâm dịch, tốt lắm. Hôm nay, đơn giản, ta lâm dịch liền đại khai sát giới. Muốn ta lâm dịch mạng, tới lấy, lâm dịch nâng lên cự khuyết kiếm, nhìn bằng nửa con mắt quần tu, hai tròng mắt tựa như điện, hào hùng cái thế. Đông đảo tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hét lớn một tiếng. Giết, tuyệt học bạo phát, đan khí bắn ra bốn phía, chỉ một thoáng, đất sung núi chuyển, bụi bặm phi dương. Lâm dịch ngửa mặt lên trời huyết sáo dài, làm sắc khí huyết bốc lên, hải khiếu kiếm ngân vang có tiếng chợt vang lên, kinh thế hãi tục. Bất diệt kiếm thể chịu uy, vào giờ khắc này sơ hiện mánh khóe. Lâm dịch vẫn chưa phóng thích tuyệt học kiếm nhận phong bạo, không phải là hắn không muốn, mà là linh lực của hắn hầu như hao hết, hôm nay có thể thi triển thủ đoạn chỉ có tinh thần lực cùng bất diệt kiếm thể. Thân hình lay động, dưới chân đạo văn thiểm hiện, Lâm Dịch dùng sức dẫm một cái, mặt đất đánh rách tả tơi. Thuần túy thân thể cùng thần bí bộ pháp kết hợp, tốc độ mảy may không kém cùng người khác nhiều tu sĩ, trực tiếp đụng vào trong đám người. Phốc phốc phốc, đánh giáp lá cà, cận chiến giao phong, vô cùng thảm liệt. Huyết nhục văng tung tóe, tàn thi cổ tay bay múa đầy trời. Phân, Lâm Dịch giống to hơn không để ý đan điền kẽ nước chi thế, mạnh mẽ phóng xuất ra hóa ngoại phân thân thuật, cự khuyết kiếm giao cho phân thân, bản thể luân khởi song quyền, sải bước, nghênh hướng đông đảo tu sĩ. Thần thông thuật, điểm thạch thành kim, một gã công tôn hoàng tộc tu sĩ sát khí ngập trời, hướng lâm dịch một chỉ điểm ra, bắn nhanh ra một đạo kim quang. Kim quang rơi vào lâm dịch trên người, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, lấy tốc độ cực nhanh hướng lan tràn khắp nơi. Nhưng lâm dịch thân hình lại không có chút nào dừng lại, đi thẳng tới công tôn hoàng tộc tu sĩ trước người của hét lớn phá làm sắc khí huyết ầm ầm bạo phát điểm thạch thành kim thần thông lực tán loạn một quyền xoay ra thẳng đến công tôn hoàng tộc tu sĩ đầu trên ném tới mạng treo một đường thời điểm công tôn hoàng tộc tu sĩ không kịp điều động đan khí không thể làm gì khác hơn là kích động khởi bất tử kim thân khí huyết lực hóa nắm giữ quyền nghinh đón phanh bất tử kim thân cùng bất diệt kiếm thể vào giờ khắc này lần thứ hai chính diện giao phong quyền quyền chạm nhau làm sắc kim sắc khí huyết cho nhau thôn phệ phốc chỉ là dừng lại trước mắt công tôn hoàng tộc tu sĩ quả đấm của liền bị lâm dịch một quyền đập cái nát bét sắc bén kiếm khí đem người sau cánh tay xoắn thành mảnh vỡ chết lâm dịch bật hơi mở lời lại một quyền đuổi kịp bất tử kim thân đầu trực tiếp bị đập vái huyết tương vẩy ra nguyên thần tịch diệt cùng lúc đó vô số đạo tuyệt học đan khí cũng đã ầm ầm mà tới trước dịch kiếm thuật lâm dịch hét lớn đồng thời thân hình tại cực nhỏ trong phạm vi trần trọc xê dịch, tách ra trên người chỗ hiểm. Bang bang phanh, vốn liền trọng thương cộng thân, dịch kiếm thuật cũng vô pháp điều khiển đối thủ đan khí, chỉ có thể tranh thủ đến thoáng qua rồi biến mất một tia dừng lại. Tuyệt học, đan khí liều mạng đập vào lâm dịch trên người. Lâm dịch rút lui liên tục, chảy như điên tiên huyết, dáng dấp thê thảm. Lâm dịch hồn nhiên chưa phát sát ra, cười to nói chiến. Chiến, chiến, đến chiến cái thống khoái. Một tên tu sĩ khác mắt thấy Lâm Dịch trọng thương ngã gục, hữu cơ có thể thừa dịp, trực tiếp sát thân hướng Lâm Dịch đánh lén đi tới, một đao đâm hướng Lâm Dịch hậu tâm. Một đao này quá nhanh, người này cách Lâm Dịch lại gần, căn bản vô phương tránh né. Lâm Dịch lòng có cảm giác, cũng không quay đầu lại, thân hình có hơi lắc một cái, né qua trái tim chỗ hiểm, phất tay chính là một quyền. Phốc, phốc, hai tiếng đồng thời vang lên, trường đao nhập vào cơ thể xuất ra, Lâm Dịch một quyền cũng đem thử nhân thân thể người này đập nứt ra nguyên thần đều không có thể tìm được đường sống, bị mất mạng tại chỗ. chương 433, ai dám động hắn, tên tu sĩ này dù chết, nhưng tu sĩ trường đao trong tay lại đem lâm dịch bất diệt kiếm thể ngực xuyên thấu, chỉ là khó khăn lắm né qua trái tim. Bất diệt kiếm thể nếu là cường thịnh lúc, rất khó chịu đến loại này cấp bậc tu sĩ bị thương nặng, nhưng lâm dịch bị chu ma lôi kiếp đập chúng trước đây, lại cùng đông đảo tu sĩ liều mạng kim đan dị tượng, cộng thêm ban nãy cường thế chém giết bất tử kim thân, đổi lấy quá nặng thương thế, khí huyết lực từ lâu do thịnh chuyển suy bị tu sĩ này thừa dịp hư mà vào một chiêu đắc thủ ha 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 lâm dịch ngửa mặt lên trời cười to không hề ý sợ hãi trở tay theo lưng chậm rãi rút ra chuôi này trường đao trường đao ma sát cơ thể cốt cách phát ra một hồi chói tai tiếng vang đám tu sĩ chỉ là nhìn liền cảm giác khó có thể chịu được nhưng lâm dịch lại mím môi không nói tiếng nào những tu sĩ này có thể làm tới đối với người khác tàn nhẫn nhưng cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến tàn nhẫn đối với mình. Lâm dịch rút ra trường đao, một cổ máu tươi từ trước ngực, phía sau lưng bão tố ra, nhiễm đỏ bạch sam. Lâm dịch hồn nhiên chưa phát sát ra, hai tay nắm trường đao lưỡng đoan, dùng sức gập lại. Ba, đan khí bị lâm dịch thân thể ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Bất diệt kiếm thể mạnh kinh thế hãi tục, kinh sợ quần tu. Lúc này hóa ngoại phân thân cũng không đỡ được, ầm ầm vỡ vụn, cự khuyết kiếm ở giữa không trung rơi xuống, biến thành vật vô chủ cách hơi gần tu sĩ trực tiếp xông lên đưa tay liền đoạt dịch lâm dịch phung tay lên cự khuyết kiếm trên không trung hơi dừng lại một chút trong nháy mắt hướng lâm dịch bão tố bắn đi thoát khỏi đám tu sĩ nắm trong tay cự khuyết kiếm một lần nữa rơi vào trong tay lâm dịch thân hình nhịn không được hoảng động liễu nhất hạ đông đảo tu sĩ nhìn nhau lần thứ hai xuất thủ thân hình chấp động ào ào tiến lên phóng thích toàn bộ linh lực mấy trăm đạo đan khí bao phủ hướng lâm dịch đầu lâm dịch khóe miệng khẽ động tác động vết thương dáng tươi cười có chút dư tợt. Đến chiến đi, hôm nay ta lâm dịch cùng các người chiến đến cuối cùng. Mấy trăm món đàn khí ầm ầm mà tới trước, mà lâm dịch dịch kiếm thuật đã vô phương cải biến đàn khí quý tích, linh lực hao hết, bất diệt kiếm thể cũng đã suy bại, đông đảo tu sĩ mơ hồ gặp được thắng lợi ánh dạng đông. Đột nhiên, lâm dịch biến mất tại tại chỗ, cùng lúc đó, một cái băng lãnh, sát ý nghiêm nghị thanh âm vô căn cứ vang lên. Thất sát tinh thuật, nhị sát vệ nguyệt, bóng đêm không hề dự triệu hàng lâm, bóng tối vô tận cắn nuốt đông đảo tu sĩ thân ảnh của tại đây sương mù trong bóng đêm đã có một vòng viên nguyệt thật cao huyền giữa không trung trên mà viên nguyệt tại một chút xíu bị thôn phệ trong trước mắt chỉ còn lại có một vòng trăng rằm a a a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ít tu sĩ hai tay ôm đầu nguyên thần được cường đại trùng kích tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí ngạnh sinh sinh cắn nuốt hết một khối đan khí cũng nữa không khống chế được ào ào rơi xuống lâm dịch hóa thân viên nguyệt lạnh lùng vô tình mắt nhìn xuống giữa không trung mấy trăm tên tu sĩ. Tất cốc phiến cố nén nguyên thần đau đớn, quá to, các vị đạo hữu chưa có hoang mang, toàn lực công kích trên bầu trời viên nguyệt. Ùm um ùm, um, cường hãn vô cùng thần thức ba động chợt ở trên hư không trong chấn động, viên nguyệt tan vỡ, hiển lộ ra Lâm Dịch thân hình. Hắc, Lâm Dịch cắn chặt hàm răng, nhằm phía cách hắn gần nhất một đám tu sĩ, giống như lang nhập bầy dê, cự khuyết kiếm đại khai đại hợp, bên trái chém bên phải khảm đông đảo tu sĩ vẫn ở vào bị thất sát tinh thuật nguyên thần trong công kích, không có thể lấy lại tinh thần. Tại vào thời khắc này, lâm dịch như thiên thần vậy từ trên trời giáng xuống, tay nâng kiếm rơi, đầu bay ngang. Lâm dịch tay phải trường kiếm, tay trái xoay quyền, thân hình lướt qua, không người nào có thể chạm chán phong mang. Thi hài khắp nơi trên đất, huyết nhục vẩy ra. Phanh, một cái trong đó tu sĩ cố nén đau đớn, nắm lấy cơ hội, một chùy nặng nề mà đập vào lâm dịch sau lưng của trên. Phốc, Lâm Dịch nhịn không được cái này cổ cường đại lực đánh vào, về phía trước lão đảo đi mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Bang bang phanh, trong chấp nhoáng này, Lâm Dịch thân pháp một lão, bị bên người tu sĩ bắt lại sơ hở, đồng thời tế xuất đan khí đập vào Lâm Dịch trên người. Một thanh răng cưa lưỡi dao sắc bén quét Lâm Dịch vai, suýt nữa đem chỉnh đầu cánh tay trái đều tháo xuống. Phương Thốn Sơn tu sĩ vẫy ra một cái Phật châu, đồng thời đánh vào Lâm Dịch đùi phải trên, bộc phát ra một hồi tiếng oanh minh nổ huyết nhục không rõ, mơ hồ lộ ra bạch cốt. Khổ khổ khổ, lâm dịch không ngừng khổ xuống tiên huyết, thân hình từ lâu không đỡ được, chỉ có thể bằng vào ý chí cường đại, chống cự khuyết kiếm cứng rắn chống đỡ. Toàn thân cao thấp, không có một chỗ hoàn hảo không tổn hao gì, bạch sam đều là vết máu, tóc đen dính đầy tiên huyết, dính ở trên mặt, chỉ có cặp mắt kia như trước sáng sủa, thâm thúy. Mỗi cái tu sĩ thấy cặp kia lượng được thấm nhân hai trong mắt, trong lòng đều dâng lên dùng cả mình đây là cường đại dường nào một cổ ý chí, cư nhiên có thể để cho người này kiên trì đến bây giờ. Mấy trăm tên tu sĩ vây công tình huống dưới, vẫn bị người này chém giết gần trăm người, các thế lực lớn tu sĩ đều có ngã xuống. Ngẫm lại nếu là người này không thụ chu ma lôi kiếp, ai có thể ngăn trở hắn. Ha 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 ha, thế gian chê khen, thế nhân mắt lạnh, loại này loại bất công, ta lâm dịch đều không để vào mắt. Ta lâm dịch hành vi đoan chính, làm được chính, không hỏi thương thiên không hỏi thần, không tu tiên, chỉ tu hiệp. Lâm dịch phóng đáng cười to, cả người tản ra một loại hùng hồn liều chết dũng cảm, không ai bằng. Trăm tộc tu sĩ không hẹn mà cùng đứng ở tại chỗ, lặng lẽ không nói, vào giờ khắc này, trăm tộc tu sĩ trong lòng dâng lên một hồi khó có thể ức chế hổ thẹn. Bọn họ tựa hồ mắt mở trừng trừng nhìn một cái hồng hoang hiệp sĩ, bị bọn họ từng bước từng bước đẩy tới thâm uyên, vạn kiếp bất phục. Nghe được câu này, một dịch cả người chấn động, không kềm được thật sâu cúi người, buồn bã nói, lâm dịch ta mộc dịch không bằng ngươi. Hạ hận thủy phất tay ý bảo tộc nhân không muốn xuất thủ, trong mắt lóe lên một tia bi sắc, trầm giọng nói, lâm dịch, tạo hóa trêu người, ta ngươi đều là thân bất do kỷ. Nhưng, ta hạ hận thủy nếu có kiếp sau, nhất định cam nguyện thụ ngươi ép buộc, tuyệt không hai lời. Lăng thu yến trong mắt cũng lộ ra vẻ bất nhẫn, than nhẹ một tiếng. Tất cốc phiến lộ ra tiếc hận chi sắc, thản nhiên nói, lâm dịch, như ngươi không phải là ma tộc, ta tất cốc phiến cũng là có tâm tương giao, nhưng... Phi, lâm dịch cười lạnh một tiếng, hướng về phía tất Cốc viễn thổ một búng máu, lớn tiếng nói, người tất Cốc viễn cũng xứng cùng ta lâm dịch tương giao. Hôm nay, hạ gia cùng ta giao được, nhiễm hàn cung cùng ta giao được, phương thốn sơn cùng ta giao được, phong gia cùng ta giao được, trăm tộc cùng ta giao được, nhưng hết lần này tới lần khác người thái nhất tông, công tôn gia, khương gia không có tư cách này. Được nghe lời ấy, tất Cốc viễn sắc mặt xấu xí, ánh mắt dần dần chuyển thành âm lãnh. Lâm Dịch cười lạnh nói, chỉ là năm đó người Thái Nhất Tông, công tôn gia, Khương gia cầm đầu ba thế lực lớn, ký kết cùng tiên đảo hiệp nghị, đưa hồng hoang vạn dân tính mệnh vu không để ý, ta Lâm Dịch liền coi thường ngươi. Nếu là ngươi tất cốc phiến thực sự là tên hán tử, coi như chém giết tiên đảo cầu, tế điện hồng hoang vạn dân. Tất cốc phiến hừ lạnh một tiếng, lửa giận trong lòng trong đốt, cắn răng nói, Lâm Dịch, người đã là một người chết, cũng xứng cùng ta để tài câu chuyện cách. Tiếng nói vừa dứt, tất cốc phiến vung tay lên, lạnh giọng nói, giết hắn. Nhìn chậm rãi tới gần đông đảo tu sĩ, lâm dịch lộ vẻ sầu thảm cười, vừa muốn vận khởi kim đan lực, tự bạo nơi này. Nhưng vào lúc này, đâm nghiêng trong một cái băng lãnh tới cực điểm thanh âm chen vào. Ta xem ai dám động hắn, mươi 434, truy mệnh đao, nghe được cái thanh âm quen thuộc, lâm dịch bừng tỉnh thất thần, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi chua xót khổ sở, một hồi cảm động. Đông đảo tu sĩ trong lòng dùng mình, theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái xuống hắc sam lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên đơn tay cầm một thanh phổ thông tới cực điểm đốn củi đao ánh mắt trầm ổn nhưng mâu để ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động lửa giận điên cuồng cùng giết chóc ý một trận gió lạnh thổi qua thanh niên cánh tay trái ống tay áo hồn không lực phiêu đãng khởi lai đúng là không có cánh tay không đáng ống tay áo nhìn cái này đột nhiên xuất hiện cụt một tay thanh niên tất cốc phiến nhẹ nhíu như có điều suy nghĩ người tới là thạch sa một người một thanh đao phía sau chưa cùng theo một cái ma tộc chỉ có Lâm Dịch Minh Bạch Thạch Sa dụng ý, Thạch Sa là ở nói cho Lâm Dịch, ta tới cứu ngươi, bởi vì ngươi là Lâm Dịch, ta là Thạch Sa. Lúc này, ta không phải là ma tộc, chúng ta vẫn là Dịch Kiếm Tông cùng một chỗ sinh sống sáu. Nhiều năm huynh đệ, Thạch Sa mặc dù là ma tộc, nhưng vào giờ khắc này, hắn chỉ là Dịch Kiếm Tông tiểu Thạch Đầu. Thạch Sa không ở ý Lâm Dịch đối mặt là bao nhiêu thế lực hay hoặc là địch nhân, hắn chỉ biết là, nếu là tiểu Lâm tử được khi dễ, hắn liền muốn đứng ra không chút nào bảo lưu đi giúp hắn lâm dịch tại dịch kiếm tông là trong ba người mấy tuổi một cái nhỏ nhất vô luận là diệp uyển nhi hay là thạch sa đều muốn hắn xem như thân đệ đệ đến xem bảo hộ lâm dịch hầu như đã trở thành thạch sa tâm trong một cái thói quen một loại theo bản năng cử động có thể sau này bọn họ bởi vì đạo bất đồng cuối cùng đem sẽ thành địch nhân nhưng ở thạch sa tâm lý lâm dịch vẫn luôn là cái kia dịch kiếm tông tâm địa hiền lành tiểu lâm tử ai động thân nhân của hắn lại không được, kỳ thực Thạch Sa từ lâu đi tới nơi này, toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng nhưng vẫn không có xuất thủ. Thạch Sa hiểu Lâm Dịch, Thạch Sa nếu là xuất thủ, thì đồng nghĩa với tỏa thật Lâm Dịch thân phận của ma tộc, mà Lâm Dịch cũng không muốn ý, hoặc là nói dẫu có chết cũng không ý nguyện nhập ma đạo. Thạch Sa tôn trọng Lâm Dịch, cho nên không có trước tiên xuất thủ. Nhưng mắt thấy Lâm Dịch sắp ngã xuống, Thạch Sa khó có thể làm tới coi như không gặp. Sau này Lâm Dịch nếu là hận hắn cũng tốt oán hắn cũng được, thạch xa lúc này đây đều phải đem lâm dịch cứu đi, ai cũng ngăn không được. Lúc đó, ma chỉ từng dụ dỗ nói, ngươi không cần thiết xuất thủ, nơi này người đã chết, ngươi vừa lúc cướp đi hắn ma chỉ, như vậy ngươi ma trưởng là được tập hợp, hồng hoang đại lục trên không có người nào có thể ngăn cản ngươi cướp bộ. Thạch xa đùa cợt cười cười, vẫn chưa cùng với tranh chấp, nhưng ở tối hậu quan đầu, lại không chút do dự đứng dậy. Thạch xa lúc này người đi theo tộc độc nhất vô nhị, nhưng cả người lại tản ra một cổ đặc biệt ma lực, khiến người ta cảm giác đầu tiên chính là lãnh huyết vô tình mỗi cái tu sĩ tâm trong đều dâng lên dị dạng cảm giác cái này cụt một tay tu sĩ bọn họ chưa từng thấy qua nói cách khác người này cũng không phải là cùng bọn họ cùng nhau tiến nhập chu ma chiến trường người này là ai vì sao phải giúp lâm dịch người này khẩu khí lớn như vậy hắn dựa vào cái gì đối mặt mấy trăm tên kim đan kỳ đỉnh tiêm tu sĩ ai dám thả nơi này hào ngôn thạch xa chậm rãi hướng trong chiến trường đang lúc lâm dịch đi đến cước bộ kiên định, không có có do dự chút nào. Một cái trong đó tu sĩ cách thạch xa gần nhất, dẫm trận tại chỗ tiến lên, nổi giận nói, người cái này tàn phế là nơi nào nhô ra. Hiện, đao quang hiện lên, tu sĩ này đột nhiên cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, hai mắt có hơi đau đớn, sau đó trước mắt buồn bã, nguyên thần tịch diệt, cả người sinh mệnh khí thức tại nhanh chóng trôi qua. Quá nhanh, không chỉ là tên tu sĩ này, thậm chí vây xem tu sĩ đều không có thể thấy rõ thạch xa là như thế nào suốt đao thạch sa bước chân liền một tia dừng lại cũng không có thân sắc bình tĩnh tựa hồ mới vừa đao quang chỉ là ảo giác khi thạch sa cùng tên tu sĩ này gặp thoáng qua lúc người sau gương mặt của ở giữa đột nhiên hiện ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu theo nghi tâm khi đến ba từ từ rõ ràng thử một chùm huyết phụ phun đi ra sau đó đông đảo tu sĩ gặp được vô cùng một màn kinh khủng tên tu sĩ này thân thể từ đầu lô vị trí giữa tại một chút hướng trái phải hai bên phân liệt mũi môi toàn bộ đều bị chia làm hai nửa. Nguyên bản thân thể hoàn chỉnh bị cắt thành hai mảnh, chậm rãi bong trái phải hai bên, máu chảy như chú, kết quả thê thảm. T, đông đảo tu sĩ ngược hít một hơi lãnh khí, đồng từ một hồi kịch liệt co rút lại. Một đao, chỉ có một đao, không có ai biết ban nãy cái này cụt một tay thanh niên là như thế nào xuất thủ, ý vị này, một đao này, đủ để nháy mắt giết ở đây bất kỳ một cái nào tu sĩ. Đối với ta nói năng lỗ mãng người, phải giết chi. Thạch xa rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh lùng, tựa hồ không mang theo một chút cảm tình. Vừa dứt lời, thạch xa đi tới mặt khác ba gã tu sĩ trước người. Đao quang lại lóe lên, hiện, 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 ba gã tu sĩ ngã xuống, tuy rằng ba người như lâm đại địch, sớm có phòng bị, nhưng vẫn không có thể tránh thoát cái này truy mệnh đao quang. Ngăn cản ta đường người, phải giết chi, thạch xa mặt vô biểu tình, bước qua ba thi thể của người. Tựa hồ đối với nơi này không thèm để ý chút nào, tiếp tục đi về phía trước. Tất cốc phiến thần sắc bình tĩnh, chỉ có ngực kịch liệt phập phồng có thể nhìn ra nội tâm hắn hoảng loạn. Các thế lực lớn truyền nhân cho nhau đối với ta liếc mắt, đồng thời lạnh giọng nói, giết bọn họ. Một nhóm tu sĩ nghe nói nơi này khiến, nhằm phía thạch xa, nhưng không ít tu sĩ vẫn tiếp tục hướng lâm dịch đánh tới. Tất cốc phiến mấy người hiểu lòng không hết chậm rãi lui hướng chu ma bảng khu vực, mấy người đối với cái này cụt một tay thanh niên vô cùng kiêng kỵ, người này nhìn không ra tu vi, nhưng thủ đoạn lại cao dọa người. Thạch xa hai tròng mắt bỗng dưng hiện một cái hồng quang, thân hình khẽ động, giống như quỷ mị vậy, đi tới lâm dịch thân bạn. Thạch sa gầm nhẹ một tiếng, một cánh tay huy động đốn củi đao, đao quang luôn chấp, sát khí tận trời. Hiện, 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 hơn 10 thước tu sĩ trước hết đi tới lâm dịch bên cạnh, vừa tế xuất đan khí, lại nghênh đón mang theo khí thức tử vong đao quang. Đông đảo tu sĩ hét lớn một tiếng, ào ào phóng xuất ra toàn bộ tu vi, tuyệt học bắn ra. Hơn 10 đạo đan khí đập hướng thạch xa cùng lâm dịch, linh quang bắn ra bốn phía, làm người ta hoa cả mắt. Quỷ dị là, thạch xa đốn củi đao tử hỗn loạn tại đây hỗn loạn vô tự đan khí trong, cũng không cùng đông đảo đan khí đánh lên một chút. Đốn củi đao tại đan khí bay múa lộn xộn tình cảnh trong, huyền diệu khó giải thích cùng người khác nhiều đan khí sát bên người mà qua. Song phương giao thủ cực nhanh, động tác mau lẹ trong lúc đó, đã đều xong xuôi. Huyết quang vẩy ra, từng cổ một không hề sinh cơ thi thể ào ào rồi ngã xuống. Thạch xa lông tóc không tổn hao gì, xuất thủ mười mấy tên tu sĩ, tại song phương giao thủ trong nháy mắt, bị mất mạng tại chỗ. Không có người nào có thể may mắn tránh khỏi, đan khí mất đi khống chế, vô lực ngã xuống rơi trên mặt đất, mất đi rực rỡ. Phía sau đông đảo tu sĩ trông thấy một màn này, sợ đến can đảm câu liệt, dừng lại tiến lên, cái chán toát ra tầng một mồ hôi lạnh, sắc mặt sợ đến trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau lại. Kém quá xa, hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc, thạch xa hai tròng mắt huyết hồng, nhìn bằng nửa con mắt quần tu, lạnh giọng nói, phạm huynh đệ ta người, phải giết chi. Chỉ một thoáng, toàn bộ chu ma chiến trường tựa hồ bao phủ khởi nồng đậm vẻ lo lắng, phong vân biến sắc, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, toàn bộ chiến trường nhiệt độ xuống tới băng điểm. Đông đảo tu sĩ nghe được thạch xa ba câu, đều cảm giác được một hồi lạnh lẻo thấu xương. Huyết sắc nhãn, truy mệnh đao, tham giết người, tạo thành một cổ cường đại lực uy hiếp, không người còn dám tiến lên. mươi 435, đường ở trong lòng, lâm dịch bình tĩnh nhìn thạch xa, khóe miệng giật giật, tựa hồ là muốn cười, nhưng dẫn động tới vết thương, dáng tươi cười nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng rất vui vẻ. Người đã đến rồi, ân, cảm tạ, không có việc gì, hai người không nói nhiều, giữa hai người vốn cũng không cần quá nói nhiều câu thông. Thạch sa đạo, đi theo ta đi, lâm dịch khổ sở cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thạch sa thấp giọng nói, hà tất chấp nhất, người bây giờ không có đường. Đường vẫn luôn tại, ở đâu, đường ở trong lòng, lâm dịch ánh mắt như trước như thế sáng sủa, cho dù thừa nhận rồi nhiều như vậy vu hãm cùng bất công, vẫn không hề động dao động quyết tâm của hắn. Thạch xa lặng lẽ, bọn họ đều là cố chấp nhân, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, cho dù là chết. Rất sợ chết, cũng không là bọn hắn làm người. Nghe được câu này, thạch xa trong lòng dâng lên một hồi chua xót khổ sở, vì lâm dịch không đáng giá. Lục đại ma vực thẳng tuốt tồn tại, hồng hoang các thế lực lớn không đi chinh phục, lại chỉ riêng cầm lấy một cái nhất tâm truy cầu hiệp đạo nho nhỏ tu sĩ không thả, làm cho hắn mai danh ẩn tích, đem hắn đẩy tới vực sâu vạn trượng, thậm chí ép đến chết. Dù vậy, cái này tiểu tu sĩ vẫn không có thỏa hiệp, không có hướng các thế lực lớn cúi đầu, cũng không có sinh lòng oán hận, rơi vào ma đạo. Lâm dịch có ma chỉ trong người, còn có ma vương thạch xa tương trợ, một ý niệm, nửa bước gần, lâm dịch tùy thời có thể biến thành hùng bá nhất phương đại ma vương, thu được lực lượng cường đại hơn, chấp trưởng trăm vạn ma quân. Nhưng lâm dịch hết lần này tới lần khác không có, tại trải qua nhiều như vậy đau khổ cùng vu hãm, lâm dịch vẫn có thể thủ vững ở ranh giới cuối cùng, thủ vững ở trong lòng hắn đại đạo, nhiều lịch lãm không có thể mài rơi lâm dịch góc cạnh, trái lại làm cho tâm tính của hắn càng thêm kiên định. Kiếm giả khi có phong mang, kiếm giả thằng tuốt bất khuất, lâm dịch giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm, ác chiến nhiều lần cũng không từng ma diệt hắn phong mang. Khi có một ngày phong mang lui tán, nhất định là ngọc thái câu phần. Lúc này đông đảo tu sĩ đã trở lại chu ma bảng khu vực, tạm thời đè xuống chấn giết lâm dịch ý niệm trong đầu có cái này cụt một tay thanh niên ở đây, không người dám vọng động. Công tôn cổ nguyệt hai mắt híp lại, lớn tiếng nói, người tới người phương nào, người cũng biết cái này lâm dịch chính là ma tộc, người cùng hắn xương huynh gọi đệ, là muốn nhất tâm rơi vào ma đạo sao. Hắc hắc, thạch xa cười khan một chút, ánh mắt chuyển động, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm công tôn cổ nguyệt. Ở đây đông đảo tu sĩ ngoại trừ lâm dịch, cũng chỉ có hàn lỗi rõ ràng thạch xa lai lịch. Năm đó dịch kiếm tông thí kiếm bình trên, hàn lỗi gặp qua thạch xa, giang giác nhưng vào lúc này chu ma bảng đột nhiên rung động bắn ra ra vạn trượng kim quang một đạo màu đỏ thắm lôi tiếp thẳng đến thạch sa đi tốc độ cực nhanh tránh mau lâm dịch khẽ hô một tiếng thạch sa hai tròng mắt chợt chuyển hồng không tránh không lùi một cánh tay luân khởi đốn củi đao hướng chu ma lôi kiếp ném tới phanh thạch sa cả người chấn động thân thể cương trực nửa ngày mới nhẹ nhàng phun ra một mạch trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt ma văn chu ma lôi kiếp đông đảo tu sĩ kinh hô một tiếng hắn là ma tộc, công tôn cổ nguyệt trước mắt sáng choang, hét lớn, trước kia tại chu ma chiến trường xuất hiện tôn ma vương đúng cụt một tay, người này nhất định là ma vương sở hóa. Tất cốc phiến cũng lộ ra bừng tỉnh chi sắc, thầm nghĩ, trách không được nhìn thấy người này, có dũng khí tim đập nhanh cảm giác, nguyên lai là tôn ma vương. Đông đảo tu sĩ đột nhiên biến sắc, nếu như nói người này là ma tộc ma vương, nhưng ở lâm dịch nguy nan trước mắt chạy tới bang trợ hắn, chẳng lẽ không phải gián tiếp chứng minh rồi lâm dịch cũng là ma tộc. Công tôn cổ nguyệt cười ha ha, đạo, lâm dịch, ngươi luôn miệng nói bản thân cũng không phải là ma tộc, hôm nay ngươi còn có cái gì nói có thể nói. Lâm dịch bình tĩnh nói, thanh giả tự thanh, bẩn người từ bẩn. Cho dù hắn không có tới, các ngươi lúc đó chẳng phải nhận định ta là ma tộc. Có gì khác biệt, lâm dịch lắc đầu, buồn bã nói, không phải là cho chính các ngươi tìm một cái tốt hơn mượn cớ giết ta thôi. Thạch xa cúi đầu đạo, hà tất theo chân bọn họ phí những thứ này miệng lưỡi, đám người kia đơn giản mang theo mặt nạ dối trá, lại miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, âm thầm làm chút nhận không ra người hoạt động. So với ma tộc còn không giống nhau, Giang giác, chu ma bảng tựa hồ cảm thụ được ma tộc khiêu khích, lần thứ hai kịch liệt rung động, hạ xuống lưu chuyển màu đỏ thần quang chu ma lôi kiếp, so với lần trước uy lực càng mạnh, lực sát thương lớn hơn nữa. Thạch sa hai mắt trừng trừng, nổ bắn ra ra hai đạo đỏ như máu thần quang, hai chân đạp đất, nhảy tới giữa không trung, qua đao chém về phía đạo này màu đỏ thắm sấm xét. Oanh, thạch xa bị đạo này sấm xét chém được thân hình lão đảo, từ không trung mới ngã xuống đất, sắc mặt có chút bệnh trạng ửng hồng, một cổ nhàn nhạt, nhạt, ma khí vần quanh tại thạch xa xung quanh. Thạch xa cúi thấp đầu, nắm đấm nắm chặt, đem đốn củi đao tùy ý đeo ở hông, dần dần lộ ra ma chỉ có bề ngoài. Tại chu ma lôi kiếp liên tục dưới sự đả kích, thạch xa thân thể đã không chịu nổi. A, à, thạch xa ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen loạn vũ, hai tròng mắt huyết hồng, một đôi ma sừng đột nhiên phá lô xuất ra, dính xuống màu đen ma huyết, ma sừng trên mặt khắc xuống huyền ảo thần bí vân tay. Cột sống trên, từng cây một đen thùi dài nhỏ xước mang dô theo trong da thịt mọc ra, móng tay trở nên đen kịt, kéo dài, sắc bén vô cùng, tản ra yếu ớt hàn quang. Xương cụt ở trong chậm rãi nhô ra một cây đen kịt như mực, sát khí bức người đích thực cốt truy, truy mũi rợi mạnh mẽ, tựa hồ có thể xuyên thấu thế gian vạn vật. Cùng lúc đó, thạch xa hai lạc đột nhiên xé rách, hiện ra một thước dài đại lỗ thủng, thẳng ra thấm nhân màu đen máu. Một đôi huyết nhục mơ hồ màu đen cốt cánh chậm rãi từ sau lưng của hắn mở rộng đi ra, chậm rãi mở rộng, mở. Một đôi cốt cánh hoàn toàn mở, có chừng 10 thước dài hơn, tản ra lành lạnh hàn ý cùng sát cơn nồng nặc. Đông đảo hồng hoang tu sĩ nhìn thấy một màn này, sợ đến sắc mặt đại biến, trốn ở Chu Ma bảng khu vực không dám lại đơn giản ra ngoài nửa bước. Mà Chu Ma bảng cảm thụ được thạch xa biến hóa, chậm rãi tích góp càng năng lượng cường đại, vận sức chờ phát động. Thạch sa đầy người đen kịt lân phiến, quần áo từ lâu thổi phá, lộ ra ma tộc bổn tướng, giữ tợn hung tàn. Thạch sa gầm nhẹ một tiếng, người chết cũng là lưng đeo ma tộc bêu danh, ai sẽ vì ngươi chính danh. Người tỉnh tỉnh đi, người chết ở chỗ này có ích lợi gì. Lâm dịch nhẹ nhàng cau mày, trong đầu tựa hồ có một đạo thiểm điện quét, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Đúng vậy, ta chết ở chỗ này có ích lợi gì. Ta còn có chuyện muốn làm, ta hôm nay như chết, chuyện này tiểu căn bản sẽ không có người đi làm. Lâm dịch trong miệng nhiều lần nỉ non, ung um, um chu ma lôi kiếp lần thứ hai hàng lâm, giống như thùng nước phẩm chất, một cổ kinh thiên uy áp phô thiên cái địa tới, lúc này đây đem lâm dịch hai người toàn bộ bao phủ đi vào. Thạch sa huyết sáo dài, mở mười thước dài hơn, đen kịt như mực cốt cánh, không sợ hãi chút nào đón nhận chu ma lôi kiếp, đem lâm dịch thật chặt bảo hộ tại hạ mặt. Oanh, lúc này đây chu ma lôi kiếp, so với hai lần trước điệp chung vào một chỗ lực sát thương đều phải mạnh. Thạch Sa được lôi kiếp đả kích, cả người run rẩy, khụ da thuần nhất đen kịt ma huyết, dáng dấp có chút thê thảm chật vật. Công Tôn Cổ Nguyệt ánh mắt chấp động, lớn tiếng nói: "Các vị đạo hữu canh giữ ở cái này khu vực trong, tế suất đan khí công kích nơi này ma." Thạch Sa hai tròng mắt huyết quang đại thịnh, hung tính đại phát, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đánh về phía Chu Ma bảng khu vực, đằng đằng sát khí, bàng như thế cửu u thâm uyên phủ xuống ma quỷ. Muốn chu diệt ta, trước để mạng lại đổi lại. Chương 436, rút đi thạch sa hoàn toàn hóa ma lộ ra ma vương hình thái thẳng đến chu ma bảng khu vực đông đảo tu sĩ phóng đi còn chưa tới phụ cận một cổ toàn bạo hung sát khí đập vào mặt đông đảo tu sĩ kinh hô một tiếng liên tục lui về phía sau nào còn có dư đi tế xuất đan khí công kích chu ma bảng khu vực chợt sáng lên vạn trượng kim quang hình thành một vòng kim sắc hàng rào đem thạch sa cắt đứt bên ngoài ma khí cùng kim quang cho nhau thôn phệ, phát ra két két chói tai âm hưởng thạch sa liên tục trùng kích Tuy rằng kim sắc hàng rào rung động liên tục, nhìn như lung lay sắp đổ, nhưng vô cùng ngoan cường kiên thủ trận địa cuối cùng. Cùng lúc đó, Chu Ma bảng lại hàng lôi kiếp, oanh, thạch xa bị cái này lôi kiếp chém được cút bay vài chục trượt, thân hình ở giữa không trung liên tục lăn lộn, cuối cùng tầng tầng lớp lớp rơi trên mặt đất, đen kịt lân phiến bị nổ tung, huyết nhục không rõ. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy một màn này, tinh thần đại chấn, dần dần biến mất lòng sợ hãi, trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng. Công tôn cổ nguyệt ngửa mặt lên trời cười như điên nói, ma vương cũng không gì hơn cái này, tại chu ma bảng trước mặt, vẫn là giống như gà đất chó kiểng vậy, không chịu nổi một kích. Ta công tôn cổ nguyệt tựu đứng ở chỗ này, có năng lực tựu vào tới giết ta. Ha 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 ha, công tôn cổ nguyệt rõ ràng tại trăm phương ngàn kế châm chọc thạch xa, làm cho người sau mất lý trí. Thạch xa hai mắt xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, bộc lộ bộ mặt hung ác, lần thứ hai xông tới, ngụm lớn mở, dâng lên ra một cổ nồng đậm hắc vụ, trực tiếp thổ ở tại chu ma bảng hình thành kim sắc hàng rào trên. Cái này cổ hắc vụ thổ hết, thạch xa khí tức liền trở nên vô cùng suy yếu, nhưng phần đuôi xương sống chợt đong đưa. Siêu, tản ra yếu ớt hàn quang cốt truy, giống như một thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm về phía kim sắc hàng rào. Cùng lúc đó, hắc vụ chiếu xuống kim sắc hàng rào trên, phát ra một hồi kịch liệt va chạm ma sát. Kim sắc hàng rào tựa hồ cũng không chịu nổi hắc vụ gặm nhấm, mơ hồ truyền ra một tia rên dĩ Tại vạn trưởng kim quang cùng hắc khí sương mù giao chiến ở trong, kim sắc hàng rào lặng yên không tiếng động bị ăn mòn ra một cái lớn bằng cánh tay cái động khẩu. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt đại biến, ra đầu trận trận tê dại, phía sau lưng vọt lên một tia lương khí, phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, tiện tay nắm đến một người tu sĩ chắn trước người. Phốc, đen kịt cốt truy cư nhiên theo hắc vụ ăn mòn kim sắc hàng rào lỗ nhỏ trong, đột nhiên cắm vào, thẳng đến Công Tôn Cổ Nguyệt đánh tới, bất đắc dĩ người sau quá mức hoạt gian trá cư nhiên làm cho những tu sĩ khác làm kẻ chết thay. Cốt truy xuyên thấu tên kia vô tội tu sĩ, từng cổ một tinh khí lấy mắt thường có thể thấy được ba động hướng thạch xa vào tới. Tên tu sĩ này thân thể nhanh chóng khô quắt xuống phía dưới, trong khoảnh khắc biến thành một cổ thây khô, vô lực mới ngã xuống đất. Mà thạch xa đạt được một vị kim đan tu sĩ tiếp tế tiếp viện, thương thế dần dần có chút chuyển biến tốt đẹp. Hắc phụ đã bị kim quang bước lui, đông đảo tu sĩ từ lâu né tránh cốt truy có khả năng chạm đến phạm vi, thạch sa đem cốt truy chậm rãi thu hồi lại. Cái kia lấy tư cách công tôn của nguyệt kẻ chết thay chính là hạ tộc tu sĩ, chờ hạ hận thủy phản ứng kịp, đã không kịp. Nhìn thấy một màn này, hạ hận thủy giận tím mặt, quát lên, công tôn, người có ý gì? Làm ta hạ ra dễ khi dễ, công tôn cổ nguyệt hừ lạnh nói, hạ huynh, người tìm lộn người đi, giết người tộc nhân chính là ma đầu kia, cũng không phải là bản nhân. Tất cốc phiến ở một bên khuyên ngủ, đều là hồng hoang tu sĩ, lúc này các vị khi đồng tâm hiệp lực, chớ có nội chiến mới tốt. Khương Xí cười lạnh nói, hạ hận thủy, ngươi là sợ cái này ma tộc, quay đầu muốn khi dễ chúng ta hồng hoang người một nhà đi. Hắc hắc, hạ hận thủy tức giận vô cùng cười khóc, sắc mặt tái xanh, không nói nữa. Mắt thấy chu ma bảng tích xúc lôi tiếp sắp hàng lâm, lâm dịch đột nhiên nói ra, thạch đầu, chúng ta đi thôi. Thạch xa sửng sốt một chút, chợt đại hỉ, đột nhiên quay đầu lại, lắc mình đi tới lâm dịch bên cạnh, mang theo người sau thân thể trực tiếp hướng xa xa bay đi sau một lát, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hai người này cứ như vậy đi, đông đảo tu sĩ vẫn trốn ở chu ma bảng bên trong khu vực, không dám đi ra ngoài, rất sợ ma vương quay đầu giết cái mọi người trở tay không kịp. Công tôn cổ nguyệt sắc mặt âm trầm, giọng căm hận nói, trung quy vẫn là không có thể giết chết cái này lâm dịch. Đúng vậy, trên người hắn nhiều như vậy bảo vật, đáng tiếc. Khương xí có chút tiếc hận, tất cốc phiến trầm ngâm ít, chậm rãi nói, vô phương, tiếp qua không đến trăm ngày, chúng ta là được ra ngoài, đem lâm dịch thân phận của người này thông cáo thiên hạ, đồng thời thỉnh cầu tông môn tiền bối tới đây chu ma chiến trường, chu diệt lão này. Ân, không sai, tốt nhất thỉnh hợp thể đại năng xuất thủ, bảo đảm không sơ hở. Công tôn cổ nguyệt gật đầu nói, tiên đảo tam hoàng tử ở một bên lạnh giọng nói, lần này ra chu ma chiến trường, ta muốn lập tức chạy về tiên đảo, bẩm báo phụ hoàng cái này rất nhiều công việc. Lâm dịch, hừ hừ, cụ tay chi cừu, bất cộng đái thiên. Dừng một chút, tiên đảo tam hoàng tử ánh mắt yếu ớt, trầm giọng nói các ngươi nếu là bắt lại lâm dịch người này, chỉ cần phế bỏ tu vi là được, ta đây lần trở về tiên đảo, nhất định dẫn dắt tiên đảo đại năng đến đây hồng hoang mang đi người này. Ta muốn cho nguyên thần của hắn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tất cốc viễn gật đầu nói, những thứ này đều tốt nói, còn dư lại một đoạn thời gian, chúng ta hay là đang cái này chu ma bảng khu vực trong tính tu tư tương đối an toàn, chớ có đơn giản đi ra ngoài. Lăng Thu Yến gật đầu nói, lý nên như thế. Công tôn cổ nguyệt đột nhiên âm lãnh cười cười, đạo, sau khi ra ngoài, ta xem chúng ta mấy thế lực lớn có cần thiết liên thủ làm một chuyện. Chuyện gì, diệt trừ tinh minh, công tôn cổ nguyệt lạnh giọng nói. tắt cốc phiến hai mắt tinh quang lóe lên, hiểu rõ công tôn cổ nguyệt ý tứ, âm thầm gật đầu. Khương Sĩ cũng nói, cái này lâm dịch là tinh minh tu sĩ, mà tinh minh lại dám bốc lên thiên hạ to lớn sai trái thu lưu một cái ma tộc, tâm địa bất chính có thể giết, đây là đang cùng toàn bộ hồng hoang công nhiên đối kháng. Công tôn cổ nguyệt lãnh đạm nói, hồng hoang đại lục yên bình quá lâu, chúng ta mấy đại hoàng tộc, ba đại tông môn uy nghiêm, có cần thiết mượn cơ hội này một lần nữa dựng nên, tinh minh nếu thu lưu ma tộc lấy tư cách truyền nhân, khó bảo toàn kỳ tông cửa không có cái khác ma tộc. Không giác hòa thượng than nhẹ một tiếng Phật hiệu, bình tĩnh nói ta phương thốn sơn tuy rằng cùng đời không tranh, nhưng đối với ma tộc một chuyện, quyết không sẽ ngồi xem mặc kệ, nuông chiều nương tay. Lăng Thu Yến cũng gật đầu tán thành, hạ hận thủy lắc đầu nói, nơi đây việc, ta sẽ đều bẩm báo tông chủ, thỉnh hắn làm quyết đoán. Mộc dịch nghe vậy cười lạnh một tiếng, các ngươi không phải là lo lắng đông độ tiên đảo chân tướng bộc lộ ra đi, mấy thế lực lớn uy tín được nghi vấn, mới đưa lâm dịch việc ảnh hưởng vô hạn phóng đại. Nhưng mà, ta cho người biết, đông độ tiên đảo một chuyện ở đây đám tu sĩ đều nghe được, giấy không thể gói được lửa, các ngươi mấy thế lực lớn không gạt được. Công tôn cổ nguyệt cười to nói, chê cười, chúng ta cần gì phải giấu giếm. Việc này vốn chính là vì hồng hoang đại lục suy nghĩ, hy sinh rất ít người, đổi lấy hồng hoang đại lục Thái Bình, vốn là không gì đáng trách. Ha ha, mục dịch lắc đầu nói, không có gì đáng nói, lâm dịch thật hẳn là đem ngươi đập chết. Hắn, công tôn cổ nguyệt lông mày nhướn lên, hư lạnh nói, hắn sống không được bao lâu. chương 437, huyết vụ giản bí mật. Thạch Sa mang theo lâm dịch một đường bay nhanh, mục tiêu vô cùng rõ ràng, rõ ràng đối với cái này chu ma chiến trường địa hình nhược chỉ trường. Lâm dịch lúc này bằng vào bất diệt kiếm thể cường đại chữa trị năng lực, khôi phục ít khí lực, linh lực cũng đang dần dần tụ lại. Trọng tố sau bất diệt kiếm thể, bất kể là cường độ hay là khôi phục năng lực, đều chiếm được cực lớn tăng mạnh. Lâm dịch thấp giọng nói, chúng ta đi đâu? Huyết phụ giản, thạch xa không chút do dự nói ra. Lâm dịch có hơi kinh ngạc, trầm ngâm ít, lắc đầu nói, trăm ngày sau, chu ma chiến trường sẽ một lần nữa mở ra, các thế lực lớn nhất định phái nguyên anh đại tu sĩ hay hoặc là hợp thể đại năng đến đây, huyết vụ giản sợ cũng không phải an toàn chỗ. Thạch Sa lúc này đã khôi phục hình người, nghe vậy cười nói, vô phương, chờ bọn hắn đi tới thời điểm, chúng ta từ lâu ly khai nơi đây. Nhìn thấy Lâm Dịch rốt cục đồng ý cùng bản thân đi, Thạch Sa tâm tình cũng khai lãng. Ân, Lâm Dịch ánh mắt chấp động, nhớ tới một việc đến. Chu ma chiến trường mở ra là tại trước mắt bao người, vô số nguyên anh đại tu sĩ nhìn ở bên ngoài, Thạch Sa không có khả năng từ bên ngoài tiến đến. Hơn nữa nhìn tình huống lúc đó, Thạch Sa rõ ràng sớm đi tới Chu Ma chiến trường, có chuẩn bị, bố trí mai phục giết chết hồng hoang tu sĩ. Nói cách khác, Thạch Sa có mặt khác phương pháp tiến nhập Chu Ma chiến trường. Nếu có thể thuận lợi tiến đến, tự nhiên cũng có thể ra ngoài. Nhìn Thạch Sa ý tứ, cái cửa ra này ngay huyết vụ giản trong. Lâm dịch trong đầu chuyển biến, liền đem trong này chân tướng dự đoán cái không sai biệt lắm, chợt nói, trách không được, Chu Ma chiến trường mở ra vô số lần, nhưng không nhân phát hiện một chỗ khác lối ra, Nguyên lai là tại huyết vụ giản trong Thạch Sa gật đầu nói Kỳ thực huyết vụ giản từng đã tới Hồng Hoang Đại Lục hợp thể đại năng tra xét nhưng có điều kiêng kỵ liền lặng yên rời khỏi huyết vụ giản có lớn như vậy lai lịch Lâm dịch trong lòng dùng mình nếu là như vậy lúc đầu hắn có thể thu được kiếm chi mảnh nhỏ quả thực mang theo rất lớn may mắn thành phần Thạch Sa suy nghĩ một chút cũng không có dấu diếm chậm rãi nói Kỳ thực Hồng Hoang Đại Lục đông đảo tu sĩ cũng không biết huyết vụ giản địa vị mảy may không thể so với bảy đại tử vong ma vực thấp, huyết vụ giản cũng cất giấu một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Dừng một chút, Thạch Sa lại nói, hơn nữa theo trình độ nào đó mà nói, huyết vụ giản địa vị muốn cao hơn một chút, đối với hồng hoang lục đại ma vực có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thạch Sa coi là lâm dịch cũng cam nguyện rơi vào ma đạo, đối với hắn biết thì sẽ nói. Lâm dịch lộ ra suy nghĩ chi sắc, thật lâu không nói. Thạch Sa cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, một hồi đến, ngươi liền biết huyết vụ giản bên trong có cái gì. Tiếng nói vừa dứt, thạch xa bay nhanh tốc độ nhanh hơn. Lâm dịch lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi, liên tục chữa trị vết thương trên người, khí huyết từng lần một cọ rửa tứ chi bách hài, tổn hại cơ thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc sinh trưởng trong cơ thể vết thương cũng đang từng chút từng chút khôi phục. Không nhiều quá lâu, lâm dịch đã có thể tự bay được. Hai người một trước một sau đi tới huyết sắc ngọn núi đỉnh núi, nhìn dày đặc huyết vụ, hai người không có làm bao nhiêu do dự, liền nhảy xuống. Đi theo thạch xa, lâm dịch hướng huyết vụ giản ở chỗ sâu trong một chút thăm dò. Vượt qua đến ở chỗ sâu trong, bên trong huyết vụ càng dày đặc, mắt không thể thấy, nhưng thạch xa đi qua chỗ, huyết vụ tựa hồ có linh tính giống nhau, ào ào thoái nhược, lộ ra một cái rộng lớn thông đạo. Cũng không biết đi bao lâu, lâm dịch bên tai đột nhiên truyền đến một hồi sông chảy xiết có tiếng, nổ vang không ngừng, nghe tới vô cùng đồ sộ. Lâm dịch âm thầm cau mày, sinh lòng nghi hoặc, nơi này lại còn có một con sông. Thạch Sa gật đầu nói, con sông này người cũng đã gặp. Nga, Lâm Dịch hơi trầm ngâm, lại nghĩ không ra cái manh mối. Theo liên tục đi sâu, sông kia chảy có tiếng càng vang dội, một cổ nồng đậm hung sát khí đập vào mặt, hầu như làm người ta hít thở không thông. Nếu không có có Thạch Sa tại tiền phương, lấy Lâm Dịch tu vi, sợ rằng sớm bị cái này cổ hung sát khí bước lui. Cũng không lâu lắm, trước mắt rộng mở trong sáng, huyết phủ tiêu tán, một màn cảnh tượng đập vào mắt trước, Lâm Dịch trợn mắt hốc mồm, dĩ nhiên quên mất hô hấp một màn này quá mức quen thuộc quá mức chấn động đích thật là một con sông chảy chuẩn xác mà nói đó là một cái huyết hà máu chảy thành sông cuộn trào mãnh liệt chạy trồm tiên huyết đỏ thấm nhân huyết hà theo một chỗ mặt đất thật cao phún lên huyết hoa văng khắp nơi thao thao bất tuyệt hướng ẩn số địa phương vào tới huyết hà trong thỉnh thoảng phập phồng mặc cổ lão phục sức thi hài binh khí rất nhiều đây là một đạo thi hải huyết hà đây là lâm dịch mắt lộ ra kinh hãi nhẹ giọng nỉ non, lại không có nói tiếp. Thạch Sa gật đầu, trầm giọng nói, không sai, đây là thần ma chi địa thần vẫn hà. Nơi này chính là nó đầu nguồn, Lâm Dịch cảm giác ngực một hồi không rõ áp lực, không khỏi từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Lâm Dịch hôm nay tu vi đề thăng, đã so với lúc đầu tại thần ma chi địa nhìn thấy thần vẫn hà lúc mạnh gấp trăm lần. Lúc đó Lâm Dịch chỉ có ngưng khí kỳ, xa xa quan vọng một hồi, đều rác hai mắt đau đớn khó nhịn, hôm nay lại có thể bình yên vô sự đứng ở thần Vẫn Hà trước. Thần Vẫn Hà, thần ma chi địa, chu ma chiến trường, huyết vụ giản. Trong ngày đến tột cùng giấu giếm bí mật gì? Thạch Sa chậm rãi nói, thần Vẫn Hà không chỉ chảy trải qua thần ma chi địa, cũng đi đường tịch tính cốc, ta bắt đầu từ tịch tính cốc trong nhập hà, một đường nghịch lưu mà lên, đi tới nơi này chu ma chiến trường. Thạch Sa gặp lâm dịch cúi đầu trầm tư, cho là hắn vẫn bị một màn trước mắt chấn động đến, không có thể lấy lại tinh thần, liền cười nói, lâm tử, ngươi không cần phải lo lắng. Tại đây thần vẫn hà trong, có ta ở đây, là được hộ ngươi an toàn. Lần này chúng ta nhập hà, xuôi dòng trực hạ, nói vậy rất nhanh liền có thể trở lại tịch tính cốc. Lâm dịch gật đầu, vẫn chưa trả lời, ánh mắt chấp động, như có điều suy nghĩ. Thạch Sa nhìn thấy Lâm Dịch tựa hồ đầy cõi lòng tâm sự, không khỏi âm thầm cau mày, hơi hơi trầm ngâm, nghĩ đến một loại khả năng tính. Thạch Sa đối với Lâm Dịch hiểu rất rõ, Thạch Sa bừng tỉnh phát hiện, Lâm Dịch chẳng bao giờ nói qua muốn trở thành ma tộc, cũng không đáp ứng với muốn cùng hắn kể vai chiến đấu. Đây hết thảy, chỉ là chính hắn một xương tình nguyện mà thôi. Hai người đều là theo đuổi tâm tư của mình, đột nhiên rơi vào yên lặng trong, bầu không khí có chút cổ quái, chỉ có sông tiếng sấm bên tai không dứt. Nửa ngày sau, Lâm Dịch đột nhiên nói ra, ta nghĩ hồi thần ma chi địa nhìn. Đi chỗ đó làm cái gì? Thạch Sa sinh lòng khó hiểu, Lâm Dịch lắc đầu, vẫn chưa nói rõ. Thạch Sa trầm giọng nói, hôm nay thần ma chi địa không gian không ổn định, khắp nơi tràn đầy không gian liệt phùng, không nghĩ qua là liền dễ bị hắn thôn phệ, không có hợp thể kỳ tu vi, rất khó ở bên trong sinh tồn. Ta biết, nhưng ta còn là muốn đi xem, lâm dịch còn đang kiên trì, ta tu luyện dịch kiếm thuật thời gian lâu dài, đối với nguy cơ cảm ứng, không ai bằng, linh giác cường đại, nói vậy tại không gian liệt phùng xúc thể trước kia, cũng có thể kịp thời né tránh. Thạch Sa quả quyết nói, quá nguy hiểm, người đi, cùng chịu chết có gì khác biệt, nói là cử tử nhất sinh cũng chút nào không quá đáng. Lâm dịch chậm rãi lắc đầu, bình tĩnh nói, thạch đầu, xem như là giúp ta chuyện, đưa ta đi tới. Lúc này đây, liền thạch xa cũng không biết lâm dịch niệm đầu. Thạch xa tâm tư không thê giải, lâm dịch trong lòng thầm nghĩ, ta chuyện cần làm, sợ rằng ngoại trừ tự ta, ai cũng sẽ không đón được. chương 438, thạch xa chấp nhất, khi lâm dịch cầu thạch xa hỗ trợ lúc, thạch xa biết, hắn không có biện pháp cử tuyệt. Thạch Sa có thể cự tuyệt bất luận kẻ nào, duy chỉ có vô phương cự tuyệt Lâm Dịch. Tốt, Thạch Sa gật đầu, hai người chưa làm qua nhiều do dự, liền đồng thời nhảy vào thần vẫn hà trong, huyết hà chạy trồm, một cái cảnh hoa đánh qua, chỉ chớp mắt đem thân hình của hai người bao phủ. Chợt vừa tiến vào thần vẫn hà trong, Lâm Dịch liền cảm giác được một cổ khó có thể chống đỡ uy áp đập vào mặt, huyết hà trong lăn lộn vô số thi hài binh khí, cộng thêm huyết hà bản thân tích chứa uy năng, hình thành một loại đặc biệt lực đánh vào. Lâm Dịch không chút nghi ngờ, hắn nếu là mình tiến nhập cái này thần vẫn hà trong, thoáng qua đang lúc sẽ gặp bị cắn nuốt liền thi hài đều còn dư lại chẳng được. Huyết hà lực sát thương tuy lớn, nhưng ở thạch xa xung quanh, lại hình thành tối đen như mực quang cháo, đem hai người thật chặt hộ ở chính giữa. Lâm dịch biết, đây là ma chỉ năng lực, thạch xa có thể đã hoàn toàn chiếm được ma chỉ tán thành. Xung quanh tràn đầy bóng tối vô tận cùng băng lãnh, loại cảm giác này, lâm dịch rất không thích ứng, mà thạch xa lại thần sắc bình tĩnh, trong mắt mơ hồ bộc lộ một tia hưởng thụ, Thần vẫn hà tốc độ dòng chảy chảy xiết, hai người thuận chảy xuống, tốc độ cực nhanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, thạch sa mạnh mẽ dừng lại thân hình, lôi kéo lâm dịch, hướng trên mặt sông ra sức du động. Xôn sao, huyết hoa vẩy ra, hai đạo thân ảnh theo huyết sắc trên mặt sông một nhảy ra. Làm đến nơi đến chốn, lâm dịch rốt cục khẽ thở ra một hơi, lộ ra thoải mái chi sắc. Thần ma chi địa biến hóa không lớn, vẫn là âm lãnh, hắc ám, huyết tinh khí dày đặc, một chút cũng không có sinh cơ, một mảnh hoang vu. Bất đồng duy nhất chính là, cách thần vẫn hà ngoài trăm thước, khi thì sẽ dần hiện ra một đạo uốn khúc như xà, đen kịt không gian vết nứt, tựa hồ có thể thôn vệ vạn vật sinh linh, kinh khủng kinh người. Tại đây thần vẫn hà trong vòng trăm thước, lâm dịch hai người nhưng có thể bình yên đứng thẳng, cái này cũng có thể khía cạnh xác minh thần vẫn hà một loại vô thượng uy hiếp cùng pháp lực. Cảm thụ được thần ma chi địa quen thuộc khí tức, lâm dịch bừng tỉnh thất thần. Ba năm trước đây, Nơi này xảy ra quá nhiều sự tình. Một lần nhìn như bình thường tầm bảo cuộc hành trình, lại thay đổi vô số người mệnh vận quý tích. Ngắn ngủi một tháng thời gian, lại xảy ra quá nhiều sự tình. Thạch Sa, Mộc Tiểu Yêu, Vô Tình, Công Tôn Cổ Nguyệt, Hàn Lỗi, Quân Như, Liệt. Đếm không hết bóng người, ào ào xẹt qua lâm dịch trước mắt. Khi đó Quân Như còn sống, khi đó Thạch Sa hay là cái kia lạnh lùng nghiêm nghị tiểu tử, cho dù lòng giả ác độc, cũng không thích giết chóc khi đó vô tình hay là cao cao tại thượng thánh nữ. Khi đó tiểu yêu tinh, hay là như thế một cách tinh quái, khăn che mặt. Lâm dịch giờ này khắc này, mới chính thức lý giải vô tình năm đó câu nói kia ý tứ. Kỳ thực ở chỗ này cũng không sai, không có phía ngoài ngươi lừa ta gạt, rời xa thị phi tranh đấu. Ta có thể để xuống tất cả gánh vác, thoát khỏi trói buộc, không hề đi làm cái kia không ăn nhân gian lửa khói thánh nữ. Lâm dịch thản nhiên thở dài, đã trải qua năm tháng lắng động, Hắn rốt cuộc hiểu được năm đó vô tình đối với tâm ý của hắn Đúng vậy, bên ngoài quá nhiều người lừa ta gạt Thị phi tranh đấu, ai là đối với, ai lại là sai Không có người nói được rõ Hôm nay hồng hoang từ lâu diễn biến thành cá lớn nuốt cá bé Thực lực tối cao pháp tắc Người đang thiên hạ, thân bất do kỳ Chỉ có tại đây cùng đời không tranh diễn thiên đại trận trong Mới có thể chân tránh tách ra hỗn loạn Kỳ thực, năm đó vô tình tỷ đã sớm ngờ tới Nếu là ra cái này diễn thiên đại trận chúng ta khẳng định vô phương cùng một chỗ, cho nên mới đối với ta trước sau thái độ chuyển biến to lớn, nàng là muốn chặt đứt ta niệm tưởng, sợ liên lụy ta. Ba năm sau lần thứ hai trở về, lâm dịch thành thục rất nhiều, ngày xưa rất nhiều không nghĩ thấu sự tình, cũng giải quyết dễ dàng. Mặc cho tu sĩ thủ đoạn cái thế, cho dù như thiên giới chúng thần tồn tại, cũng vô pháp nghịch chuyển thời gian. Năm tháng trôi qua, đi qua, liền không thể quay về, đây là một loại bất đắc dĩ. Lâm dịch kinh ngạc nhìn thần ma chi địa phương hướng, trong lòng đối với vũ tình dâng lên một hồi thật sâu hổ thẹn. Vũ tình cùng một tiểu yêu bất đồng, người sau có tộc nhân đi cùng cùng an ủi, sau lại càng cùng lâm dịch gặp lại, thu hoạch hạnh phúc. Nhưng vũ tình ba năm này, tại nơi băng lãnh u ám băng quật trong, lại một mình thừa nhận cô độc cùng thống khổ, không ai giúp nàng chia sẻ. Lâm dịch nguyên bản còn dự định nhanh chóng để thăng tu vi, tranh thủ sớm ngày bước trên nhiễm hàn cung, đem vũ tình cứu ra. Nhưng thân phận bại lộ sau, đây hết thảy trở nên giống như trăng trong nước, lại cũng vô pháp thực hiện. Đừng nói nhiễm hàn cung, cái này hồng hoang đại lục to lớn, từ nay về sau, lại cũng không có lâm dịch chỗ an thân, hắn còn muốn lưng đeo ma tộc bêu danh cùng sỉ nhục. Mà lâm dịch lại không muốn biến thành ma tộc, từ nay về sau, hắn chẳng khác nào một cái gặp không được qua người đần độn. Cho nên, lâm dịch muốn đi làm một chuyện, chuyện này, trừ hắn ra, sợ rằng không ai sẽ đi làm, cũng không ai dám đi làm. Lâm dịch tại Chu Ma trong chiến trường, thái độ khác thường cùng Thạch Sa Ly Khai, đúng không muốn chết được như thế chăng giá trị. Thần ma chi địa, lâm dịch phải đến, vì chuyện này làm tốt tất cả chuẩn bị. Thạch Sa đột nhiên thở dài một tiếng, đạo, ngươi căn bản không có ý định cùng ta cùng nhau chấp trưởng ma tộc, đúng không? Là, lâm dịch không có dấu giếm. Vì sao, đạo bất đồng, ngắn ngủi im lặng, Thạch Sa đột nhiên giống to, lâm tử, ngươi là người ngu sao? Ngươi là người nhu nhược sao? Ngươi cũng là ma, năm đó tiềm long sơn hóa ma việc, ngươi đã quên sao? Thạch Sa chẳng bao giờ đối với Lâm Dịch giống qua, hai người thậm chí chưa từng có hồng qua mặt. Ta và ngươi không giống nhau, Lâm Dịch thanh âm như trước bình tĩnh, không giống nhau thì như thế nào, ai sẽ tin tưởng. Rất nhiều người, sư phụ, uyển nhi, tiểu yêu tinh, vũ tình tỷ. Lâm Dịch chậm rãi nói, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì tự ta tin tưởng. Ha 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 ha, Thạch Sa âm trầm cười, lộ ra phẫn không sai chi sắc, lớn tiếng nói, Lâm Tử, ta không biết ngươi đang kiên trì cái gì. Ngươi nhân so với ta thông minh người nên biết người tình cảnh hiện tại trên đời đều là địch lâm dịch vân đạm phong khinh nói bốn chữ thạch sa có hơi nắm đấm im lặng nửa ngày lại cuối cùng thở dài nói không người như cùng ta kề vai chiến đấu người còn có ma tộc lấy tư cách có lợi nhất hậu thuẫn người còn có ta nhưng người hôm nay không bị hồng hoang tu sĩ sở cho lại không chịu biến thành ma tộc đây mới thật sự là trên đời đều là địch hà tất làm khó bản thân thành ma làm sao không sao Lâm dịch cũng không nói chuyện, chỉ là kiên định lắc đầu. Thạch Sa một cái kéo qua bản thân không đáng tay áo trái, đưa tới Lâm dịch trước mặt, lớn tiếng nói, Lâm tử, ngươi nhìn thấy gì? Lâm dịch sửng sốt một chút, không biết Thạch Sa là ý gì. Thạch Sa đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó cụt tay ở trong hắc vụ chuyển, một cái hoàn toàn mới cánh tay mọc ra, cùng thường nhân độc nhất vô nhị. Tay cụt mọc lại, đều là hợp thể đại năng mới có vô thượng pháp lực, nhưng Thạch Sa hóa ma sau, lại hoàn toàn có thể làm tới điểm này. Thạch Sa hỏi, ta hóa ma sau, sớm có thể chữa trị cánh tay này, làm cho ta nhìn qua cùng người bình thường giống nhau, người cũng biết ta vì sao thẳng tuốt không có làm như vậy. Lâm Dịch lắc đầu, tốt, ta hôm nay liền tới nói cho người biết, ta từ nhỏ bị thương nặng, hạ xuống tàn phế, nhận hết châm chọc khiêu khích, ta Thạch Sa có thể nhìn. Nhưng mà ta không có cả đời nhẫn, ta chính là phải đợi một cái cơ hội, ta muốn tranh một mạch, ta muốn nói cho toàn bộ hồng hoang đại lục, ta thạch xa mặc dù là cụt tay, cũng tuyệt không thua với các người bất cứ người nào. chương 439, Ngân Mô tái hiện, cánh tay này ta vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nối đi, ta chính là muốn nói cho thế nhân, ta thạch xa đúng cụt tay, thì tính sao? Đón mắt lạnh cùng cười nhạo, ta không sợ hãi, cam nguyện nhập ma. Nhìn gần như hiết tư để lý thạch xa, lâm dịch lặng lẽ không nói. Không biết qua bao lâu, thạch xa dần dần bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng hỏi, lâm tử, ta sai rồi sao? vì ta truy cầu, ta sai rồi sao? Người không sai, ta cũng không sai. Lâm dịch khổ sở đáp, bọn họ đều là vì mỗi cái truy cầu, phá tan tầng tầng lớp lớp hiểm trở, chấp nhất cô độc đi về phía trước. Thạch xa lẳng lặng nói ra, ta nghĩ, đây là ta một lần cuối cùng khuyên ngươi. Lâm dịch cười cười, ánh mắt sáng sủa trong suốt, không có chút nào tạp chất, lại cố định. Không tiếng động trả lời, thạch xa đã hiểu. Thạch xa suy nghĩ một chút, lại hỏi, người muốn ở nơi này bao lâu? Thạch Sa tuy rằng tạm thời không biết Lâm Dịch muốn đi làm cái gì, nhưng mà hắn tin tưởng, Lâm Dịch tuyệt không sẽ trốn ở chỗ này cả đời. Không biết, Lâm Dịch cười khổ, lắc đầu nói, ta cũng không biết mình có thể hay không sống đi ra. Thần ma chi địa khắp nơi tràn đầy có thể đơn giản thôn vệ nguyên anh đại tu sĩ không gian liệt phùng, lấy Lâm Dịch tu vi, bị khe hở thôn vệ, cùng chết không có gì khác nhau. Ta tại đây chờ ngươi, Thạch Sa cũng không nói gì chờ bao lâu, Lâm Dịch hít sâu một hơi, gật đầu, Đối mặt hung hiểm khó lường tiền đồ, Lâm Dịch không dám khinh thường, hắn như chết, sự kiện kia liền vô phương hoàn thành. Vô phương hoàn thành là được có thể quan hồ mấy vạn người tính mệnh. Thương thế của hắn còn chưa có khỏi hẳn, mà thần ma chi địa linh khí vô cùng đầy đủ, rất nhiều đá bình thường, tại đã trải qua vạn cổ năm tháng, đều đã bị đồng hóa thành một chút đẳng cấp rất cao linh thạch. Lâm Dịch dự định trước đem thương thế trên người khôi phục, sâu hơn nhập thần ma chi địa trong. Hai ngày sau, Lâm dịch theo tính tỏa trong lấy lại tinh thần, đứng lên, nhìn khi thì thiểm hiện không gian khe hở thần ma chi địa, chuẩn bị xuất phát. Thạch Sa vẫn ở một bên nhắm mắt tính tỏa, không có đứng dậy ý tứ. Lâm dịch hít sâu một hơi, về phía trước chậm rãi bước đi. Gia thần vẫn hà trong vòng trăm thước phạm vi, lâm dịch vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, trong lòng không ngừng mặc niệm dịch kiếm thuật khẩu quyết, ở chung quanh hình thành một cổ dịch kiếm khí tràng. Giống như một hoàng hồ nước, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng nhanh chóng phản ứng đến trong đầu lâm dịch cẩn thận một chút đi không đến ba bước báo động chợt nhanh chóng ra đầu một hồi tê dại theo bản năng đem người nhích qua bên trái nửa bước sau đó ghé mắt nhìn lại chỉ thấy nguyên lai đứng yên chỗ trống lặng yên không hơi thở hé một cái uốn khúc như xà đen kịt khe hở giống như ma quỷ ngụm lớn tản ra trận trận băng lãnh cùng âm trầm không gian liệt phùng mang theo một cổ cường đại hút kéo lực nhưng lâm dịch hôm nay tu vi không thể so với trước đây nếu là ngưng khí kỳ tu sĩ, khoảng cách khe hở chỉ có nửa bước gần, sợ rằng trước tiên sẽ bị cắn nuốt hết. Lâm dịch cũng không áp chế tu vi, thần ma chi địa cùng 3 năm trước đây mở ra tình huống bất đồng. Khi đó, thần ma chi địa không gian su vụ ổn định, chỉ cần tu vi bảo trì tại ngưng khí kỳ, liền không có dẫn phát không gian liệt phùng. Nhưng hôm nay, vô luận lâm dịch tu vi làm sao, không gian liệt phùng thời khắc tồn tại. Cho nên, lâm dịch dự định bảo trì đỉnh phong trạng thái, như vậy không chỉ có thể để tránh cho bị gần gũi khe hở thôn phệ, cũng có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, tránh né chí mạng nguy hiểm. Thạch Sa ngay thần vẫn hà mép chăm chú nhắm mắt, hắn không dám trợn mắt. Rất sợ thấy một màn, đúng Lâm Dịch bị không gian liệt phùng thôn phệ. Thạch Sa trong lòng sợ, thậm chí Lâm Dịch ly khai, đều không dám nhìn tới. Hắn muốn lần thứ hai trợn mắt lúc, nhìn thấy Lâm Dịch bình yên vô sự đứng ở hắn trước người. Lâm Dịch mục tiêu vô cùng rõ ràng, đúng diễn thiên đại trận tu vi của hắn vừa đột phá, vô phương tại trong khoảng thời gian ngắn làm tiếp đề thăng, muốn lần thứ hai tăng cường tự thân chiến lực, chỉ có tại trận pháp trên mặt dưới công phu. Mà diễn thiên đại trận trong, đều là cao thâm huyền diệu trận pháp, biến hóa vô cùng, còn có hoàn chỉnh cấm linh trận ở bên trong. Lúc đó lâm dịch cùng vũ tình chỉ là rơi vào đại trận một cái góc nhọn, bên trong cấm linh trận liền đủ để giam cầm ở kim đan tu sĩ linh lực. Nếu là lần thứ hai đi sâu một chút, nói vậy có thể thu được càng hoàn chỉnh cấm linh trận, rất có thể giam cầm ở nguyên anh đại tu sĩ linh lực. Dù cho chỉ có tính hơi thở thời gian, cũng đủ để cho Lâm Dịch làm rất nhiều sự tình. Đi qua cùng bất tử kim thân lần thứ hai giao phong, hôm nay bất diệt kiếm thể cường độ, Lâm Dịch trong lòng đã đại khái có một cái dự đoán. Tuyệt đối có thể áp chế phổ thông nguyên anh đại tu sĩ thân thể, nói cách khác, nếu là đem nguyên anh đại tu sĩ linh lực giam cầm, Lâm Dịch cùng với cận chiến giao phong, nguyên anh đại tu sĩ cũng rất có thể ngã xuống. Đi không có vài bước, Lâm Dịch trong lòng khẽ động vừa muốn hướng bên phải nhanh chóng đi. Nhưng ngay sau đó, một loại huyền diệu khó có thể minh dụ cảm giác xông lên đầu, bên phải cũng gặp nguy hiểm. Trước mặt, phía sau đều gặp nguy hiểm, tựa hồ khe hở sau đó một khắc sẽ xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Một loại nguy cơ to lớn cảm hàng lâm, không ngừng kích thích lâm dịch tâm thần. Đột nhiên, lâm dịch như là linh quang lóe lên, theo bản năng theo trong lòng một loại cảm giác, quỷ dị muốn bên trái phía trên đi ra ba bước, lại lướt ngang hai bước, ngay sau đó lui về phía sau một bước, lần thứ hai hướng bên phải phía trên hành tàu. Một bộ này động tác như nước chảy mây trôi vậy, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, không có một tia dừng lại. Mà sau lưng lâm dịch, vô số đạo thật nhỏ không gian liệt phùng vô căn cứ hiện lên, tản ra yếu ớt ám quang, sát ý nghiêm nghị. Lâm dịch mấy bước này, nhìn như giản đơn, lại huyền diệu khó giải thích tránh khỏi tất cả không gian liệt phùng. Hơn nữa, tại mới vừa không gian thu hẹp bên trong, chỉ có lâm dịch dưới chân con đường này trên, không có có bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm dịch lâm vào một loại dịch kiếm thuật cao thâm hơn trạng thái. Lúc này đã không phải là cảm thụ được nguy hiểm, lại làm ra phản ứng. Mà là thân thể không bị ý thức khống chế, hoàn toàn là đem dịch kiếm thuật dung nhập vào thân thể các nơi, theo bản năng lẩn tránh nguy hiểm. Đây là một loại kinh khủng cảnh giới. Theo lâm dịch không ngừng đi sâu thần ma chi địa, hai mắt của hắn dần dần mê man, mâu để ở chỗ sâu trong hiện lên một chút ngân huy chi sắc, sau đó biến ảo thành ngân sắc như hình dạng hướng toàn bộ đồng tử lan tràn. Cũng không lâu lắm, lâm dịch hai mắt toàn bộ biến thành ngân sắc, bên trong tràn đầy xương mù như hình dạng vật chất, tất cả ngân huy tựa hồ không có quy luật, lại mơ hồ hình thành một cổ nước xoáy, có thể đem thế gian vạn vật khám phá. Phá vọng ngân mâu, có nhìn thấu hư vô, khám phá hư vọng, thấy rõ sự vật bổn tướng năng lực, đây càng là một loại khó có thể tưởng tượng tuyệt hảo trạng thái, vượt qua xa cái gì thiên nhân hợp nhất. Mỗi một lần rơi vào loại trạng thái này dưới, lâm dịch đều nhất định đại có sở hoạch. Đáng tiếc là loại năng lực này, cũng không thụ lâm dịch nắm trong tay. Nhưng ở cái này thần ma chi địa trong, tùy thời có thể rơi xuống dưới tình huống, không chỗ nào không có mặt nguy hiểm không ngừng kích thích lâm dịch tâm thần, phá vọng ngân mâu tái hiện. Lâm dịch hai mắt tản ra nhàn nhạt ngân huy, ánh sáng lướt qua, trong hư không đại đạo đều xuất hiện kịch liệt ba động. Tại loại trạng thái này dưới, lâm dịch thân thể theo bản năng dẫy ruộng đi tới, bước tiến quỷ dị, nhưng hay tới từng chút một tránh được tất cả không gian liệt phùng.